Bốn người nhìn nhau rồi gật đầu. Kỹ năng chiến đấu chu ma là thứ mà sư phụ của họ đã nghiên cứu mấy mươi năm nay để đối phó với Bắc Mã. Dầm. Chiêu thức chu ma được thi triển, núi Thiên Sơn sụp đổ tan tành, trời đất toàn là một mảnh điêu tàn. Giống như sắp đến ngày tận thế. Nghiên cứu mấy chục năm, chỉ vì một chiêu hợp kích này thôi. Có thể tưởng tượng được uy lực của chiêu thức này mạnh đến cỡ nào. Tứ Tiểu Long không thể cứ mãi tấn công, bọn họ trực tiếp sử dụng chiêu hợp kích này, muốn một đòn giết chết Bắc Ma. Lúc này, cả thế giới đều yên lặng. Mọi người dường như nín thở chờ đợi giây phút cuối cùng. Theo người dân Lạc Việt thấy rằng, lần này, Bắc Ma chắc chắn sẽ thua. Dù sao đây cũng là chiêu thức tạo ra dành riêng cho gã. Vệ binh Viêm Long và Ngũ Long của Lạc Việt đều mỉm cười nhẹ nhõm, kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc. Ha ha, tiếp theo đây, vị trí nhất Phú Kinh Vương nên dành cho ai đây? Ai, lần này cả bốn đều làm rất tốt, chúng ta làm sư phụ cũng không có cách nào chọn được. Hay là tính chung cho bốn người đi? Trận chiến vẫn chưa kết thúc, bọn họ đã bàn đến chuyện chiến thắng. Đúng là quá tự tin rồi. Bốn vị Ngũ Long của Lạc Việt đều đã đến, chứng tỏ Bắc Ma sắp bại. Trong tổ trạch nhà họ Lý cũng tràn đầy tiếng cổ vũ. Còn nước ngoài thì lại cổ vũ rằng, Bắc Ma không được thua. Nhất định phải cố lên. Nhưng ngay cả bản thân bọn họ cũng không tin Bắc Ma sẽ chiến thắng. Tứ Tiểu Long đang có tuyệt chiêu đấu với Bắc Ma, cho nên mọi người sợ là chỉ có liên minh báo thù tin tưởng Bắc Ma sẽ thắng. Giữa chiến trường. Đội cảm tử và đại quân của Bắc Ma lần lượt dừng lại, theo dõi trận chiến ở trên đỉnh căn cứ Thiên Sơn. Bỗng chốc, chiến kỹ Chu Ma sắp tiêu diệt được Bắc Ma. Bắc Ma bị kỹ thuật hợp kích đó đánh rơi xuống. Âm! Một tiếng nổ vang trời. Đỉnh núi căn cứ Thiên Sơn đã trực tiếp bị san phẳng. Đòn này không kém gì, bị ném bom oanh tạc 10 lần. Thậm chí còn mạnh hơn. Toàn bộ khu vực bị khói bụi bao trùm. Sau khi Tứ Tiểu Long tiếp đất, mỉm cười nói, hay lắm, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Bị đòn hợp kích đó dồn ép, Bắc Ma đừng nói là còn sống, cho dù một cơ thể hoàn chỉnh cũng khó mà giữ được. Một lúc sau, khói bụi cũng dần dần tản đi, để lộ ra căn cứ Thiên Sơn. Không lâu sau, mọi người giống như là nhìn thấy ma vậy. Đông Thú, Nam Tướng, Tây Tăng, Trung Binh, đều đứng chết lặng, chẳng có gì lạ. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Bắc Ma thôi. Bắc Ma không những không chết mà còn nguyên vẹn. Gã lau bụi bẩn trên người, cười nói, chỉ có chút sức mạnh này sao? Xuyệt! Vào lúc này, cả đội cảm tử thở ra hơi lạnh. Đôi mắt kinh ngạc của họ như sắp bay ra ngoài. Còn đại quân của Bắc Ma, chúng gầm thét dữ dội. Giờ phút này đây, cả thế giới đều chìm trong yên lặng. Vệ binh Viêm Long trên dưới đều im như tờ. Nụ cười trên gương mặt bốn người Ngũ Long Lạc Việt đều đông cứng lại. Trong tổ trạch nhà họ Lý, Lý Tử Nhiệm đứng như hóa đá. Hoàng Mộ Phong và những người khác như muốn phát điên. Đòn hợp kích mà bốn người Đông Yêu nghiên cứu mấy chục năm vậy mà lại không có tác dụng gì với Bắc Mai đúng là bất ngờ. Mọi người đều cho rằng có được đòn hợp kích đó có thể nắm thắng được 8-9 phần. Nhưng không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Kết quả này đúng là nằm ngoài dự đoán. Trong trận chiến. Tiểu quân thần tỏ vẻ hoài nghi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đòn hợp kích sao, có thể không có tác dụng chứ. Tôi không tin, tôi cũng không tin, nhất định là tôi đang nằm mơ rồi. Tứ Tiểu Long sắp phát điên rồi, chuyện này khiến bọn họ hoàn toàn suy sụp. Bắc Ma nhìn mọi người cười nói, Đồng Yêu, bốn lão già các người, còn tưởng sức mạnh của ta giống như năm xưa sao. Bây giờ ít ra ta cũng mạnh hơn năm xưa gấp 3 lần. Các người lấy gì mà đấu với ta? Nghe gã nói xong, mọi người lại chìm vào im lặng. Mạnh hơn gấp 3 lần. Cái gì, mấy mươi năm nay ông ta vẫn luôn tiến bộ. Sao lại có thể như thế? Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ thuật hợp kích này dựa trên sức mạnh của ông ta hồi đó. Chúng tôi cũng đoán có thể ông ta sẽ yếu hơn một chút so với trước. Thật không ngờ là chúng ta đánh giá thấp ông ta quá rồi. Bốn người Đông Yêu như sắp khóc. Là sai lầm của bọn họ. Vệ binh Viêm Long im lặng. Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị xong tiệc ăn mừng. Kết quả. Vào lúc này, ở nước ngoài đang rất là xôn xao. Bắc Ma quá mạnh. Đòn hợp kích không có tác dụng với gã. Liên minh báo thù ngoại trừ Hắc Long ra, những người khác đều ở lại Lạc Việt để xem kịch hay.
Lạc Việt không ngờ tới chứ gì. Bắc ma còn mạnh hơn các người tưởng tượng nhiều lắm. Hắc Long mỉm cười. Tổ trạch nhà họ Lý. Sắc mặt Lý Từ Nhiệm tái mét và không còn chút máu. Cứ tưởng Tứ Tiểu Long sẽ đánh bại Bắc ma và đưa chồng cô trở về. Ai ngờ kết quả lại thành ra như thế. Cô sắp khóc rồi. Hoàng Mộ Phong và Hoàng Vạn Sinh cũng đang run lên vì sợ hãi. Không sao, không sao đâu. Con trai, may mà không phải là con đi, ông có tin đội cảm tử sẽ có người sống sót trở về không? Hoàng Vạn Sinh cảm thấy rất may mắn. May mắn khi để Diệp Lâm Quân đi chết thay. Bất kể kết quả như thế nào, ông ta cũng đều có lợi. Nhìn thấy bộ mặt của đám người đó như vậy, Lý Tử Nhiệm sắp phát điên lên, nhưng cũng chẳng làm gì được. Trong căn cứ Thiên Sơn, sau khi bốn người tiểu quân thần biết được tất cả rất là tức giận. Rút lui, chúng ta không phải đối thủ của ông ta. Đồng thú đánh trống rút lui. Muốn rút lui, không thể, giết, Bắc ma chính thức động thủ rồi. Ầm, gã vừa vung tay, bỗng chốc đã khiến Tứ Tiểu Long bị thương. Không hay rồi, dường như ông ta rất hiểu chúng ta xuất chiêu nào ông ta cũng có thể chặn lại được. Mấy người tỏ vẻ bối rối, Bắc ma hiểu rõ họ như thế sao? Bắc ma cười, sư phụ các người đang nghiên cứu ta, lẽ nào ta không nghiên cứu lại bọn họ sao? Chết đi! Bắc ma giống như một hung thần, dần dần bước đến gần Tứ Tiểu Long, phập. Phập! Mấy người lần lượt ngã xuống, máu bắn ra dữ dội, cơ thể bị thương nặng. Bắc ma biết họ quá rõ, họ thậm chí không có một chút lực phản kháng lại. Mấy người nhìn Bắc ma đầy sợ hãi. Lúc này, bọn họ sợ hãi Bắc ma hơn ai hết. Rút, rút nhanh thôi, đồng thú vội vàng bò dậy xông về phía trận doanh của đội quân cảm tử. Ba người còn lại đúng, nhanh chóng đuổi. Vừa chạy trốn, bọn họ vừa đẩy người của đội cảm tử lên phía trước. Đỡ chó tôi, đỡ cho tô. Mau chặn Bắc ma lại. Đã đến lúc đội quân cảm tử của các người phát huy tác dụng rồi, bốn người nhanh chóng bỏ chạy. Đội cảm tử như chết lặng. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi số phận làm bia đỡ đạn. Bọn họ có thể chết, nhưng không thể chết bằng cách này được. Bốn người kia bỏ chạy, nhưng lại để bọn họ lại làm lá chắn. Hối hận họ rất hối hận. Biết thế đã sớm bỏ chạy cùng Diệp Lâm Quân, thay vì phải ở đây chết một cách vô nghĩa. Đội cảm tử chưa kịp phản ứng, đã bị Bắc ma giết tới. Bắc ma vừa ra tay thì đã xuất sát chiêu vô cùng tàn nhẫn. Đội cảm tử bị thương vong rất nhiều, không ngừng kêu gào thảm thiết. Nơi này chẳng khác gì địa ngục trần gian. Trong mắt Bắc ma, họ chẳng khác gì người bình thường, trói gà không chặt. Chỉ có thể bị người ta mặc sức chém giết. Tôi hối hận rồi. Các người không phải là người. Các thành viên của đội cảm tử hét lên. Sự lựa chọn của hơn 900 người đã sai. Những người kia đã chọn đúng. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, không còn cứu vấn được nữa. Bắc ma đã giết đến hai mắt ửng tơ máu. A! À, tiếng la hét khắp nơi. Các thành viên của đội cảm tử lần lượt ngã xuống. Bắc ma ra tay vô cùng tàn nhẫn, khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đã tự dâng mình nạp mạng. Tứ Tiểu Long đúng là không phải con người. Lấy bọn họ ra làm lá chắn, còn bản thân thì bỏ trốn. Cho dù có chết cũng phải chết theo cách của mình, chứ không phải như thế này, đi chết thay cho người ta. Ai cũng cảm thấy bức xúc, nhưng thực tế Phũ Phàng không thương tiếc. Họ chẳng còn cách nào khác. Chẳng mấy chốc, đội cảm tử đã thương vong hơn một nửa. Những người còn lại chạy tán loạn, nhưng họ vẫn bị Bắc ma chặn lại. Giết, giết, giết. Bắc ma lạnh lùng và tàn nhẫn giống như biệt danh của hắn. Trong mắt gã chỉ có giết chóc. Mặc dù nhờ có đội cảm tử cản lại, khiến Tứ Tiểu Long mới có cơ hội chạy thoát. Tuy bốn người không đánh lại Bắc ma, nhưng so với những người khác mà nói họ vẫn là cường giả. Chạy thoát không phải là vấn đề. Lúc này chiến trường đang hỗn loạn. Bắc ma lại cho thuộc hạ phong tỏa nơi này. Cho nên thế giới hoàn toàn không hiểu gì về tình trạng cuối cùng của trận chiến này. Ngay cả vệ binh Viêm Long cũng vậy. Vệ binh Viêm Long vô cùng lo lắng như đứng trên đống lửa. Khi đòn hợp kích không đối phó được Bắc ma, vệ binh Viêm Long biết trận này sắp tiêu rồi. Bây giờ ngay cả tình hình ở trận chiến cũng không biết rõ. Chưa bao giờ lại cảm thấy thấp thỏm như vậy. Ngũ Long của Lạc Việt liên tục thở dài. Là chúng ta đã hại mọi người. Lần này đệ tử không trở về được,
những người khác đều sắp chết cả rồi. Không được, chúng ta không thể cho chết. Nếu như châm hơn một chút, Tứ Tiểu Long và đội cảm tử đều sẽ hy sinh. Hơn nữa, không có ai chống lại được Bắc Mai, nhưng mọi người có thể làm gì? Ai có thể đối phó với Bắc Ma? Tôi nuốt một mình qua đó. Đột nhiên sắc mặt của mọi người thay đổi. Diệp Lâm Quân, thời khắc quan trọng này, chỉ có thể thử cậu ta xem sao. Mau ra lệnh cho Diệp Lâm Quân tức tốc đến căn cứ Thiên Sơn để ứng cứu. Tạm thời bảo cậu ta không cần lo chuyện của liên minh báo thù nữa. Vệ binh Viêm Lớn ngay lập tức ra lệnh cho Diệp Lâm Quân đi cứu viện. Có điều hoàn toàn không liên lạc được với Diệp Lâm Quân, giống như anh đã bốc hơi bay mất rồi vậy. Cái gì? Diệp Lâm Quân không liên lạc được, cũng không tiếp nhận mệnh lệnh. Sau khi vệ binh Viêm Long biết được tin này thì nổi trận lôi đình. Diệp Lâm Quân đang làm gì vậy? Bởi vì chúng ta vứt bỏ cậu ta không dùng tới, vì chuyện của Tứ Tiểu Long mà cậu ta ôm hận chúng ta sao? Không phải cậu ta luôn tung hô vì Lạc Việt sao? Bây giờ vì một chút cảm xúc cá nhân mà mất tích, không tiếp mệnh lệnh. Hoàn toàn không để tâm gì đến Lạc Việt. Tôi nhìn lầm cậu ta rồi. Hóa ra cậu ta cũng chỉ vì bản thân mình mà thôi. Diệp Lâm Quân đang ở đâu, mau chóng đi tìm cho tôi. Nếu như không tìm được, thì nghiêm túc xử phạt Diệp Lâm Quân. Đừng nói là Nhất Tự Kiên Vương, ngay cả tư cách làm người dân Lạc Việt cậu ta cũng không xứng. Bởi vì Diệp Lâm Quân biến mất, không tiếp nhận mệnh lệnh, cho nên mọi người đều đổ lỗi lên gã trốn thoát, các người có thể trốn được sao? Bắc Ma chế nhạo, không ngừng đuổi theo bọn họ. Trong mắt gã, có cho Tứ Tiểu Long thêm một tiếng đồng hồ để bỏ chạy, gã cũng có thể đuổi kịp. Bắc Ma đuổi theo, khoảng cách càng thu hẹp lại. Một bước của gã, vượt xa hàng trăm mét. Bầu không khí bên phía vệ binh Viêm Long vô cùng căng thẳng. Mọi người đều biết căn cứ Thiên Sơn đang cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ Tiểu Tứ Long và đội quân cảm tử sống chết thế nào còn chưa rõ. Diệp Lâm Quân ở. Đều tại Diệp Lâm Quân. Nếu như cậu ta nhận được mệnh lệnh, thì lúc này đã sớm chạy đến được căn cứ Thiên Sơn rồi. Hừ, chúng ta không thể ngồi yên một chỗ. Phái toàn bộ lực lượng có thể. Đội quân Côn Luân cũng xuất chiến đi. Căn cứ Thiên Sơn, một trận chiến rượt đuổi vẫn đang tiếp diễn. Không, không phi ai rồi, Bắc Ma đang đuổi tới nơi rồi. Tiểu quân thần đột nhiên kêu lên. Bởi vì ông ta nhìn thấy một luồng sóng khí kéo dài đến từ phía sau căn cứ, Thiên Sơn. Rõ ràng là Bắc Ma đang đuổi theo ông ta. Tốc độ của gã còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Có thể so sánh với tốc độ siêu thanh. Cho nên lúc gã di chuyển mới phát ra nguồn khí giống như tiếng máy bay. Không được, sức mạnh giữa chúng ta và Bắc Ma chênh lệch quá lớn. Thế nào cũng bị đuổi kịp cho xem. Đông thú hét lên. Tuyệt vọng. Trong lòng mỗi người lúc này chỉ có nỗi tuyệt vọng tràn trề. Bị Bắc Ma đuổi kịp thì chỉ có một kết cục thôi, đó chính là chết. Họ không muốn. Họ tu luyện ẩn dật trong nhiều thập kỷ, chỉ để có một tương lai rực rỡ, đừng chỉ mới bắt đầu đã bị xóa sổ. Bọn họ là đệ tử của Ngũ Long của Lạc Việt. Nếu chết như thế này, thanh danh của bọn họ còn đâu nữa. Ai ai cũng đều tham sống sợ chết. Cho nên bọn họ điên cuồng bỏ chạy. Thậm chí còn hối hận, lúc đầu tại sao không dẫn thêm nhiều người hơn nữa. Dẫn theo 2-3 ngàn, hoặc 4-5 ngàn không phải tốt hơn sao? Nếu bọn họ dẫn theo hơn vạn người, há chẳng phải có thể bỏ chạy ngon lành rồi. Đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh như bây giờ. Rác rưởi, chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Còn gọi là cường giả tông sư của tứ đại môn phiệt sao? Chỉ cản được một lúc thôi à? Đúng vậy. Cho dù có mang theo 1.000 tên ngốc, một hồi chúng cũng sẽ bị giết hết. Đội cảm tử đúng là một đám ăn hại. Đông thú và nam tướng mắng. Mấy người bắt đầu oán trách đội cảm tử vô dụng, không giúp họ trì hoãn thời gian. Chính 4 người đã để cho đội cảm tử làm lá chăn giúp bản thân trốn thoát, nhưng thay vào đó lại đổ lỗi cho họ. Nếu như những người đội cảm tử nghe được mấy lời này, chắc là sẽ bật mồm ngồi dậy. Thật không đáng phải chết. Chết vì loại người này quá oan uổng. Làm sao đây là mơ sao đây? Nhìn thấy luồng khí đó, càng ngày càng gần, Tứ Tiểu Long vô cùng sợ hãi. Lông mao cả người đều dựng đứng, máu cũng như sắp đông lại. Chúng ta liều với hắn, ít ra còn giữ lại chút danh tiếng. Tứ Tăng đúng là rất có nhiệt huyết. Ông bị ngốc à, liều với hắn chẳng phải tìm chết sao? Những người khác tức giận nói.
nhưng chúng ta như thế này là đang chạy. Trốn, có khác gì một kẻ đào ngũ? Tiểu quân thần cũng hỏi. Ông cũng là tên ngốc, không chạy lẽ nào chờ chết? Càng huống hồ chuyện này không liên quan đến chúng ta, là sư phụ chúng ta không dự đoán được sức mạnh của Bắc Ma đã hơn năm xưa, không phải chuyện của chúng ta. Tiểu quân thần gật đầu, cũng đúng. Mấy người đang trao đổi, luồng khí trắng ngưng tụ lại cách bọn họ không tới 10.000 mét. Chỉ trong 2 phút chắc chắn có thể đuổi kịp. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. Mấy người đổ mồ hôi lạnh nói. Cuối cùng cũng không thoát được cái chết sao. Cả 4 người họ đều tuyệt vọng. Làn sóng trắng xóa chưa đầy 1.000 mét. 500 mét. 100 mét. Gã ta đã đuổi kịp rồi. Đơn giản là, 4 người không chạy nữa, mà đang chờ đợi tử thần ghé đến. Chỉ là trong ánh mắt của họ đều toát lên vẻ không cam tâm. Mấy chục giây ngắn ngủi mà dài như một thế kỷ. Cảm giác chờ chết thật sự không dễ chịu tí nào. Chỉ là đã 1 phút trôi qua, nhưng vẫn không nhìn thấy ai chuyện gì thế. Bắc Ma đâu? 2 phút. Bắc Ma không xuất hiện. 5 phút. Bắc Ma vẫn không xuất hiện. Bắc Ma đã đi đâu? Vừa rồi rõ ràng là cách họ cả trăm mét. Làm sao nó có thể đột nhiên biến mất? Cần gì quan tâm nhiều như vậy? Chạy đi. 4 người hạ quyết tâm lập tức bỏ chạy thục mạng. Lần này, Bắc Ma không còn đuổi theo phía sau nữa. 4 người đã hoàn toàn trốn thoát khỏi căn cứ Thiên Sơn. Tại sao Bắc Ma lại biến mất? Không. Gã không biến mất, gã vừa bị ai đó chặn lại. Lúc Bắc Ma đuổi theo Tứ Tiểu Long, gã đã nhìn thấy một người khác. Đối thủ của ông là tôi. Người này chính là Diệp Lâm Quân. Bắc Ma nhìn anh, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, không khỏi nói, hèn gì liên minh báo thù không hề xuất hiện, hóa ra là cậu. Diệp Lâm Quân mỉm cười, đúng vậy, bọn họ đã bị tôi giết sạch rồi. Sau khi Diệp Lâm Quân dẫn đầu một đội cảm tử hơn 30 người vào căn cứ Thiên Sơn, anh chưa từng rảnh rỗi. Trong cuộc chiến khốc liệt giữa Tứ Tiểu Long và Bắc Ma đang diễn ra, phía anh cũng đã giải quyết toàn bộ cao thủ của liên minh báo thù đang phục kích. Hắc Long là một người thận trọng. Dù biết rằng Bắc Ma cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ông ta vẫn đặt một nửa sức mạnh cốt lõi của liên minh báo thù xung quanh mình. Cho nên, Diệp Lâm Quân phải mất rất nhiều thời gian mới giải quyết xong bọn họ. Sau khi giải quyết xong, Diệp Lâm Quân vội vàng đến hỗ trợ. Nhưng nó vẫn chậm hơn một bước. Đội cảm tử đã bị xóa sổ. Anh vội vàng đuổi theo Bắc Ma. Cứ tưởng đệ tử của 4 lão già kia là nhân vật chính, không ngờ lại là cậu. Bắc Ma nhìn Diệp Lâm Quân đầy thích thú. Người trẻ tuổi, được lắm, nhưng cậu không cản nổi ta. Bắc Ma chắp hai tay sau lưng, tư thế như một vị quân vương trong thiên hạ. Không thử thì làm sao biết được. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Chàng trai trẻ, hà tất gì chứ? Chỉ chờ chết oan uổng mà thôi. Ta thấy cậu cũng có tài, cho cậu một cơ hội, đi theo ta đi. Dốc sức cho Lạc Việt thiệt là quá ngu ngốc. Điều mọi người không ngờ là Bắc Ma lại có ý định chiêu mộ Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân chế nhạo, vọng tưởng. Diệp Lâm Quân tôi đến đây với tư cách là Nhất Phũ Kiên Vương, những gì tôi phải làm là bảo vệ đất nước, bảo vệ lãnh thổ, sao có thể đi theo ông? Bắc Ma mỉm cười, hóa ra là cậu à, thế ta sẽ xử Nhất Phũ Kiên Vương của Lạc Việt, xem Lạc Việt còn ai có thể ngăn cản được ta. Đừng nói nhảm nữa, giết. Diệp Lâm Quân di chuyển, tung ra một cú đấm sắt. Sức mạnh khủng khiếp như bị trọng lượng của nguyên ngọn núi Thái Sơn đè xuống. Ngay lập tức, khu hoang mạc này bắt đầu nổ tung. Dưới chân lún xuống, nứt ra một cái lỗ lớn, không ngừng lan rộng. 100 mét. 1.000 mét, 10 dặm, hàng trăm dặm, bụi mù mịt cả một góc trời. Chung quanh đều là cuồng phong lốc xoáy, sông thẳng lên cao, bao phủ cả trời đất. Cảnh tượng này còn kinh hoàng hơn cả trận bão cát trên sa mạc. Tứ Tiểu Long đã trốn đi thật xa đột nhiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Đây có thể là một cơn bão cát. Không, đây là có người đang đánh nhau. Tiểu quân thần hít một hơi. Là Bắc Ma sao? Nhất định là gã, Bắc Ma không đuổi kịp, có vẻ như có người ngăn cản gã. Người này là ai, có thể ngăn cản được Bắc Ma sao, còn đánh tới uy lực mạnh như thế. Chúng ta có nên dừng lại xem xét kỹ hơn không? Mấy người dừng lại và im lặng theo dõi. Giữa chiến trường, khi Bắc Ma nhìn thấy năm đấm của Diệp Lâm Quân có sức mạnh như vậy, gã đã vô cùng sửng sốt.
Sau đó gã cười nói, ha ha ha, tốt lắm. Đồng thời, gã tung ra một chiêu. Cát bụi bắt đầu bay lên trước mặt anh. Một bức tường cát được hình thành để chặn nắm đấm của Diệp Lâm Quân. Hừ, Bắc Ma hừ lạnh một tiếng, di chuyển hai tay. Khống chế nguồn chân khí mạnh mẽ để biến hóa cát bụi. Bức tường trước mặt anh lại thay đổi hình dạng và biến thành một ngọn núi lớn. Tuy được tạo bằng cát nhưng ngọn núi lại nằm giữa không trung, giống như một ngọn núi thiền. Đây là sức mạnh của Bắc Ma. Ở cấp độ của gã, đã không thể nào được xem là cường giả cấp tông sư nữa rồi. Gã đã vượt qua cấp tông sư, có thể vận dụng sức mạnh của trời đất. Chẳng hạn như gió, lửa, sấm sét và điện. Trận bão cát mịt mù này, do chính tay gã tạo ra. Giết ngọn núi lớn này đã trực tiếp đập thẳng vào Diệp Lâm Quân. Che khuất cả ánh mặt trời, trước mắt của Diệp Lâm Quân tối lại. Phá, Diệp Lâm Quân hô lên một tiếng, đánh ngọn núi thành từng mảnh chỉ bằng một cú đấm. Ầm ầm một tiếng động lớn nổ ra trên sa mạc. Các căn cứ xung quanh run chuyển. Ôi chúa ở Tứ Tiểu Long vô cùng bàng hoàng. Vậy mà lại có người có thể chiến đấu với Bắc Ma. Tôi nghĩ chúng ta có thể đến gần hơn xem một chút. Cả bốn thống nhất với nhau rồi lặng lẽ mò tới phía trước. Khi Diệp Lâm Quân đập tan ngọn núi, Bắc Ma đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Một chưởng đánh xuống âm âm âm. Ngay lập tức, phía dưới chân và xung quanh Diệp Lâm Quân như muốn nổ tung. Giống như bị một trận ném bom quy mô lớn. Diệp Lâm Quân cảm thấy trong miệng có vị ngọt, nhưng kìm nén không nôn ra. Bí chiêu bịch bí trồ, nhưng Diệp Lâm Quân đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng và chống trả ngay lập tức. Chố yếc lát, cả hai đánh nhau hơn vạn hiệp. Khu vực gần căn cứ Thiên Sơn đã bị phá hủy hoàn toàn. Khắp nơi đều là hố lớn, giống như vừa bị bắn phá bởi vũ khí hạt nhân. Hai người này đúng là đáng sợ. Đại quân của Bắc Ma cũng kinh ngạc. Vốn tưởng sau khi Bắc Ma đánh bại Tứ Tiểu Long thì chính là vô địch, không ngờ cao thủ thật sự bây giờ mới xuất hiện. Là cậu Tai. Hóa ra là cậu Tai. Anh hùng của chúng Tết. Chúng tôi chọn đúng người rồi. 38 người đi theo, Diệp Lâm Quân không khỏi reo hò khi nhìn thấy cảnh này. Trên trận chiến, Diệp Lâm Quân và Bắc Ma đã đánh nhau hơn hàng vạn hiệp. Bộ giáp của đội cảm tử Diệp Lâm Quân đã bị xé nát từ lâu. Thậm chí trên người anh còn xuất hiện rất nhiều vết thương trông rất dữ tợn. Nhưng Bắc Ma cũng không khá hơn là bao, quần áo của gã cũng bị xé nát. Miệng không ngừng thổ huyết, vẻ mặt kinh hoàng. Làm sao cũng không ngờ được rằng lại có người đánh nhau với gã thành bộ dạng như thế này đúng không? Sốt của cậu là cái quái gì? Vậy mà lại mạnh như thế? Bắc Ma kinh hãi, nhìn Diệp Lâm Quân. Đầu hàng đi, ông không đấu lại Lạc Việt đâu. Diệp Lâm Quân lau vết máu trên khóe miệng. Cười tiếp theo đây mới chính thức bắt đi. Bắc Ma đột nhiên thay đổi toàn bộ thần sắc. Một sự thù địch quái dị trào ra. Bóng tối bắt đầu xuất hiện trên cơ thể gã, và ngay cả đôi mắt gã cũng trở nên đen kịt. Cả người gã như bốc lên một ngọn lửa màu đen, giống như hung thần đến từ địa ngục. Bắc Ma như biến thành một người khác. Quan trọng hơn là sức mạnh của gã đang tăng lên rất nhiều. Diệp Lâm Quân có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Giết, Bắc Ma đột nhiên lao tới. Lần này, Diệp Lâm Quân chiến đấu đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Bắc Ma. Từng chiêu mang lại cho anh rất nhiều áp lực. Không đến 100 chiêu. Diệp Lâm Quân bị đánh lùi lại hàng trăm mét. Máu từ khóe miệng càng chảy ra nhiều hơn. Kết thúc rồi. Bắc Ma tiếp tục tấn công. Lại là một đợt sát chiêu dữ dội khác. Phụt, Diệp Lâm Quân nôn ra máu và bị đánh bay ra ngoài. Anh rơi xuống đất, không thấy động tĩnh. Bắc Ma tiến tới gần. Ầm, ầm, dùng đủ mọi chiêu thức, đánh Diệp Lâm Quân khắp người bê bết máu. Với sức mạnh khủng khiếp của gã, không ai có thể sống sót được. Gã mới dừng tay, vẫn còn non lắm, nếu như ta cho cậu thời gian 50 năm, có lẽ cậu sẽ đuổi kịp ta. Chỉ là ta sẽ không cho cậu có được cơ hội này. Hai mắt Bắc Ma toàn là màu đen, trông rất u ám. Diệp Lâm Quân chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà gã từng chạm trán. Có thể khiến gã bị thương nặng như thế này chẳng được mấy người. Vậy sao? Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói vang lên. Diệp Lâm Quân đang từ từ đứng dậy. Trên người anh dính đầy máu, cười khinh bỉ, vẫn còn chưa kết thúc cái gì. Không thể nào, Bắc Ma hốt hoảng.
Còn có kẻ kỳ quái đến mức này sao? Tiếp một chiêu mạnh nhất của gã mà vẫn không chết. Sao lại có thể như thế? Cậu, rốt cuộc là chuyện gì? Đây không phải là vấn đề chết hay không chết, mà vốn dĩ là không hề hấn gì. Mặc dù trên người Diệp Lâm Quân dính đầy máu. Bây giờ mới là bắt đầu thực sự. Khí thế của Diệp Lâm Quân lại tăng lên, giống như giao long gặp nước. Bác ma có thể cảm nhận được anh đang trở nên rất mạnh. Xét cho cùng, phương pháp cổ xưa mà Diệp Lâm Quân tu luyện luôn coi trọng chính là không phá thì không xây được. Loại trận chiến có tính hủy diệt này đối với anh ngược lại chỉ khiến anh thêm mạnh hơn. Tới lượt tôi rồi, Diệp Lâm Quân xoay chuyển tình thế, lấy khí thế vô địch lao tới giết bác ma. Ngòi bị đánh bây giờ đã trở thành bác ma. Các kỹ năng chiến đấu của gã hoàn toàn không có tác dụng gì với Diệp Lâm Quân. Gã kinh hãi nhìn Diệp Lâm Quân, ngạc nhiên nói, lẽ nào đây là công pháp cổ xưa nhất? Phụt, 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 bác ma bị tấn công liên tục, không ngừng nôn ra máu. Dần đầu, bác ma rơi vào thế bất lợi. Hoàn toàn khác với trạng thái trước đó. Ta không thể thua, bác ma giống lên. Gã thật là dũng mãnh, khí thế bắt đầu tăng lên. Cả người toát ra một luồng ma khí ngút trời, sát khí bao trùm mọi phía. Lúc này, gã đã thực sự hóa thành một con quỷ, không còn chút nhân tính nào nữa. Trong mắt gã giờ đây chỉ có chém giết. Giết, bác ma cũng tung ra một đòn mạnh nhất. Giết, Diệp Lâm Quân cũng đáp trả lại bằng đòn đánh mạnh nhất của mình. Kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Một biến động mạnh quét qua hàng trăm dặm. Đòn đánh mạnh nhất của cả hai khiến đất trời biến sắc. Phụ ti, hai người đồng thời nôn ra máu, lần lượt ngã xuống. Sa mạc dưới chân sụp đổ hoàn toàn, cả anh và bác ma đều bị cuốn vào đó. Cát lún đang trượt xuống từ mọi hướng. Khu vực có bán kính vài chục cây số cũng đều sụp xuống tạo thành một dòng sông cát. Diệp Lâm Quân và bác ma cũng không thấy đâu. Tứ Tiểu Long vừa đến gần vừa hay nhìn thấy cảnh này. Cái gì? Vị cao thủ đó cùng chết chung với bác ma Sêu. Vì bọn họ đã nhìn thấy cảnh hai người đồng quy vu tận, lại bị xoáy cát cuộn trôi đi. Mạnh thật, từ khi nào mà Lạc Việt lại có nhân vật có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Đáng tiếc, lại cùng chết chung với bác Mao. Đại quân bác ma nhìn thấy cảnh này hoàn toàn sụp đổ. 38 người trong đội quân cảm tử dường như cảm động sắp khóc. Cậu ấy mới là anh hùng thật sự, cái gì mà Tứ Tiểu Long chứ? Chỉ là đồ rẻ rách. Chính ngay lúc này, đột nhiên một đội quân lớn di chuyển đến phía nam căn cứ Thiên Sơn. Đội quân Tu La, đội quân Côn Luân và quân đội Trường Thành đều đến hỗ trợ. Và mấy người Trần Hữu Đạo cũng xông tới trước mặt. Bắc Ma đâu? Mọi người hỏi. Bắc Ma đã bị. Tây Tăng đang định thành thật trả lời thì Đông Thú và Nam Tướng chen vào. Bắc Ma đã bị bốn người chúng tôi giết rồi. Không phải. Tây Tăng muốn nói thật. Nhưng tiểu quân thần đã kéo ông ta lại. Tiểu quân thần kiên quyết thừa nhận, đúng, không sai. Chính chúng tôi và đội quân cảm tử cùng nhau hợp sức mới có thể giết được bác ma. Đông Thú phun ra một ngụm máu, ông ta thở dài nói, đáng tiếc, hơn ngàn anh em đội quân cảm tử đều đã hy sinh. Bọn họ đều là những người hùng dũng cảm. Đúng vậy, những người đó rất dũng cảm. Tiêu diệt bác ma có một nửa công lao là của bọn họ. Nam tướng tỏ vẻ tiếc nuối. Khụ khụ khụ, tiểu quân thần không ngừng ho ra máu. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, bác ma đã chết. Tây Tăng lời nói vừa đến cổ họng nhưng lại kìm nén không nói ra mà nuốt ngược vào. Cứ như thế mà Tử Tiểu Long ngang nhiên dành hết công lao tiêu diệt bác ma về cho mình. Lúc đội quân vừa đến, chỉ thấy một mảnh hoang tàn. Ngoài ra, Tứ Tiểu Long đều bị thương nặng, đội quân cảm tử cũng bị xóa sổ. Không có ai nghi ngờ là không phải Tứ Tiểu Long bọn họ làm. Không, tôi có một nghi vấn, kỹ thuật hợp kích không phải là vô dụng đối với bác ma sao? Làm sao các người giết hắn được? Tây Phương hỏi. Cậu đang chất vấn chúng tôi sao? Ai nói vô dụng chứ? Sư phụ chúng tôi nghiên cứu mấy chục năm mới có được tuyệt chiêu này, sao lại vô dụng được? Chúng tôi liều mạng cả đấy, cậu còn nghi ngờ chúng tôi. Bác ma không phải chúng tôi giết. Lẽ nào là do các người giết? Mấy người Đông Thú tức giận nói. Cái này, Tây Phương không nói nên lời. Quả thật, ở hiện trường tiêu diệt bác ma ngoại trừ Tứ Tiểu Long ra, bọn họ không tìm được người thứ hai. Trần Hữu Đạo trừng mắt nhìn Tây Phương,
cái này còn không rõ ràng sao? Chính bọn họ đã giết Bắc Mèo. Bốn vị là những anh hùng của Lạc Việt, là người có công lớn cho đất nước. Xin hãy nhận lấy sự kính trọng của chúng tôi dành cho các vị. Trần Hữu Đạo cúi đầu. Người hùng của đất nước. Người hùng của đất nước. Mọi người đều tung hô. Họ nhìn Tứ Tiểu Long với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Đám người đông thú cảm thấy cảm giác được hàng ngàn người kính ngưỡng đúng là rất tuyệt vời. Một bước trở thành vị cứu tỉnh của Lạc Việt, đây chẳng phải là điều bọn họ đang mong muốn hay sao? Ba người họ ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh và đón nhận mọi lời khen ngợi. Chỉ có Tây Tăng là cúi đầu xấu hổ. Lấy thành quả của người khác biến thành của mình, ông ta thật sự không làm được. Nhưng không còn cách nào khác. Tôi sẽ lập tức nói thông tin này cho vệ binh Viêm Long, để Bori họ sử dụng nghỉ lễ K6 cấp nhất để chào đón những anh hùng của chúng ta về Lạc Việt. Mấy người Trần Hữu Đạo vô cùng cảm kích. Cuối cùng Bắc Ma cũng bị tiêu diệt. Đây chính là chuyện tốt. Mấy người đông thú vẫn luôn khao khát như vậy mà. Từ nay về sau, bọn họ có thể một bước lên mây rồi. Nói không chừng còn từ một người bình thường trở thành trọng thần của Tổ quốc. Chẳng hạn như Phong Vương. Mau xử lý chiến trường. Mau mau. Trần Hữu Đạo và Phàn Thắng Nam đi giải quyết việc tiếp theo. Tây Tăng vội vã kéo mấy người họ sang một bên, nói, chúng ta làm như thế e là không thích hợp lắm. Tây Tăng về tình về lý đều không muốn như thế. Đồng thú hỏi ngược lại, vậy thì sao? Lẽ nào nói thật ra sao? Nói bốn người chúng ta sợ Bắc Ma, lâm trận rút lui, bán đứng đội quân cảm tử, để bọn họ lấy mạng ra làm lá chắn cho chúng ta có thời gian bỏ chạy sao? Mấy câu này, chính là đang hỏi Tây Tăng. Chỉ cần nói ra hết mọi chuyện, sợ là cả sư phụ của bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Thậm chí cả thanh danh của Lạc Việt cũng bị ô uế. Hơn nữa, vị K6 thủ thần bí nào đó đã đồng quy vu tận cùng với Bắc Ma rồi. Không có ai biết được có phải là chúng ta làm hay không. Đây là cách duy nhất của chúng ta. Được, cũng đành vậy thôi. Tây Tăng đành phải thỏa hiệp. Tây Tăng nghĩ được như thế, chúng ta cũng coi như đã cố gắng hết sức rồi. Vinh quang khi giết được Bắc Ma có rất nhiều người muốn giành công, tại sao không thể là chúng ta chứ? Tiếp theo đây, chỉ cần chúng ta giải quyết hết những người biết chuyện này, thì sẽ không còn ai biết nữa. Ánh mắt của mấy người đông thú vô cùng lạnh lẽo. Căn cứ Thiên Sơn. Khi đại quân của Bắc Ma nhìn thấy Bắc Ma đã chết, chúng không còn sức phản kháng nữa, lần lượt đầu hàng. Người đâu, mang những tù binh này đi. Hầu hết họ đều chỉ tận mắt chứng kiến cảnh Bắc Ma đã chết. Đến giờ vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. Không ngờ Lạc Việt lại có một người mạnh như vậy. Quân đội Bắc Ma thở dài. Đó là đo đệ tử của Ngũ Long Lạc Việt không phải để gọi chơi. Bọn họ chính là khắc tỉnh của Bắc Ma. Trần Hữu Đạo bất giác nói. Quân đội Bắc Ma sửng sốt. Điều này có liên quan gì đến Tứ Tiểu Long? Họ không phải là những kẻ đào tấu đã trốn thoát sao? Còn lấy đội quân cảm tử ra làm bức tường thịt giúp bọn họ chạy trốn. Giết Bắc Ma, càng không thể nào, không phải. Khi quân đội Bắc Ma chuẩn bị phản bác thì mấy người Tứ Tiểu Long đi tới. Quân đội Bắc Ma cũng hiểu chuyện gì xảy ra, Tứ Tiểu Long đã dành hết mọi công lao cho bọn họ. Đúng là vô liêm sỉ. Đông thú nhìn những tù binh đã đầu hàng, hỏi, các người là đang muốn làm gì? Họ đã đầu hàng, bây giờ trở thành tù binh, phải dẫn hết toàn bộ về. Phàn Thăng Nam trả lời. Không, giết, giết hết đi. Trong mắt đồng thú chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Cái gì, giết nó, không được, Phàn Thắng Nam ngay lập tức từ chối. Chúng là thuộc hạ của Bắc Ma, một nhóm tàn bạo và khát máu. Nếu chúng giả đầu hàng và bất ngờ phản công thì sẽ ra sao? Tạo thành tổn thất lớn như thế nào? Cậu có biết không? Nam tướng chất vấn. Cái. Phàn Thăng Nam không biết trả lời thế nào, đúng là có khả năng đó. Nhưng Lạc Việt không bao giờ giết tù nhân. Vẫn phải đem về định đoạt. Chỉ là đám người động thú kiên quyết nói, không được, nhất định phải giết. Các người không giết, để chúng tôi giết. Phập. Tứ Tiểu Long, ngoại trừ Tây Tăng. Ba người còn lại lập tức đi tới. Tàn nhân sát hại tù nhân tay không tấc sắt, các tù nhân vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị giết hết một nửa. Chắc là bọn họ sợ chúng tôi tiết lộ chân tướng sự việc cho nên muốn giết chúng tôi diệt khẩu. Thuộc hạ của Bắc Ma phản ứng lại. Chỉ là quá muộn. Ba người đông thú so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều, không thể ngăn cản được. Chẳng bao lâu,
tất cả các tù nhân đều bị giết sạch. Phùi! Bọn họ hít sâu một hơi, những người biết được sự thật đều đã chết. Lần này mọi người sẽ cho rằng bọn họ là người đã giết chết Bắc Ma. Đồng thú nhân đi tới, võ vai Tây Tăng nói, muốn làm việc lớn, phải tàn nhẫn một chút. Tây Tăng nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt một cách khó tin. Họ có tàn nhẫn quá không chứ? Chỉ vì những ham muốn ích kỷ, để che đậy sự thật mà giết chết rất nhiều tù nhân. Không chỉ ông ta, Phan Thắng Nam và Trần Hữu Đạo cũng đều chết lặng. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy một tù nhân bị giết. Quan trọng là Tứ Tiểu Long chỉ là thân phận người bình thường, bọn họ cũng không có cách nào quản lý, những quy tắc không hạn chế được bọn họ. Bốn người này cũng quá ngông cuồng rồi. Mọi người lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cụ thể là gì thì vẫn chưa biết được. Đối với những kẻ địch này phải dùng phương pháp đặc biệt để trị, nếu không sẽ thiệt thòi cho. Bản thân, chúng tôi làm như thế cũng là vì Lạc Việt. Nếu như các người muốn khiển trách, chúng tôi cũng chấp nhận. Mấy người đông thú còn làm bộ mặt giả vờ là vì Lạc Việt, sẵn lòng chấp nhận tất cả. Ý của bọn họ rất đơn giản, chuyện xấu bọn họ làm, những lời mắng chửi bọn họ tự gánh. Cũng là vì Lạc Việt, bọn họ sẵn sàng chấp nhận tất cả. Dễ dàng chiếm được sự ưu ái và kính phục của người khác. Tứ Tiểu Long không chỉ có sức mạnh phi thường, mà tư cách đạo đức cũng thật đáng khâm phục. Lạc Việt có các người đúng là may mắn. Mấy người Trần Hữu Đạo nhìn bốn người đầy ngưỡng mộ. Đây chính là tấm gương sáng mà mọi người nên học hỏi. Nhưng họ đâu hề biết rằng bốn người này giết tù binh là vì muốn diệt sạch những người biết được chân tướng, mà không hề có bất kỳ liên quan gì khác. Tây Tăng cúi đầu cảm thấy xấu hổ khi nghe những lời tán dương đó. Vệ binh Viêm Long đã nhận được tin tức, sẽ sử dụng nghi thức long trọng nghênh tiếp các vị. Hơn nữa tôi còn nghe nói, sẽ phong cho các người là Nhất Vũ Kiên Vương. Phan Thắng Nam vừa nhận được tin từ vệ binh Viêm Long. Cái gì, Nhất Vũ Kiên Vương? Hai mắt đám người động thú đều sáng lên, cảm thấy vô cùng vui sướng. Đúng là nhỏ họa được phúc mài, chẳng làm gì cả, nhưng lại được vạn người kính ngưỡng, trở thành anh hùng của Lạc Việt, còn được phong vương. Cao thủ thân bí cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho cậu. Mấy người thầm cầu nguyện trong lòng. Vào lúc này, trong bóng tối, 38 người rời đi cùng với Diệp Lâm Quân đã chứng kiến tất cả những điều này. Vừa nãy họ còn muốn ra ngoài để tụ hợp với mọi người. Nhưng sau khi Tứ Tiểu Long tàn sát những kẻ tù binh, bọn họ đành nán lại. Họ cũng hiểu tình hình hiện tại. Tứ Tiểu Long muốn giết chết tất cả để bịt đầu mối, bao gồm cả bọn họ. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, Tứ Tiểu Long nhất định sẽ giết chết bọn họ. Càng huống hồ, bọn họ mới là người thật sự biết được chân tướng này. Biết là ai đã giết Bắc Ma. Đối với Tứ Tiểu Long mà nói, bọn họ còn có sức uy hiếp hơn cả những người khác. Chạy thôi, nếu chúng ta không chạy, tất cả chúng ta sẽ phải chết. Hơn 30 người cùng đồng lòng vội vàng bỏ trốn. Nhưng hành động chạy trốn đã thu hút sự chú ý của mấy người đông thú. Đó không phải là đội cảm tử đã chạy trốn cùng thằng nhóc kia sao? Bọn họ vẫn còn sống. Không hay rồi, bọn họ biết được chân tướng. Chúng ta phải đuổi theo giết chết bọn họ. Mấy người đông thú lo lắng vội vàng đuổi theo. Sao thế? Đột nhiên, Trần Hữu Đạo ngăn họ lại. Đông thú không tiện nói ra. Nếu như là thủ hạ của Bắc Ma, bọn họ còn có lý do giết chết. Nhưng đây là đội cảm tử, phải làm sao? Lỡ như không cẩn thận, sẽ bị bọn họ nói ra sự thật. Không có gì. Mấy người chỉ có thể nhìn những thành viên còn lại của đội cảm tử bỏ chạy. Chuyện này làm sao mới tốt đây? Bọn họ chắc chắn đã biết tất cả. Lần này e là chúng ta không được ngủ ngon rồi. Mấy người hấp tấp sốt ruột như kiến bò trên nồi lẩu. Tôi đã nghĩ ra một cách. Nam tướng đột nhiên kêu lên, chúng ta chỉ cần nói bọn họ là kẻ đào tẩu. Như thế ai còn dám tin lời bọn họ? Đúng, chỉ cần nói bọn họ là kẻ đào tẩu, không có ai tin họ cả. Dù sao chúng ta mới là người giết chết Bắc Ma, đâu chỉ dựa vào mấy lời vô căn cứ của họ. Mấy người lộ ra nụ cười gương mặt. Ngay sau đó, bọn họ báo cáo rằng có 39 người đã đào tẩu. Trần Hữu Đạo và Phan Thắng Nam đã kiểm tra tất cả các thi thể. Tất cả mọi người trong đội cảm tử đều có, nhưng 39 người này không có ở đó. Sau đó Trần Hữu Đạo tuyên bố 39 người đó là kẻ đào tẩu,
sẽ không còn ai tin lời bọn họ nói nữa. Sau khi bắt được kẻ đào tẩu cứ thẳng tay giết. Mấy người đông thú cũng không chịu ngồi yên, bọn họ muốn tìm ra 39 người này. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi. 38 người đi theo Diệp Lâm Quân lúc đầu cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ chỉ cần bận họ xuất hiện chắc chắn sẽ chết. Cho dù họ có nói ra chân tướng hay không. Càng huống hồ, có nói ra chân tướng cũng không có ai tin. Thấp cổ bé họng không nói, chẳng có ai nghe lời của một kẻ đào tẩu cả, bây giờ tôi chỉ có thể ấn nấp và giữ lấy mạng sống của mình. Thế là, sự việc Bắc Ma bị tiêu diệt ở căn cứ Thiên Sơn được truyền ra ngoài. Lạc Việt lại xôn xao. Toàn thế giới như vỡ òa. Không ai ngờ được Bắc Ma sẽ thua. Đặc biệt là khi liên minh báo thù nghe tin, họ dường như chết lặng. Bắc Ma sẽ thua, gã không phải là mạnh hơn trước gấp 3 lần sao? Hơn nữa cao thủ bên cạnh gã cũng nhiều vô số. Hắc Long cũng đã phái ra một nửa lực lượng nòng cốt của liên minh báo thù. Như vậy mà cũng bị đánh bại rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Vệ binh Viêm Long vỡ òa trong tiếng hoan hô. Đòn hợp kích đã phát huy tác dụng, có vẻ như thời gian hàng chục năm của chúng ta không hề bị lãng phí. Tôi nói rồi mà. Chúng ta mới là người hiểu Bắc Ma nhất. Bốn người đông yêu khi nghe đòn hợp kích có tác dụng thì vô cùng phấn khích. Toàn thể chuẩn bị nghỉ lễ đón tiếp những người anh hùng của chúng ta. Tứ Tiểu Long đã thành công trong việc tiêu diệt Bắc Ma và trở thành anh hùng chí cao vô thượng của Lạc Việt. Lạc Việt đâu đâu cũng đều là tiếng reo hò tung hô bọn họ. Họ là niềm tự hào của Lạc Việt và cũng là thần hộ mệnh của Lạc Việt. Bốn người có một địa vị thiêng liêng và bất khả xâm phạm trong trái tim của người dân Lạc Việt. Thậm chí còn cao hơn nhiều so với Nhất Phủ Kiên Vương. Suy cho cùng, trước mắt đây mới chính là tai họa lớn nhất mà Lạc Việt gặp phải. Tất cả mọi người đều không thể ngăn cản Bắc Ma, chỉ có bọn họ mới có thể làm được. Từ đây về sau, bọn họ được tung hô là anh hùng. Thậm chí còn là thần tượng trong mắt rất nhiều em nhỏ. Họ được hàng nghìn người kính trọng và nể phục. Trong tổ trạch nhà họ Lý, nghe thấy Tứ Tiểu Long dẫn dắt đội quân cảm tử chiến thắng Bắc Ma. Được mọi người tung hô. Lý Tử Nhiệm xúc động rơi nước mắt. Bắc Ma đã chết. Thế Diệp Lâm Quân vẫn còn sống. Hoàng Vạn Sinh, Hoàng Mộ Phong và những người khác cũng rất vui mừng. Danh dự và những lợi ích đều sẽ là của họ. Nhưng ngay sau đó, có tin tức rằng đội cảm tử đã bị tiêu diệt. Lý Tử Nhiệm gần như ngất đi vì sợ hãi. Hoàng Vạn Sinh và Hoàng Mộ Phong cũng cảm thấy rất may mắn. Cũng may con không đi. Nếu không người chết sẽ là con đi. Khi Lý Tử Nhiệm đang tuyệt vọng, đột nhiên một nhóm người chạy vào. Hoàng Mộ Phong của môn phiệt Tây Đường là kẻ đào tẩu. Đã nằm trong danh sách bị truy nấp. Nếu có bất kỳ manh mối nào về anh ta, hãy báo cáo ngay lập tức. Nếu có ý đồ bao che, sẽ xử phạt nghiêm khắc. Mọi người đều giống như bị sét đánh, đầu óc ong ong. Đào tẩu. Diệp Lâm Quân lấy danh Hoàng Mộ Phong đào tẩu sao? Chuyện này là thật sao? Hoàng Vạn Sinh nghi ngờ hỏi. Tự xem danh sách. Các anh em trong đội cảm tử đều rất dũng cảm, vì để tiêu diệt Bắc Ma, không có ai sống sót trở về. Nhưng 39 người này chính là sự sỉ nhục của Lạc Việt. Một đám ăn hại, hèn nhát. Sau khi nhóm người này rời đi, Hoàng Vạn Sinh và Hoàng Mộ Phong rất tức giận. Diệp Lâm Quân mày không chết yên đâu. Mày lấy danh tao làm quân đào tẩu. Bây giờ cả Lạc Việt đều biết, danh tiếng Hoàng Mộ Phong tao bị ô nhục rồi. Hoàng Mộ Phong hét lên. Mẹ kiếp, không ngờ thằng nhóc đó lại làm thế. Ba hận không thể giết nó. Hoàng Vạn Sinh sát khí đăng đằng. Trước đây Diệp Lâm Quân từng là chiến thần Côn Luân, vậy mà lại làm kẻ đào tẩu. Đúng là nực cười. Ngô Thị Lan và những người khác cũng chỉ trích. Sắc mặt Lý Tử Nhiệm cũng bớt căng thẳng một chút. Diệp Lâm Quân còn sống, hơn nữa, cô tin rằng Diệp Lâm Quân không phải là kẻ đào tẩu. Điều này cũng mang ý nghĩa Hoàng Mộ Phong sẽ sống cuộc sống mai danh ẩn tính trong tương lai. Tuyệt đối không được xuất hiện với thân phận Hoàng Mộ Phong. Được nữa, nếu không sẽ bị vạn người phi nhổ. Cả nhà bọn họ hận chết Diệp Lâm Quân. Đám người Hoàng đế Tây Đường ngược lại không nói gì, đều đang đợi mệnh lệnh của Diệp Lâm Quân. Trấn Thần Điện cũng thế. Kinh Thành, vệ binh Viêm Long, Diệp Lâm Quân đâu, bây giờ Bắc Ma thất bại rồi, liên minh báo thù chắc chắn sẽ trắng trọn thoát khỏi Lạc Việt. Trước mắt vẫn không liên lạc được với anh ta,
không có ai biết anh ta ở đâu, đang làm gì. Anh ta giống như đã bốc hơi vậy, lý nào như vậy. Thời điểm quan trọng mà Diệp Lâm Quân lại chơi chiêu này. Cho dù chúng ta đánh bại Bắc Ma, lấy được thắng lợi trọng đại nhưng khoảng cách vẫn còn xa với thắng lợi toàn điện lãm. Một khi liên minh báo thù rời đi, tương đương với việc thả hổ về rừng. Ai ra, mấu chốt là toàn bộ tư liệu khống chế liên minh báo thù nằm trong tay anh ta, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Lâm Quân biến mất rồi, chúng ta không còn cách nào hết. Được rồi, vẫn nên nghênh đón công thân của chúng ta trước rồi nói. Cho sau này lại xử lý Diệp Lâm Quân đi, trên một đại lộ phía Bắc Kinh Thành. Không có một chiếc xe nào. Hai bên đường người đứng chật ních, đông nghìn nghịt. Ánh mắt ai cũng đầy cuồng nhiệt. Cỏ tung bay ở cả hai bên, biểu ngữ ở khắp mọi nơi. Trên đó viết, trọng thần của đất nước, anh hùng của Lạc Việt, vân vân. Trên dưới vệ binh Viêm Long càng ra mặt nghênh đón. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Đúng là nghỉ lễ lớn nhất. Tiếp nhận tất cả những thứ này đương nhiên là Tứ Tiểu Long và đội cảm tử. Chẳng mấy chốc, đoàn xe tới. Trên không trung từng chiếc máy bay trực thăng xoay quanh. Âm âm, âm hàng trăm khẩu đại liên bản ra đồng loạt. Hàng chục nghìn người cùng reo hò lên. Anh hùng, anh hùng. Lễ nghỉ lớn nhất trong lịch sử Lạc Việt đón những anh hùng về nhà. Bốn người trong ngũ long của Lạc Việt đều rưng rưng nước mắt, đồ đệ của chúng ta không làm mất mặt. Đúng là đáng vui mừng. Cảm tạ bốn vị tiền bối đã nuôi dưỡng ra vị thần bảo vệ Lạc Việt. Trên dưới vệ binh, Viêm Long đều nói lời cảm tạ. Dân chúng cũng vô cùng biết ơn. Sau khi đến đây, Tứ Tiểu Long xuống xe, đi trên đường lớn, tiếp nhận lễ nghi cao nhất. Hưởng thụ sự ngưỡng mộ của hàng nghìn người và sự đón tiếp của vệ binh Viêm Long. Đông Thú, Nam Tướng, Trung Binh, ba người ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Đây chính là thứ bọn họ muốn. Cuối cùng bọn họ cũng được đứng trên đỉnh của Lạc Việt. Về phần Tây Tăng bên cạnh thì cúi đầu, vẻ mặt có hơi khó coi. Càng như vậy, anh ta càng không được tự nhiên. Tất cả đều là của người khác mà, không có liên quan gì tới bọn họ cả. Thậm chí bọn họ còn là lính đào ngũ. Còn giết chết nhiều tù binh như vậy. Nhưng mà bây giờ đã đứng trên dây, anh ta cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể cứng người đón nhận tất cả. Hoan nghênh bốn vị anh hùng của chúng ta chiến thắng trở về. Vệ binh Viêm Long hô lớn. Hàng nghìn người reo hò, tiếng vang từng đợt. Đông Thú nhìn về phía đám người, hô lớn, chúng tôi không tính là gì, cả anh em đã chết đi mới là anh hùng. Là chúng tôi có lỗi với họ, không thể mang họ còn sống trở về chúng ta thì tính là anh hùng gì chứ. Nam Tương và Trung Binh cũng giả mù sa mưa nói. Tây Tăng lại càng cúi thấp đầu hơn. Anh ta không cách nào tưởng tượng nổi Đông Thú lại nói ra những lời không biết xấu hổ này. Rõ ràng bọn họ gài bẫy giết chết tất cả các thành viên trong đội cảm tử. Quả nhiên, ba người Đông Thú vừa nói những lời này ra, khiến người khác càng thêm kính nể. Nhìn xem các anh hùng Lạc Việt của chúng ta, cho dù là nhân phẩm hay thực lực, đều làm cho chúng ta phải kính nể. Cuối cùng, Tứ Tiểu Long nhận hết lời khen và vinh dự. Thậm chí vệ binh Viêm Long còn muốn phong vương cho bọn họ. Đương nhiên, tất cả đều phải đợi liên lạc được với Diệp Lâm Quân rồi mới nói. Cái gì, chưa giải quyết được liên minh báo thù? Lý nào lại thế, Lạc Việt còn có nguy nan, chúng ta sao có thể nhàn rỗi? Tiếp tục thôi, lúc Tứ Tiểu Long nghe thấy liên minh báo thù chưa giải quyết được, bọn họ liền giả mù sa mưa tỏ thái độ. Phải loại trừ hết liên minh báo thù. Bọn họ e ngại Bắc Ma. Nhưng thực lực của bọn họ vẫn rất mạnh, đối phó với liên minh báo thù cũng không thành vấn đề. Diệp Lâm Quân mà có được một nửa phẩm chất của mọi người thì cũng sẽ không để đa số người của liên minh báo thù bỏ trốn. Đám người càng thêm coi trọng Tứ Tiểu Long. Càng tức giận đối với Diệp Lâm Quân. Sao có thể làm ra việc như vậy? Không tuân theo mệnh lệnh, để liên minh báo thù chạy trốn. Cũng vì phái Tứ Tiểu Long đi đối phó với Bắc Ma, không phái anh đi, cho nên hòn dỗi à? Lòng dạ gì mà nhỏ nhen? Nhanh đi liên hệ Diệp Lâm Quân, mau chóng giải quyết xong công việc của Nhất Phũ Kiên Vương đi. Lúc này, ở một chỗ sâu trong căn cứ Thiên Sơn. Diệp Lâm Quân thở phào một hơi. Phía trước anh có một người đang nằm. Chính là Bắc Ma. Thật ra trận chiến kia cũng không phải là hai bên cùng thiệt hại. Càng không phải là cùng nhau vào chỗ chết. Diệp Lâm Quân hoàn toàn có năng lực giết chết Bắc Ma.
Khi anh muốn diệt Bắc Ma lại nhận ra công pháp của anh, cho nên giữ lại một chiêu kia. Mới tạo thành cảnh giả anh và Bắc Ma cùng đồng quy vô tận. Anh cũng không giết Bắc Ma, chỉ hỏi thăm vì sao Bắc Ma biết công pháp này. Bởi vậy nói không chừng sẽ biết một ít chuyện của sư phụ. Đây là điều mà Diệp Lâm Quân cực kỳ muốn biết. Nhưng cuối cùng Bắc Ma vẫn ngất đi. Cho dù Diệp Lâm Quân dùng cách gì gã cũng đều không tỉnh lại. Được rồi, trước tiên đưa Bắc Ma về, để Cổ Phong hoặc mấy người bên Lão Tần nhìn xem có cách nào làm cho gã tỉnh lại được không. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ Bắc Ma không có bất kỳ uy hiếp gì đối với anh cả. Cho nên sống hay chết đều giống nhau. Anh hoàn toàn có năng lực khống chế. Anh chỉ muốn hỏi thăm chút chân tướng trong miệng Bắc Ma. Thật tình không biết, tình hình bên ngoài lúc này đang bắt đầu thay đổi rồi. Bốn tên đào ngũ kia lắc mình biến hóa, trở thành anh hùng được hàng vạn người kính yêu. Còn anh thì trở thành lính đào ngũ. Ở vệ binh Viêm Long thì là bỏ rơi nhiệm vụ, cực kỳ thất trách. Euro ó điều đối với chuyện của liên minh báo thù, Diệp Lâm Quân thừa nhận việc mình không làm tròn bổn phận. Giữa liên minh báo thù và Bắc Ma, anh cho rằng Bắc Ma có hệ số nguy hiểm cao hơn, cho nên mới lựa chọn Bắc Ma. Trên đường trở về, Diệp Lâm Quân biết được toàn bộ sự việc. Thì ra bốn tên tiểu long kia thoải mái nhận tất cả công trạng. Còn vụ oan cho 39 người bọn họ là lính đào ngũ. Còn giết tất cả tù binh. Xem ra bốn người này đều giết sạch những người biết rõ chân tướng. Đáng tiếc là tôi còn sống. Trong con người Diệp Lâm Quân hiện lên tia lạnh. Chưa bao giờ gặp phải đám người vô sỉ như vậy. So với người nhà của Lý Tử Nhiệm còn ghê tởm hơn. Khi lợi ích và sinh tử tới trước mắt, có thể thấy rõ sự ghê tởm của một người. Nhiều anh em như vậy đều thành kẻ chết thay cho bọn họ. Bốn người này vẫn còn mặt mũi nhận thưởng. Còn muốn được phong vương. Quá vô sỉ. Các người đã giết Bắc Ma à? Các người đánh thăng được Bắc Ma à? Bốn tên đào ngũ mà thôi. Lắc mình biến hóa lại thành anh hùng quốc dân. Cơn tức này anh không nhịn được. Diệp Lâm Quân cực kỳ phẫn nộ. Anh tuyệt đối không xô phép chuyện này xảy ra. Càng muốn vì hơn nghìn anh em trong đội cảm tử đòi một lời ông bằng. Tứ Tiểu Long à, được, chờ đó cho tôi. Diệp Lâm Quân mang khí thế hung hăng trở lại kinh thành. Bây giờ Tứ Tiểu Long cực kỳ hưởng thụ cảm giác được ngàn vạn phởi yêu, mến này. Đồng thời cũng rất yêu sầu. Ngày nào không tìm được 39 người kia, bọn họ không yên lòng được. Chỉ có khi bọn họ chết rồi, mọi người mới có thể an tâm. Cho nên Tứ Tiểu Long vận dụng hết tất cả lực lượng tìm những người mất tích. 38 người trong đội cảm tử lực lượng yếu kém, nhanh chóng bị tìm được từng người một. Dù sao gần như tất cả bọn họ đều nghe lời Tứ Tiểu Long. Đối với sắp xếp của Tứ Tiểu Long, bọn họ đều cố hết sức đi hoàn thành. Chúng tôi không phải lính đào ngũ. Chúng tôi đi xử lý mai phục của liên minh báo thù, với cả có một người trong chúng tôi đã giải quyết Bắc Mét. Đám người bắt đầu giải thích. Euro ó điều người áp giải bọn họ chỉ hừ lạnh một tiếng, bây giờ toàn bộ người ở Lạc Việt có người nào không biết các người là lính đào ngũ. Còn già mồm. Nghe kìa, còn bảo có một người trong số bọn họ xử lý Bắc Ma nữa chứ. Các người có não không vậy? Bắc Ma mạnh cỡ nào? Sẽ bị ai đó trong đội cảm tử các người xử lý? Đúng là nực cười, kia là do Tứ Tiểu Long hợp lực giải quyết. Các người nói điều có thể thực tế hơn một chút không? Bắc Ma do các người giết chết, lời này mà cũng nói ra ngoài miệng được. Đám người đương nhiên là không tin. Sự uy hiếp của Bắc Ma lớn cỡ nào, mọi người đều rõ như ban ngày. Há có thể để cho một thành viên trong đội cảm tử nho nhỏ xử lý được. Đội cảm tử bắt đầu cực lực giải thích, không phải, là chúng tôi tận mắt chứng kiến. Chính là người trong đội chúng tôi giết chết. Đúng rồi, tên của anh ta là Hoàng Mộ Phong. Với cả Tứ Tiểu Long mới là lính đào ngũ. Bọn họ lừa hơn 900 người khác giúp bọn họ ngăn cản Bắc Ma, thuận tiện cho bọn họ thoát đi. Hơn 900 người trong đội cảm tử là do chính bọn họ lừa chết. Là Tứ Tiểu Long không biết xấu hổ rõ ràng là người khác giết Bắc Ma, bọn họ lại mặt dày nói thành của mình. Còn nữa, bọn họ đột nhiên giết tất cả tù binh, vì muốn giết người diệt khẩu. Bởi vì đám tù binh kia đều chứng kiến chân tướng. Nhóm đội cảm tử giải thích đến muốn khô họng. Nhưng mà chẳng ai tin tưởng cả. Nói tiếp đi, tôi xem các người còn tô hoa vẽ lá thành cái dạng gì.
Nói đi, chúng tôi sẽ tin tưởng câu chuyện ma quỷ của các người chắc. Người bắt được bọn họ đều cười. Giống như đang nhìn những kẻ đần độn vậy. Cho dù bọn họ nói có hợp lý thì ai sẽ tin lời của một đám lính đào ngũ chứ? Mọi người giữ chặt một chút, Tứ Tiểu Long sẽ nhanh chóng tới đón bọn họ đi. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ được hoàn thành. Vừa nghe Tứ Tiểu Long muốn tới, nhóm đội cảm tử bắt đầu hốt hoảng. Một khi đám người này tới, bọn họ sẽ còn đường sống sao? Chúng tôi thật sự không phải lính đào ngũ. Là Tứ Tiểu Long. Nhưng cho dù bọn họ nói gì, đều không có ai tin. Ngược lại cho rằng đây là lời để bọn họ tự giải vây cho mình. Đi được nửa đường, liền gặp Tứ Tiểu Long tới đón người. Trong đôi mắt của đám đông thú hiện lên sát ý nồng đậm. Được rồi, giao bọn họ cho chúng tôi sẽ xử lý. Những người khác nhao nhao rời đi. Trong viện e ì ồn lại Tứ Tiểu Lâng đang đằng sát khí nhìn chằm chằm vào đội cảm tử. Chạy à, các người còn có thể chạy đi đâu? Đông thú cười mỉa mai. Bốn người các người đúng là đám chó chết không biết xấu hổ. Sớm muộn cũng có ngày mọi người biết sự thật. Một đám bán nước bán đồng đội, làm bạn với các người đúng là sự sỉ nhục. Đội cảm tử mắng. Ha ha ha, đáng tiếc mà, các người phải lên đường rồi, không nhìn thấy được ngày đó đâu. Trong con người đông thú hiện lên tia khát máu. Gượm đã, thiếu một người rồi. Rõ ràng là 39 người, sao chỉ có 38? Đột nhiên Tây Tăng đưa ra nghỉ vấn. Bây giờ Tây Tăng cũng dần dần hòa nhập với ba người còn lại. Đã không tránh được thì đành tiếp nhận. Vì để an tâm, anh ta cũng muốn trừ đi tất cả mọi người. Bởi vậy, anh ta thận trọng hơn so với ba người khác. Đúng vậy, thiếu một người, thế mà chúng ta không phát hiện ra. Lúc này ba người còn lại mới kịp phản ứng. Thật ra nói cho các người biết, người kia chính là... Một thành viên trong đội cảm tử theo bản năng muốn nói ra chân tướng. Vội vàng bị những người khác ngăn lại, không sai, đúng là thiếu một người. Anh ta trốn ở một nơi mà các người không thấy được, anh ta giữ chứng cứ. Nếu như giết chúng tội, anh ta sẽ cho mọi thứ lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được tính mạng của bọn họ. Tôi không tin là không giết được các người. Đông thú liền muốn ra tay. Không được. Tây Tăng vội vàng ngăn cản. Kẻ kia không có mặt ở đây, chung quy vẫn là một mầm họa, cha xem người này là ai đã. Hoàng Mộ Phong đúng không? Đi, đến môn phiệt Tây Đường. Tứ Tiểu Long nhanh chóng đến tìm Hoàng Mộ Phong. Bây giờ Hoàng Mộ Phong không ở trong môn phiệt Tây Đường, mà trốn ở một nơi khác. Có điều vẫn bị tìm ra. Cho dù môn phiệt Tây Đường muốn ngăn cản. Nhưng Tứ Tiểu Long không chỉ có thực lực mạnh, mà phía sau còn là Lạc Việt. Ai dám ngăn cản? Bốn người bắt Hoàng Mộ Phong lại. Mày chính là lính đào ngũ rồi nhỉ? Đông thú cười lạnh nói. Không, không phải tôi, đúng tôi tên là Hoàng Mộ Phong, nhưng người đi tham gia đội cảm tử không phải tôi, là Diệp Lâm Quân đi thay. Là anh ta làm lính đào ngũ, không liên quan đến tôi. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân đi thay nó mà, không liên quan đến nó. Hoàng Vạn Sinh cũng giải thích. Mày cảm thấy nói thế là tao sẽ tin à? Dẫn đi. Nếu như không liên quan đến mày thì sao phải trốn? Bây giờ đối với Tứ Tiểu Long, Hoàng Mộ Phong nói gì cũng đều là già mồm cãi láo. Với cả từ chỗ vệ binh Viêm Long có nghe được, Diệp Lâm Quân đi đối phó với liên minh báo thù trước. Anh ta sao có thể đi đội cảm tử thay? Nực cười. Bốn người cưỡng ép dẫn Hoàng Mộ Phong đi. Đến nửa đường, đồng thú đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn. Đi chết đi. Đừng, đừng giết tôi. Hoàng Mộ Phong còn muốn nói gì đó, nhưng đông thú căn bản không cho anh ta cơ hội. Hộc hộc, trong miệng Hoàng Mộ Phong tràn ra máu tươi, không cam lòng ngã trên đất. Hoàng Mộ Phong bị giết rồi đây là điều không ai ngờ tới. Bọn họ trước để Diệp Lâm Quân đi chịu chết thay, còn muốn ngồi không nhận danh dự. Nhưng lẽ trời có luân hồi, có bỏ qua cho ai? Sau khi mọi chuyện biến hóa, cuối cùng vẫn là anh ta chết. Có ý định hại người, ai ngờ lại tự chuốc lấy xui xẻo. Phùi Tứ Tiểu Long thở dài một hơi. Lần này tất cả phiền phức đều hết rồi. Ít nhất giết nốt 38 người còn lại. Trên đời sẽ không còn ai biết được chân tướng nữa. Đúng lúc này, Diệp Lâm Quân đến kinh thành. Đây là điều vệ binh Viêm Long không ngờ tới. Còn tưởng Diệp Lâm Quân sẽ biến mất một thời gian.
Diệp Lâm Quân, anh tự ý rời vị trí, dẫn tới việc liên minh báo thù trốn khỏi Lạc Việt. Bây giờ anh phạm vào lỗi thớ trách nghiêm trọng, anh có biết tội của mình không? Lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long chất vấn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân gật đầu, đây là tôi không làm tròn trách nhiệm, tôi thừa nhận. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà là tôi lao vào căn cứ Thiên Sơn, tiêu diệt hơn nửa lực lượng của liên minh báo thù, cũng diệt trừ Bắc Meo. Diệp Lâm Quân, tôi không có yêu cầu xa vời gì, công tội bù nhau. Lời này vừa thốt lên, bầu không khí liền lặng ngắt như tờ. Trọn vẹn một phút sau, mới có âm thanh cất lên. Diệp Lâm Quân, anh điên rồi à? Bắc Ma do anh giết, rõ ràng là Tứ Tiểu Long làm. Diệp Lâm Quân, anh đúng là làm cho chúng tôi thất vọng. Chúng tôi thì hoàn toàn không ngờ tới đến lúc này anh còn tranh công. Mấy vạn người chúng tôi phái đi tận mắt nhìn thấy Tứ Tiểu Long giết Bắc Mai, anh lại nói anh giết. Chúng tôi sẽ tin chắc. Diệp Lâm Quân, chúng tôi bồi dưỡng anh lâu như vậy rồi, còn đẩy anh lên vị trí nhất Vũ Kiên Vương. Thật sự không ngờ là anh lại đền đoạt công lao của người khác. Đối với việc này, vệ binh Viêm Long rất thất vọng với Diệp Lâm Quân. Chủ yếu là chuyện quá trùng hợp. Tất cả nhân tố đều sáng tạo ra sự thật, Tứ Tiểu Long giết Bắc Ma. Khiến cho người ta không thể không tin. Nhất là bây giờ mấy tỷ người đều tôn Tứ Tiểu Long làm anh hùng. Bây giờ anh nói cho bọn họ biết, Bắc Ma không phải Tứ Tiểu Long giết. Đoán chừng người người đều tức giận. Chứ nói chỉ là bọn họ. Diệp Lâm Quân nói mình giết Bắc Ma, tương đương với phủ định hiểu biết của mọi người. Diệp Lâm Quân, chúng tôi nói thật cho anh biết, không phải anh đi đối phó với Bắc Ma, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì anh không phải đối thủ của Bắc Ma, Tứ Tiểu Long có kỹ thuật hợp kích trong tay, chính là dùng để đối phó Bắc Ma. Đối với việc này, Diệp Lâm Quân chỉ có thể cười nhạo một tiếng. Kỹ thuật hợp kích vốn không có hiệu quả với Bắc Ma. Nhất Phú Kiên Vương, chúng tôi biết anh rất lợi hại, trận chiến trên núi Cửu Long đã cho Lạc Việt mặt mũi. Nhưng anh cũng không cần lúc này chạy tới cướp công lao của đồ đệ chúng tôi. Thử hỏi anh làm được cái gì? Đứng trước chiến trường đối mặt với Bắc Ma? Hay là nhận tổn thương đến chảy máu? Tất cả mọi người đều tận mắt thấy đồ đệ của chúng tôi giết Bắc Ma, lúc này anh lại đến cướp công. Chẳng lẽ muốn công lao của đồ đệ chúng tôi đều là của anh thì anh mới hài lòng à? Bốn người đồng yêu cũng nhìn chòng chọc vào Diệp Lâm Quân. Bọn họ đang bênh vực cho đồ đệ của mình. Lần giết Bắc Ma này, công lao đúng là rất lớn, có thể xưng là số một trong gần trăm năm, nhưng anh không cần thiết đến đoạt. Huống chỉ lần này anh thất trách nghiêm trọng, tất cả liên minh báo thù đều chạy rồi. Chẳng những nhận tội, còn muốn đoạt công. Loại người trẻ tuổi này chúng tôi đúng là lần đầu gặp. Uống công lúc trước tôi còn đánh giá anh rất cao. Đối mặt với chỉ trích, Diệp Lâm Quân chỉ có thể cười ha ha. Tứ Tiểu Long nhanh chóng tới. Nghe xong chuyện. Bốn người liền giận tím mặt. Diệp Lâm Quân, anh quá vô sỉ. Bắc Ma là do anh giết, anh không biết xấu hổ à? Trong trận chiến ở căn cứ Thiên Sơn, chúng tôi chưa từng thấy anh. Mấy người động thú đều cực kỳ phẫn nộ. Ai nói tôi không có mặt? Diệp Lâm Quân cười. Hả? Đám người động thú đột nhiên sững sờ. Hai mặt nhìn nhau, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ anh chính là người thần bí kia? Nhưng không có khả năng. Người thần bí và Bắc Ma đã đồng quy vô tận. Bọn họ đã tận mắt thấy. Tuyệt đối không sai. Dù không chết thì bây giờ cũng bị tìm được. Nhưng hôm nay vẫn chưa. Vậy nói rõ là đã chết rồi. Tuyệt đối không có khả năng là Diệp Lâm Quân. Rõ ràng Bắc Ma là do bốn người chúng tôi liên thủ giết. Có liên quan gì đến anh? Dưới gầm trời này sao có loại người vô sỉ thế chứ? Ba người đồng thú điên cuồng chỉ trích Diệp Lâm Quân. Chỉ có Tây Tăng là im lặng không lên tiếng. Vô sỉ không biết xấu hổ là bốn người bọn họ cơ mà. Không phải anh. Tây Tăng thực sự đi ngược lại tâm lý của mình, đi chỉ trích những người khác. Anh ta không dám mặt dày đi làm những chuyện này. Diệp Lâm Quân cười nhạt một tiếng, Bắc Ma bị các người giết chết. Đúng vậy, là chúng tôi. Ba người đồng thú lập tức thừa nhận. Ha ha. Con khỉ khô, Bắc Ma căn bản chưa chết. Diệp Lâm Quân cả giận nói. Bắc Ma đương nhiên không chết. Mà nhanh thôi, gã sẽ tỉnh lại. Sau khi Diệp Lâm Quân về kinh thành, đã giao cho Lão Tần, Cổ Dương, những vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Sau khi kiểm tra thì nói Bắc Ma có thể tỉnh lại.
lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Lâm Quân vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều cười. Bác ma sao có thể chưa chết, mấy vạn người nhìn thầy gã chết rồi. Điều này không chỉ có Tứ Tiểu Long nói, mà 38 người trong đội cảm tử và mấy nghìn người dưới trướng bác ma cũng nhìn thấy. Tận mắt chứng kiến, không thì đám tay sai của bác ma không sẽ không đầu hàng. Bây giờ anh lại nói bác ma chưa chết, ai mà tin cho nổi. Diệp Lâm Quân ơi Diệp Lâm Quân, anh càng nói càng thái quát, lúc đầu thì bảo anh giết bác ma, bây giờ lại nói bác ma không chết, trước sau mâu thuẫn. Anh nói láo thì cũng phải viết nháp trước chứ. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Bao gồm cả Tây Tăng. Lúc đầu còn lo là lỡ như Diệp Lâm Quân còn biết một chút gì. Bây giờ xem ra, Diệp Lâm Quân thuần túy chỉ muốn đoạt công lao. Ngay cả vệ binh Viêm Long trên dưới đều tức giận. Diệp Lâm Quân, anh cảm thấy chúng tôi là đồ ngốc à? Mấy tỷ người đều biết Bác Ma chết rồi, duy chỉ có anh nói Bác Ma còn sống. Lúc đầu anh nói anh giết Bác Ma mà, sao giờ lại nói gã không chết? Diệp Lâm Quân nhìn mọi người, nói, tôi không nói giết gã, chỉ nói là diệt trừ gất được, nếu Bác Ma là do anh diệt trừ, vậy anh nói vì sao chúng tôi không thấy anh? Rốt cuộc anh ở đâu? Tây Tăng chất vấn. Bởi vì tôi ở trong đội cảm tử, Diệp Lâm Quân cười nói. Đội cảm tử, không thể nào, mỗi người trong đội cảm tử, chúng tôi đều biết, tên của mỗi người chúng tôi đều điểm danh, anh không thể nào ở trong đội cảm tử được. Tây Tăng khẳng định nói. Tôi đi thay người ta, anh đi thay ai, chẳng lẽ là Hoàng Mộ Phong? Tây Tăng cười mỉa mai. Đúng vậy, tôi đi thay Hoàng Mộ Phong, lúc trước người kia chính là tôi. Là tôi dẫn theo 39 người cùng với các người mỗi người đi một ngả. Diệp Lâm Quân nói ra tình hình ban đầu. Nam Tương cười nói, nghe ngóng được nhiều đấy. Đáng tiếc, căn bản không có ai đi thay Hoàng Mộ Phong, là tự anh ta đi. Anh ta cũng thừa nhận mình đào ngũ, để chúng tôi chém giết rồi. Diệp Lâm Quân đừng lừa ngừa nữa, chuyện của Bác Ma vốn không có liên quan gì tới anh nói thêm nữa cũng không có ai tin cả. Không sai. Sự thật bày ra trước mắt, anh còn có thể lật đổ được sao? Toàn bộ đám người đều nhìn anh như nhìn kẻ ngốc. Vậy các người nói một chút xem vì sao lúc vừa bắt đầu lại xuất hiện cảnh tượng kỹ thuật hợp kích vô tác dụng với Bác Ma. Bác Ma còn nói gã đã mạnh gấp 3 so với năm đó rồi. Diệp Lâm Quân hỏi ngược lại. Vấn đề này rất đơn giản. Bác Ma dùng để phô trương thanh thế, vì muốn hù dọa chúng ta thôi. Lúc ấy kỹ thuật hợp kích đã ra đòn nghiêm trọng với gã. Chỉ là gã cố nén, không biểu hiện ra mà thôi. Hiểu chưa, lúc đó gã đã là nỏ mạnh gáy đà, dưới sự tấn công của bốn người chúng tôi và biệt đội cảm tử, gã mới chết. Hoàn hảo. Nhưng bây giờ mấy tỷ người ở Lạc Việt đều nghe bọn họ. Lời bọn họ nói chính là sự thật. Không có ai đi nghi ngờ cả, cũng không có ai đi tin Diệp Lâm Quân. Nhưng rõ ràng Bác Ma do tôi đánh bại, không có liên quan gì tới bọn họ, bốn người bọn họ là đào ngũ. Còn lừa chết tất cả mọi người trong đội cảm tử. Diệp Lâm Quân bất lực giải thích. Có điều ai cũng lạnh mặt nhìn bọn họ. Không ai nghe cả. Diệp Lâm Quân cực kỳ bất đắc dĩ. Không một ai chịu tin anh. Bây giờ có thể nói, toàn bộ thế giới đều không tin anh. Không ai sẽ tin. Ngược lại anh xuất hiện việc thất trách nghiêm trọng, thân phận Nhất Phũ Kiên Vương có giữ lại được hay không lại là một vấn đề khác. Diệp Lâm Quân không đủ chứng cứ. Nên không có cách nào vạch trần Tứ Tiểu Long. Dù sao toàn Lạc Việt đều tôn Tứ Tiểu Long là anh hùng. Vạch trần bọn họ, tương đương với lật đổ tất cả mọi người. Chuyện này không thể nào. Diệp Lâm Quân, anh nói đi, nói tiếp đi, tôi xem anh còn nói được đến mức nào. Anh cảm thấy sẽ có người tin à. Vẻ mặt Tứ Tiểu Long đắc ý nhìn Diệp Lâm Quân. Người trẻ tuổi ấy à, vẫn nên làm đến nơi đến chốn, đừng đi đoạt công lao của người khác. Tây Phật còn vỗ vai Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân, chúng tôi quá thất vọng với anh rồi. Không ngờ anh lại đến cướp công. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Chúng tôi hỏi anh một chút, đã lệnh cho anh đi diệt trừ liên minh báo thù, sao anh không đi làm? Rốt cuộc anh đã làm gì? Đối mặt với chất vấn, Diệp Lâm Quân cười, giữa liên minh báo thù và Bác Ma, tôi cảm thấy Bác Ma có mối nguy lớn hơn, cho nên tôi tới căn cứ Thiên Sơn đối phó với Bác Ma. Đám người cạn lời. Diệp Lâm Quân, anh muốn chọc giận chết chúng tôi đúng không? Đến lúc này anh lại còn kéo việc diệt trừ Bác Ma vào.
Rõ ràng anh làm việc bất lời, xuất hiện sai lầm lớn, lại vẫn giả bộ làm dáng vẻ cung cúc tận tụy vì Lạc Việt. Còn muốn đến cướp công của người khác. Một câu của Diệp Lâm Quân liền chọc giận tất cả đám người. Phiền các người cảnh giác cao độ đi, suy nghĩ chút chuyện ẩn bên trong, các người sẽ tìm ra điểm hoài nghi. Diệt trừ Bắc Ma, Diệp Lâm Quân tôi không cần bất cứ khen thưởng và danh dự gì, chỉ cần cho tôi một lời công bằng, chỉ thế thôi. Diệp Lâm Quân hô lên về phía đám người. Vệ binh Viên Long trên dưới đều phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân, hôm nay thật sự là một ngày đáng thất vọng. Diệp Lâm Quân, anh còn không nhận thức được sai lầm của mình sao? Diệp Lâm Quân cười mỉa mai, tôi làm sai chỗ nào? Anh còn không có sai à? Anh trừ được liên minh báo thù sao? Đám người chất vấn. Nhưng tôi trừ được Bắc Ma, mối nguy hiểm lớn hơn. Diệp Lâm Quân nhìn thẳng vào đám người. Anh! Tất cả mọi người đều bị Diệp Lâm Quân làm cho tức chết. Nói hồi lâu, Diệp Lâm Quân vẫn một lời đó. Anh vẫn chấp mê bất ngộ thế à? Diệp Lâm Quân, từ giờ trở đi, anh bị giam lại. Từ từ suy nghĩ xem rốt cuộc mình sai hay không. Lúc nào thông suốt thì mới được giam. Diệp Lâm Quân cười nói, tôi sẽ tới phòng tạm giam, nhưng nghĩ thông suốt thì không có khả năng. Bởi vì tôi không có sai. Diệp Lâm Quân, nếu như anh không nhận thấy bản thân có lỗi, vậy anh không cần làm Nhất Vũ Kiên Vương nữa. Thậm chí anh còn chịu xử phạt nặng nề. Người đầu, nhanh chóng đưa Diệp Lâm Quân vào phòng tạm giam, để anh ta tỉnh táo lại một chút. Diệp Lâm Quân hừ lạnh, không quan trọng. Cứ như vậy, Diệp Lâm Quân bị đưa đến phòng tạm giam bí ẩn, nào đó ở Kinh Thành. Một căn phòng nhỏ chỉ có mười mấy mét vuông. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Bảo vệ còn khuyên, Nhất Phú Kiên Vương, anh nên bớt nói lại đi, dựa vào cống hiến của anh với Lạc Việt, chỉ cần anh thừa nhận sai lầm, bên trên sẽ không xử lý anh thế nào đâu. Diệp Lâm Quân cười, công đạo tự trong lòng người, tôi không sai chính là không sai. Tôi tin là không bao lâu nữa tất cả sẽ được chứng minh. Đồ giả đều không che được mãi. Những người khác đều cười ha hả, sao có thể? Chuyện Tứ Tiểu Long giết Bắc Ma người người đều biết, anh lấy chứng cứ gì mà đòi lật đổ bọn họ. Diệp Lâm Quân không trả lời, anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Không ai tin lời anh nói. Còn không bằng khỏi nói nữa. Lính canh ngoài cửa liếc mắt một cái rồi thở dài, ai ra, vì giận dỗi mà giao ra chức Nhất Phủ Kiên Vương của mình, thật sự không đáng. Sau Diệp Lâm Quân bị đưa vào trong phòng tạm giam, rất nhiều người đã nhận được tin tức. Bắc An Vương, Hoàng đế Tây Đường và những người khác đều biết đến. Họ đương nhiên không tin rằng Diệp Lâm Quân là lính đào ngũ. Chắc chắn trong này có hiểu lầm. Ngoài ra, điều mà họ không ngờ là Hoàng Mộ Phong bị giết. Hoàng Vạn Sinh và những người khác đã vô cùng đau buồn và tức giận. Họ đổ lỗi tất cả những điều này cho Diệp Lâm Quân. Nếu Hoàng đế Tây Đường không ra mặt, e rằng Hoàng Vạn Sinh sẽ nhằm vào Đơ La. Hoàng Vạn Sinh thề sẽ sống chết với Diệp Lâm Quân. Kẻ đào ngũ thuộc trách nhiệm của Diệp Lâm Quân, nhưng chính con trai ông ta mới là người bị trừng phạt. Ông ta không thể chịu nổi. Nghe nói rằng Diệp Lâm Quân bị bắt rồi. Chờ cậu ta ra, tôi sẽ tính sổ với cậu tan. Vào lúc này, Tứ Tiểu Long bắt đầu thảo luận về vấn đề Nhất Phủ Kiên Vương theo tính khí của Diệp Lâm Quân, anh có lẽ sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Đến lúc đó, Nhất Phủ Kiên Vương chính là bọn họ. Tính cả ngũ long của Lạc Việt đều được vạn người ngưỡng mộ và yêu mến. Một số người đề nghị phong bốn người nhóm Đông Yêu làm quốc sư, để bồi dưỡng cho Lạc Việt thêm nhiều nhân tài. Chắc chắn là một điều may mắn cho Lạc Việt khi có thêm một vài anh hùng như Tứ Tiểu Long. Đối với 38 người kia, ban đầu Đông Thú muốn giết họ. Nhưng lại bị Tây Tăng ngăn lại. Anh ta không muốn tạo nghiệp giết chóc nữa. Hơn nữa, bây giờ đã không cần phải sợ nữa. Dù sao, những người này đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Hơn nữa còn muốn những người này làm chứng rằng họ đã giết Bắc Ma. Bởi vì gần đây học đã nghe được một vài lời đồn. Một số người bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của trận chiến tại căn cứ Thiên Sơn, thậm chí nghi ngờ liệu người trong đội cảm tử có phải là lính đào ngũ hay không. Điều này khiến bốn người họ lo lắng. Để xóa tan mối nghi ngờ này, phải để đội cảm tử làm chứng. Có biết tại sao tôi giữ các người lại không? Đông Thú mỉm cười nhìn đám người. Khi Tứ Tiểu Long yêu cầu họ làm chứng về việc giết chết Bắc Ma,
các thành viên của đội tử thần đều không đồng ý, không đồng ý thì cũng không sao, nhưng tôi không thể đảm bảo an toàn cho gia đình các người. Con của anh 3 tuổi rồi nhỉ, thật đáng yêu. Cha mẹ của anh đã quá già rồi, còn có anh. Các người sẽ không được chết yên đâu. Tất cả mọi người trong đội tử thân đều có điểm yếu, và cuối cùng đành phải làm chứng cho Tứ Tiểu Long. Vấn đề này về cơ bản đã được kết luận. Giọng điệu nghi ngờ biến mất. Thời gian trôi qua từng ngày. Diệp Lâm Quân vẫn bị giam trong phòng biệt giam. Anh không có ý định thừa nhận lỗi lầm hay hối cải. Ngay cả những người lính canh đã không giao thức ăn hoặc nước uống cho anh trong vài ngày. Diệp Lâm Quân thì vẫn như vậy. Có chuyện gì vậy, Diệp Lâm Quân vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình sao? Báo cáo, Nhất Phú Kiên Vương không có ý định hối cải. Luôn khẳng định mình không sai. Lý nào như vậy, Diệp Lâm Quân đang chơi đòn tâm lý à? Được rồi, nói với Diệp Lâm Quân biết, cho anh ta 3 ngày nữa. Nếu anh ta vẫn không thừa nhận sai lầm của mình, thì hủy chức Nhất Phú Kiên Vương. Khi nghe điều này, Tứ Tiểu Long đều mỉm cười hưng phấn. Nếu Diệp Lâm Quân không làm, đại khái suất này chính là của họ. 4 người đồng yêu sở dâu, gật đầu, ừ, không tệ, được lắm. Họ rất hy vọng được nhìn thấy tiền đồ của đồ Diệp Lâm Quân chỉ cười khẩy khi nghe thấy thông báo này. Ngày đầu tiên, Diệp Lâm Quân không thừa nhận sai lầm của mình. Ngày thứ hai, Diệp Lâm Quân vẫn không thừa nhận lỗi lầm của mình. Ngày thứ ba, thời gian đã thỏa thuận đã đến. Nhất Phú Kiên Vương. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Còn có 2 giòi hy vọng anh sẽ cân nhắc kỹ càng. Đây là vấn đề liên quan đến thân phận Nhất Phú Kiên Vương. Người lính canh thuyết phục. Không cần, tôi không sai thì nhận sai cái gì? Diệp Lâm Quân thản nhiên nói. Nhóm lên chính trên app truyện Hola nhé cả nhà. Ai ra, quá cứng đầu, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tương đương với việc đếm ngược khoảng thời gian còn lại Diệp Lâm Quân làm Nhất Phú Kiên Vương. Tứ Tiểu Long và Ngũ Long cũng đang hồi hộp chờ đợi. Chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ được phong vương. Lúc này, trong một biệt thự tư nhân ở Kinh Thành. Cổ Phong, bác sĩ vua quân y vừa rời đi. Có một người đang nằm trên giường bệnh trong phòng ngủ. Gã ta đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lóe lên như tia chớp. Mình vẫn chưa chết, mình đang ở đâu? Gã lạnh lùng nói. Gã ta chính là Bắc Ma. Gã nhớ rõ ràng rằng trước khi mất đi ý thức, gã và Diệp Lâm Quân đã đồng quy vô tận. Không ngờ rằng mình vẫn còn sống. Nhất định là liên minh báo thù đã cứu mình. Diệp Lâm Quân, không ngờ đi, tôi vẫn còn sống. Ha 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 ha. Bắc Ma cười điên cuồng. Mặc dù bị thương nặng nhưng dưới sự cứu chữa của Cố Phong và những người khác, gã ta đã hồi phục 6, 7 phân. Do đặc thù của côn pháp tu luyện của Bắc Ma, cơ thể và thực lực của gã ta khôi phục với tốc độ chóng mặt. Gã ta lại mất thêm 2 giò nữa để hồi phục đến 8 phần mình đang ở Kinh Thành. Sau khi rời khỏi đây, Bắc Ma mới biết. Khóe miệng gã ta nhếch lên, lộ ra một nụ cười quái dị. Không cần nghĩ, Bắc Ma lại muốn bắt đầu. Một bên khác 4 giò nhanh chóng trôi qua. Dù gì thì Diệp Lâm Quân cũng không thừa nhận sai lầm. Anh một mực kiên trì tuyên bố của chính mình. Điều này khiến mọi người vô cùng phẫn nộ. Hủy bỏ thân phận Nhất Phú Kiên Vương của Diệp Lâm Quân. Sau 7 ngày nữa sẽ tổ chức nghỉ lễ phong Tứ Tiểu Long lên vương, 4 người đều là Nhất Phú Kiên Vương. 4 người đồng yêu cũng được phong làm quốc sư hộ quốc, bồi dưỡng thêm nhân tài cho Lạc Việt. Sau khi quyết định được đưa ra, nội bộ đều chấn kinh. Tuy nhiên, không ai dám không phục chiến tích diệt, trừ Bắc Ma của Tứ Tiểu Long. Sau khi Diệp Lâm Quân nghe được tin đó, vẻ mặt không chút gợn sóng. Đối với anh, Nhất Phú Kiên Vương hay Chiến Thần Văn Lang đều là hư danh. Anh không quan tâm. Điều duy nhất đáng giận là Tứ Tiểu Long đã dùng thủ đoạn nào đó lừa dối mọi người. Để sự thật bị chôn vùi. Nhưng anh không vội. Chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời thôi. Như đã nói ở trên, tuy rằng anh đã bị hủy chức vụ Nhất Phú Kiên Vương, nhưng anh vẫn có thể ngồi ở vị trí Chiến Thần Văn Lang. Thực lực của anh vẫn mạnh hơn đám người Trần Hữu Đạo. Đối mặt với tình huống này, Diệp Lâm Quân chỉ cười, không cần. Diệp Lâm Quân, xem ra anh còn chưa ý thức được sai lầm của mình, tiếp tục tạm giam đi. Diệp Lâm Quân lại tiếp tục bị giam giữ. Tứ Tiểu Long thì đã bắt đầu ăn mừng. Tổ chức một bữa tiệc ăn mừng quy mô lớn. Vệ binh Viêm Long cũng cử đại diện đến,
ngũ long của Lạc Việt cũng có mặt ở đó. Một số người trong cuộc đã đến chúc mừng. Tứ tiểu long mặt mày rạng rỡ, hưng phấn không thôi. Ngay cả Tây Tăng cũng dần dần chấp nhận thân phận này. Chúng tôi nhận phong vương thì có hơi ngại. Chúng ta còn lâu mới đủ tiêu chuẩn. Tứ tiểu long một mặt khiêm tốn. Làm sao không xứng chứ? Giết Bắc Ma là đủ rồi. Hơn nữa, các anh còn vượt qua sự kiểm tra của vệ binh Viêm Long. Họ sẽ không nhận lầm người. Các anh hoàn toàn có tư cách phong vương. Mọi người liền tâng bốc. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, sau khi phong vương, mong các vị chiếu cố cho. Tiệc mừng diễn ra náo nhiệt, ăn uống linh đình. Đột nhiên có người chạy vào, không xong rồi, Bắc Ma lại xuất hiện. Lời này khiến cho người ta kinh ngạc muốn chết. Bắc Ma xuất hiện câu nói này như sét đánh giữa trời quang. Quá mức rung động, âm ầm, trong đầu mọi người như vang lên một trận sấm sét. Lúc này cuộc vui náo nhiệt ngừng lại, bầu không khí đột nhiên im ắng hẳn. Tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đều ngừng động tác, ai cũng như pho tượng. Bốp, răng rắc, âm, tiếng chén bát rơi xuống đất vang lên loảng xoảng. Có thể thấy được cái từ Bắc Ma đáng sợ cỡ nào. Mọi người nghe xong chỉ có kinh hãi. Nhất là vào tình hình bây giờ, rõ ràng Bắc Ma đã chết rồi. Tứ tiểu long còn vì giết được Bắc Ma mà được phong vương, còn đang mở tiệc ăn mừng. Kết quả, Bắc Ma lại xuất hiện. Đông Yêu trợn tròn mắt. Nam Đế trợn tròn mắt. Tứ tiểu long cũng trợn tròn mắt. Tất cả đều ngây người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đứng đó không nói lời nào. Trọn vẹn một phút, họ mới lần lượt phản ứng. Cái gì, Bắc Ma còn sống, người kia mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy, Bắc Ma còn sống. Gã về rồi. Thật sự đáng sợ quát không thể nào. Ngũ long của Lạc Việt đều đồng thanh hô. Rõ ràng Bắc Ma bị đồ đệ của chúng tôi chém chết trên căn cứ Thiên Sơn, sao lại còn sống? Các người đúng là nói bậy, ăn không nói có, Tứ Tiểu Long cũng kịp phản ứng lại, phẫn nộ nói, anh loan tin bây, cẩn thận trừng phạt anh. Bắc Ma do bốn người chúng tôi giết, mấy vạn người đều nhìn thấy, sao có thể còn sống chứ? Bắc Ma không có khả năng còn sống, đừng nói lung tung, mặc dù bốn người nói vậy, nhưng trong lòng đều rất lo lắng. Thần kinh bọn họ trở nên căng thẳng. Nếu như là thật thì sao? Mặc dù bọn họ nhìn thấy Bắc Ma và cao thủ bí ẩn cùng chết. Có lẽ bị vùi trong cát, nhưng sau khi toàn lực lực soát, ngay cả thi thể của chim nhỏ cũng có thể soát ra. Chớ nói chỉ hai người. Có điều bọn họ vẫn cho là Bắc Ma chết rồi. Có phải nói lung tung không? Sao Bắc Ma lại xuất hiện chứ? Nói lung tung là phải chịu, trách nhiệm đấy. Mấy ông lớn trong vệ binh Viêm Long đều đen mặt, bất mẫn chất vấn. Không có, tôi không nói bậy. Tiểu đội số 3 của đội lang đã phát hiện Bắc Ma, đã giao đấu với gã, toàn quân đều bị diệt. Người kia kiên định nói. Quan trọng là lúc này Bắc Ma đang ở trong kinh thành. Người kia lại bổ sung một câu. Cái gì? Tổ lang giao đấu với Bắc Ma? Điều này đối với vệ binh Viêm Long là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Bắc Ma ở kinh thành. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Đúng vậy, đây là tin tức cuối cùng mà tiểu đội số 3 truyền ra. Nhất thời, trên dưới vệ binh Viêm Long như kiến bò chảo nóng. Về phần Tứ Tiểu Long thì sắc mặt trắng bệch. Không phải Bắc Ma thật sự còn sống đấy chứ? Bốn người Đông Yêu nói, chuyện này không thể nào. Bắc Ma đã bị bốn đồ đệ của chúng tôi giết, sao còn xuất hiện chứ? Nhất định là các người nhìn nhầm rồi. Chưa có tin tức chính xác thì đừng nói là Bắc Ma. Mấy ông lớn trong vệ binh Viêm Long cũng không chắc chắn nhìn Tứ Tiểu Long, hỏi, các người nói thật đi, Bắc Ma chết hay chưa? Mấy ông lớn của vệ binh Viêm Long không chắc chắn. Vì giờ phút này họ, nghĩ tới Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân có nói qua Bắc Ma chưa chết. Chúng tôi chắc chắn. Tây Tăng theo bản năng muốn nói, lại bị Đông Thú ngắt lời, chết rồi. Bắc Ma do chúng tôi tự tay giết. Sao có thể còn sống? Chưa có chứng cứ xác thực, bọn họ sẽ không thừa nhận. Huống chỉ bọn họ nghĩ, Bắc Ma không thể sống. Bọn họ tận mắt nhìn thấy gã đồng quy vô tận với người kia rồi. Với cả nếu xuất hiện bây giờ thì cũng nên xuất hiện ở Bắc Cảnh, gần căn cứ Thiên Sơn chứ. Cũng không có khả năng xuất hiện ở kinh thành ngay thế này. Tôi cảm thấy rất có thể là cường giả của liên minh báo thù, hoặc là vây cánh của Bắc Ma. Đến báo thù cho Bắc Mai Tây Tăng phân tích. Tất cả mọi người đều cảm thấy lời giải thích này rất có sức thuyết phục.
hơn 50% là như vậy rồi. Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Tranh thủ thời ra phái người đi kiểm tra xem rốt cuộc là ai. Nếu là nhóm vị Bắc Ma mà báo thì kiên quyết hốt gọn một mẻ. Lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long lập tức hạ lệnh. Tất cả lực lượng đều được phái ra ngoài, lục soát trong phạm vi kinh thành. Tứ Tiểu Long chủ động xin đi, một khi tra được, lập tức báo cho chúng tôi, chuyện này để chúng tôi xử lý. Không trừ được người này, chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên được. Các vị quả nhiên là có phong thái đại tướng. Chúng tôi đúng là không nhìn nhầm người. Mọi người dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía bốn người. Lúc này, trong phòng tạm giam, Diệp Lâm Quân vẫn đang nhắm mắt dưỡng thân. Cổ Dương đã tới gặp anh. Đại ca, gã tỉnh rồi, tôi không khống chế được. Rất có thể xảy ra chuyện, Cổ Dương đương nhiên là chỉ Bắc Ma. Diệp Lâm Quân đột nhiên mở to mắt, gã tỉnh nhanh như vậy à? Thể chất của gã rất đặc thù, lại tu luyện thêm công pháp riêng, cho nên khôi phục rất nhanh. Cổ Dương trả lời. Có ai không, thả tôi ráp Bắc Ma xuất hiện rồi, nếu không ngăn gã lại, có thể sẽ xuất hiện thương vong. Diệp Lâm Quân hô lớn. Mặc dù anh ấm ức nhưng đại nghĩa trước mặt, vẫn phải lý trí. Không thể làm theo cảm tính được. Không được, có quy định rồi, anh không thể ra ngoài. Trừ phi anh nhận sai, nghĩ đúng chỗ, thì mới thể thả anh ra. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ buông tay, bây giờ Bắc Ma xuất hiện rồi, các người còn có tâm tình suy nghĩ đến những việc này à? Khỏi cần phải nói, u Bắc Ma xuất hiện cũng không đến phiên anh đi đối phó. Chẳng phải còn Tứ Tiểu Long sao? Có bọn họ là đủ rồi. Anh vẫn nên thành thật nhận lỗi sai của mình đi. Diệp Lâm Quân thở dài một hơi. Lại về vị trí cũ. Con người này ấy, quyết định một chuyện rồi thì khó quay đầu. Trừ phi đụng vào ó tường. Bây giờ toàn Lạc Việt đều không thừa nhận anh. Anh đã làm chuyện nên làm rồi. Không thẹn với lương tâm. Nếu Tứ Tiểu Long có thể giết Bắc Ma, vậy thì để bọn họ đi giết xem thế nào. Cổ Dương cũng bất đắc dĩ thở dài, rời đi. Lúc này, vệ binh Viêm Long đã phái ra lực lượng lớn đi thăm dò Bắc Ma. Mấy người Đông Yêu nhìn ra Tứ Tiểu Long đang bứt rứt bất an. Không khỏi an ủi, không sao đâu, dù sao Bắc Ma bị các con giết, lần này chỉ là vây cánh của gã xuất hiện thôi. Các con giết gã còn không phải chỉ như ăn một bữa sáng sao. Lúc này, ba tiểu đội của vệ binh Viêm Long đang lục soát gần nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Đột nhiên thấy một người trước mặt. Lúc thấy rõ gương mặt của Bắc Ma, ba tiểu đội đều muốn điên rồi. Bắc Ma, thật sự là Bắc Mai. Sao mày còn sống? Đám người kinh ngạc nói. Bắc Ma cười lạnh một tiếng, tao có nói mình chết chưa? Trở về thông báo cho tất cả mọi người. Bắc Ma về rồi, tao sẽ giết từng người trong Lạc Việt, xem ai có thể cản ta. Tao sẽ biến kinh thành này thành lò luyện ngục. Bắc Ma cười lạnh nói. Ba tiểu đội của vệ binh Viêm Long cũng không dám chậm tia, lập tức, chạy như điên. Vệ binh Viêm Long và Tứ Tiểu Long đang chờ tin tức của bọn họ. Ba tiểu đội Long chạy về, toàn bộ đều bị dọa đến nằm dạp trên đất. Là Bắc Mai thật sự là Bắc Ma, gã muốn biến kinh thành thành lò luyện ngục. Oanh, sầm sét giữa trời quang, lần này Bắc Ma thực sự xuất hiện rồi. Vệ binh Viêm Long đã chính thức xác nhận tin tức. Bắc Ma còn sống. Đang ở trong kinh thành. Còn muốn khiêu khích bọn họ, muốn giết Lạc Việt, địa điểm thứ nhất chính là kinh thành. Không thể nào, xác định là Bắc Ma mà không phải là vây cánh của Bắc Ma à. Ngũ Long Lạc Việt vẫn chưa tin sự thật này. Đám người nhìn về phía Tứ Tiểu Long, Ngũ Long Lạc Việt cũng nhìn sang. Bốn người cực kỳ lo lắng bất an. Nhất là Tây Tăng vẫn luôn cúi đầu, có thể hơi run rẩy. Bốn người cực kỳ khẩn trương. Ai cũng không ngờ Bắc Ma còn sống. Không thể nào, không phải Đồng Quy Vô Tận rồi sao? Gã còn chưa chết, quá khủng khiếp. Nói một chút, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Bắc Ma không chết? Có phải các người vẫn luôn gạt chúng tôi không? Đám người vệ binh Viêm Long bắt đầu nghỉ ngò Tứ Tiểu Long. Đúng rồi, nếu có ẩn tình khác thì nói ra. Đám người Đông Yêu cũng ý thức được điểm bất thường. Bắc Ma chết rồi, chúng tôi tận mắt nhìn thấy gã chết. Có điều thi thể của gã bị vùi trong cát, chúng tôi không quản thêm, không ngờ gã còn sống. Tiểu quân thần và đông thú cùng giải thích nói. Ai ra, thật ra cũng không thể trách bọn họ, Bắc Ma tu luyện công phu tà môn, gã còn sống cũng không phải chuyện lạ gì nhưng mà gã còn sống cũng có sao, đồ đệ của chúng tôi giết chết gã một lần rồi,
không thể giết thêm lần hai chắc. Lần này hủy luôn thi thế gã, xem gã sống làm sao. Nam đế, Tây Phật và Trung quân cũng tràn đầy tự tin, đúng vậy, đồ đệ của chúng tôi đánh bại gã lần một thì cũng có thể đánh bại gã lần thứ hai. Bốn người chuẩn bị một chút đi, giết gã ở kinh thành sao? Vừa hay cũng cho chúng ta nhìn xem. Lần này ngay cả vệ binh Viêm Long cũng lộ ra vẻ tự tin. Không còn cảm giác lo lắng nữa. Chúng tôi. Nhưng Tứ Tiểu Long lại trợn tròn mắt. Bảo bọn họ đi giết Bắc Ma một lần nữa. Nói đùa à, bọn họ vốn là lính đào ngũ, sợ Bắc Ma vô cùng. Ngay cả dũng khí nhìn Bắc Ma cũng không có. Còn bắt giết Bắc Ma. Làm sao có thể? Bắc Ma chết một lần vốn không phải do bọn họ giết. Kỹ thuật hợp kích của bọn họ căn bản vô dụng với Bắc Ma. Nếu không lừa hơn nghìn người trong đội cảm tứ, bọn họ sẽ không sống được. Sao vậy? Sắc mặt các người nhìn khó coi thế. Có người phát hiện sự khác thường của bọn họ. Không có gì, không có gì, chỉ là cảm thấy rất phiền phức, Bắc Ma vậy mà không chết. Đông Yêu lau mồ hôi lạnh, không nhịn được nói. Yên tâm đi, lần này ở kinh thành, có các cao thủ giữ trấn, cộng thêm các người, Bắc Ma phải chết chắc. Được, chúng tôi tự mình đốc chiến, tranh thủ thời gian lên đường đi, chậm trễ, Bắc Ma sẽ đổ sát kinh thành đấy. Cứ như vậy, Tứ Tiểu Long bị đẩy lên trước nhất đi diệt trừ Bắc Ma. Bốn người cực kỳ không tình nguyện, nhưng không có biện pháp gì, trừ phi thừa nhận hành vi trước đó của bọn họ. Bắc Ma, tại sao mi còn sống chứ? Đám người đông thú muốn khóc to rồi. Bọn họ sắc được phong vương. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Tứ Tiểu Long căn bản tránh không xong. Không chỉ lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long muốn đích thân tốc chiến, ngay cả bốn người trong Ngũ Long cũng tới. Thậm chí vệ binh Viêm Long có thả ra tin tức, Tứ Tiểu Long sẽ lần rửa diệt Bắc Ma toàn kinh thành, toàn Lạc Việt đều biết. Ngàn vạn ánh mắt tập trung vào đó. Không giống với căn cứ Thiên Sơn. Bây giờ kinh thành ngập trong khói bụi chiến đấu. Gần như tất cả mọi người đều muốn biết chi tiết. Cũng mang ý nghĩa Tứ Tiểu Long nhất định phải dốc toàn lực chiến một trận. Không được làm lính đào ngũ. Thủ đoạn cũng không dùng được. Phải hoàn toàn thể hiện thực lực chân chính cho mọi người biết. Điều này đối với Tứ Tiểu Long mà nói chính là điều chí mạng nhất. Khóc. Thật muốn khóc. Giờ phút này, cùng với sự xuất hiện của Bắc Ma, thậm chí ánh mắt của toàn Lạc Việt và toàn thế giới đều tập trung vào đó. Ha ha, Bắc Ma còn sống thì sao? Tứ Tiểu Long, anh hùng của Lạc Việt chúng ta đã giết chết gã một lần rồi. Đúng vậy, không sai. Với cả lần này chúng ta có thể thấy được rõ ràng Tứ Tiểu Long giết chết Bắc Ma như thế nào. Phải đền bù tiếc nuối cho chúng ta. Trận chiến tuyệt đối là khó quên. Tứ Tiểu Long sẽ lần nữa tỏa sáng khắp thế giới. Dân chúng ủng hộ Tứ Tiểu Long càng thêm chờ mong. Tất cả mọi người đều muốn tận mắt trông thấy Tứ Tiểu Long làm thế nào diệt trừ Bắc Ma. Anh hùng! Anh hùng! Cờ tung bay khắp nơi trong kinh thành, biểu ngữ được kéo căng. Tất cả mọi người đều đang reo hò vì Tứ Tiểu Long. Chờ mong biểu hiện của bọn họ. Ngũ Long Lạc Việt và vệ binh Viêm Long tràn đầy tự tin. Chỉ có Tứ Tiểu Long biết chuyện gì xảy ra. Ở trung tâm Hồ Tướng Quân, Bắc Ma một mình chờ đợi. Vệ binh Viêm Long phái ra cao thủ đứng quanh chu vi Hồ Tướng Quân mạnh mẽ giữ vững nơi này. Một con chim cũng không lọt được vào. Bắc Ma cười mỉa mai một tiếng, tới đi, hy vọng các người có thể phái tất cả cao thủ ra để ta giải quyết một lần. Bắc Ma có được sự tự tin mạnh mẽ. Bởi vì sau khi chiến một trận với Diệp Lâm Quân, gã tổng kết chiến đấu, đã có đối sách mới để đối phó. Thực lực cũng vì vậy mà lần nữa tăng lên. So với năm đó còn mạnh gấp 5 lần. Đây là điều đáng sợ nhất. Gã và Diệp Lâm Quân sau khi trải qua trận chiến sinh tử, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho nên lần này Bắc Ma dám một mình ở kinh thành, lớn tiếng phách lối. Bắc Ma, bây giờ đầu hàng còn kịp, mi ngàn vạn lần đừng nên xuất hiện ở kinh thành. Đây là chỗ an toàn nhất trong Lạc Việt, mi lấy gì mà đấu. Đầu hàng còn có đường sống, không đầu hàng chỉ có đường chết. Đám người lớn tiếng quát tháo Bắc Ma. Bắc Ma cười lạnh một tiếng. Rầm rầm rầm. Đột nhiên Hồ Tướng Quân nổ tung ra. Nước hồ ngược dòng, tấn công về bốn phía. Sớ NN nước hồ tấn công bốn phía, rất nhiều người canh giữ quanh hồ đều bị thương. Bắc Ma thực sự rất mạnh. Hỗn láo,
Bắc Ma nơi này còn không phải do mi đến Dương Oai. Sau một tiếng quát, quân đội đã đến. Lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long trấn giữ, Ngũ Long Lạc Việt cũng ở bên cạnh. Tứ Tiểu Long chậm rãi đi tới, cơ thể cứng ngắc, hai chân như đeo chì. Bốn lão bất tử các người cũng tới à? Bắc Ma nhìn thấy bốn người Đông Yêu thì không khỏi cười mỉa mai nói. Bắc Ma, hôm nay chúng ta tới chính là để nhìn bộ dạng thất bại thảm hại của mi. Mấy chục năm trước chúng ta có thể bắt mi lại, bây giờ đồ đệ của chúng ta có thể đánh bại mi, còn có thể giết chết Min. Đời này của mi cuối cùng vẫn sẽ bại trong tay chúng ta, sống trong bóng tối của chúng ta. Đám người Đông Yêu vô cùng tự tin. Bắc Ma đối với lời này thì cười ha ha, đáng tiếc, các người vẫn không hiểu rõ ta, bây giờ còn có ai có thể chống lại ta được. Người kia đã không còn, ta đã là vô địch thiên hải. Hừ, Bắc Ma mi phách lối cái gì chứ? Hôm nay sẽ tiêu diệt mi trước mặt toàn bộ Lạc Việt. Vệ binh Viêm Long nhao nhao hô lên. Bắc Ma cười, ồ, giết ta, ta thật muốn biết các người phái ai đến giết ta. Đương nhiên là Tứ Tiểu Long đã từng giết mi một lần. Đám người đẩy Tứ Tiểu Long lên phía trước. Bốn người nhìn thấy Bắc Ma nháy mắt thì đột nhiên cúi đầu, cũng không dám đối mặt. Bắp chân còn run lên, thậm chí hàm răng cũng va đập vào nhồ. Lúc Bắc Ma nhìn thấy bốn người này, gã cười. Ha ha ha. Tiếng cười không kiêng nể gì, còn đầy trào. Phúng. Điều này khiến cho mọi người không khỏi sững sờ. Bắc Ma điên rồi. Hay là sợ đến choáng váng rồi. Đám người cực kỳ không hiểu. Bắc Ma, mi cười gì? Mi cũng chỉ là bại tướng trong tay đồ đệ ta mà thôi. Đông Yêu cực kỳ bất mãn thái độ không coi ai ra gì của Bắc Ma. Ba người khác cũng giống vậy, lúc nào thì đến phiên một kẻ thất bại chào phúng người khác rồi. Ta là bại tướng trong tay đồ đệ của các người à? Ha ha hai mi hỏi bọn chúng dám thừa nhận không? Bắc Ma cười. Dần dần cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bốn người này cướp công. Hả, chuyện này là sao? Nghe vậy, mọi người theo bản năng nhìn về phía Tứ Tiểu Long. Lúc này, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tứ Tiểu Long đang nhăn nhó. Bọn họ đang sợ hãi à? Đối mặt với Bắc Ma nên sợ hãi à? Việc này sao có thể? Không phải bọn họ giết Bắc Ma một lần rồi sao? Bắc Ma không phải bại tướng trong tay bọn họ sao? Sao lại có dáng vẻ như mèo gặp chuột thế kia? Ha ha ha, tác phong làm việc của Lạc Việt thật buồn cười. Các người ngu quá, một đám ngu xuẩn, thậm chí còn không biết ở căn cứ Thiên Sơn xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Bắc Ma bắt đầu tàn nhẫn trào phúng. Đám người càng thêm hoang mang. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các người thực sự cho rằng bọn họ giết ta sao? Bắc Ma hỏi. Chẳng lẽ không đúng? Trận chiến trên căn cứ Thiên Sơn, Tứ Tiểu Long dùng kỹ thuật hợp kích diệt trừ Min. Đám người theo bản năng nói. Bởi vì theo thời gian, bọn họ đã coi chuyện này là thật. Càng nói, Tứ Tiểu Long càng cúi thấp đầu. Tây Tăng thì mồ hôi ứa ra, cả người ướt nhẹp, trên mặt giống như vừa bị dội nước. Ba ngước khác cũng không hơn là bao. Toàn bộ người của Lạc Việt đều đang nhìn. Bọn họ lại không chút phản bác. Con khỉ khô. Chỉ bằng bọn chúng mà đòi giết ta, còn kém xa, trong căn cứ Thiên Sơn, ta đã nói mình mạnh lên gấp 3 so với năm đó rồi, thật sự tưởng ta nói đùa à? Kỹ thuật hợp kích của các người vốn hoàn toàn vô dụng với ta. Chỉ dựa vào bốn người các ngươi thì không có khả năng. Bắc Ma cười to nói. Tứ Tiểu Long chỉ hận không thể tìm một chỗ mà chui vào. Bọn họ thật muốn phản bác. Nhưng bọn họ không tìm ra lý do. Đông Yêu. Mi thực sự cho rằng bốn đồ đệ của mi là tốt nhất à? Ha ha, bốn tên lính đào ngũ mà thôi. Thấy đánh không lại ta liền bở chạy, để tất cả đám người trong đội cảm tử đến ngăn ta lại, còn bọn chúng thì tranh thủ thời gian bỏ trốn. Đây chính là kẻ mà Lạc Việt các người muốn phong thần sao? Cười chết ta rồi. Bắc Ma càng nói càng cười to. Lúc này, thời gian dường như ngừng lại, không gian như đóng băng. Ánh mắt bốn người nhìn về phía Tứ Tiểu Long. Dường như đang muốn biết thật giả. Không thể nào, đồ đệ mấy chục năm của tôi là người thế nào, tôi rõ hơn ai hết. Bọn chúng không có khả năng làm vậy. Tây Phật phẫn nộ giống lên. Chỉ có Tây Tăng càng chảy thêm nhiều mồ hôi ra. Đúng, đồ đệ chúng ta không có khả năng như vậy.
với lại ta không tin Bắc Ma Mi có khả năng à đối thủ của bọn chúng. Đúng, kỹ thuật hợp kích không thể nào vô dụng với Mi được. Mấy người trong Ngũ Long căn bản không nguyện ý tin tưởng. Đúng, chính là bốn người bọn họ đánh bại Min Mi đừng có cứng đầu nữa. Đám người hô lên. Các người xem bọn chúng có dám thừa nhận không? Bắc Ma cười to nói. Chỉ thấy tứ tiểu lõng cúi đầu, đến cái rắm cũng không dám phóng ra. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lãnh đạo cao cấp vệ binh Viêm Long hô lớn về phía tứ tiểu long. Lúc này bọn họ đã không kiên định được. Bộ dạng này của tứ tiểu long cộng thêm lời của Bắc Ma, tuyệt đối có vấn đề. Bọn họ nghĩ đến một người, Diệp Lâm Quân. Trong này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bien cười to nói, không phải bọn họ đánh bại ta một lần hai rồi sao? Vậy thử giết ta một lần xem sao được, vậy sẽ để mi tâm phục khẩu phục. Bốn người đồng yêu đối với đồ đệ vẫn rất có tự tin. Bọn họ muốn dùng sự thật để nói chuyện, không tận mắt chứng kiến, họ không tin đồ đệ của mình yếu. Chớ nói chỉ đến việc nói đồ đệ của họ là lĩnh đào ngũ. Tứ tiểu long thật muốn khóc. Bọn họ đâu dám đánh một trận với Bắc Ma. Không có dũng khí đó, nhưng bọn chúng không dám. Chúng sợ ta, không dám cả hình chứ nói gì đến giết. Nụ cười trên khóe môi Bắc Ma ngày càng sâu. Nhanh, các người đang làm gì vậy? Mau giết Bắc Ma và tự mình chứng minh đi. Đám người đông yêu thúc giục. Chỉ là tứ tiểu lòng châm chạp không có động tĩnh gì. Ngược lại, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều. Các người sao vậy? Chẳng lẽ đúng như Bắc Ma nói? Nhanh chóng chứng minh đi. Bọn tôi tìm vào mắt nhìn của mình, sẽ không nhìn lầm người. Các người thực sự đánh thắng Bắc Mèo? Nghe được sự thúc giục của vệ binh Viêm Long, mấy người đông thu không thể nhịn được nữa. Chúng tôi ăn ngay nói thật được không? Anh ta sắp hỏng rồi, không nhịn được muốn nói thật. Giết, lúc này, Tây Tăng đột nhiên xông ra ngoài. Lòng tự trọng cao như núi của anh ta không thể để cho thừa nhận tất cả được. Anh ta thả chất. Lên đi, ba người khác đành phải kiên trì lên. Khi nhìn thấy điều này, bốn người đông yêu cuối cùng cũng mỉm cười. Chắc hẳn là chúng nó bị dọa khi thấy Bắc Ma chết đi sống lại. Chứ thực ra thực lực của chúng nó có thể đè chết Bắc Mai. Bốn người họ dùng kỹ thuật hợp kích giết chết Bắc Ma, tực chứng minh cho bản thân. Đánh bại gã một lần thì sẽ có thể đánh bại gã lần hai. Lúc nhìn thấy tứ tiểu long xuất thủ, dân chúng trong Lạc Việt cũng rất kích động. Dù sao trong suy nghĩ của bọn họ, tứ tiểu long cũng là anh hùng. Kỹ thuật hợp kích, chiến kỹ diệt mai. Bốn người mạnh mẽ thi triển kỹ thuật hợp kích. Rầm rầm rầm. Phút chốc, đình giữa hồ nổ tung. Nước hồ như bốc hơi. Nhưng một giây sau, đám người muốn điên rồi. Bởi vì Bắc Ma nhẹ nhàng hóa giải một chiêu này. Gã không hề có vấn đề gì. Kỹ thuật hợp kỹ vô dụng đối với gã. Nhưng đám người lại nhớ đến lời nói dối của tứ tiểu long, lập tức hoảng sợ nói, nhất định là Bắc Ma đang bị thương, gã đang giáng chống đỡ đấy. Tiếp tục công kích, tiếp tục sử dụng kỹ thuật hợp kích. Nghe lời thúc giục. Tứ tiểu long chỉ có thể mạnh mẽ sử dụng kỹ thuật hợp kích. Hừ, tới phiêu ta. Gã hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức vô song từ trong cơ gã trào ra. Bùm. Đầu tiên, dễ dàng phá vỡ kỹ thuật hợp kích. Ngay sau đó, lao thẳng về phía bốn người. Học, 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 học. Tứ tiểu long đồng thời phun ra máu tươi, cơ thể bay ra ngoài. Không chịu nổi một đòn. Bắc Ma bị bọn họ đánh nửa ngày. Lại không có bất kỳ phản ứng gì. Trái lại, tứ tiểu long không tiếp nổi một chiêu của gã lú này, ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn tứ tiểu long phun đầy máu tươi trên đất. Không đúng. Không phải bọn họ từng chiến thắng Bắc Ma sao? Sao giờ lại thành thế này rồi? Bốn kẻ sắp sở hữu vị trí nhất Phú Kiên Vương lại yếu thế này ư? Ngay cả khí thế của Bắc Ma cũng không đỡ nổi. Dường như mọi người ý thức được điều gì? Yếu. Quá yếu. Bắc Ma còn chưa xuất lực, họ đã ngã xuống. Thực sự không Euro hưu nổi một kích, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy rõ, tứ tiểu long và Bắc Ma hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thậm chí có còn kém 7-8 phần. Lúc này, cả Lạc Việt đều im lặng. Hơn 1 tỷ người dân Lạc Việt ủng hộ tứ tiểu long đều như chết lặng. Khuôn mặt của mọi người đều không thể tin được. Đây không phải là một giấc mơ chứ. Vị thần trong tâm trí họ không phải đã đánh bại Bắc Ma sao? Hàng chục nghìn người đã chứng kiến tứ tiểu long giết chết Bắc Ma. Sao bây giờ lại yếu thế?
ngay cả ngón tay của Bác Ma cũng không động vào được. Khó hiểu vô cùng. Vào lúc này, Ngũ Long Lạc Việt và vệ binh Viêm Long cũng nghĩ như vậy. Họ không thể tìm ra vấn đề là ở đâu. Chẳng lẽ là người khác đã đánh bại Bác Ma? Chứ không phải là Tứ Tiểu Long. Bác Ma vô tình chế giễu, nhìn xem, đây là người đã đánh bại ta à? Các người cảm thấy có khả năng sao? Hả, ý mi là sao? Chẳng lẽ là người khác đánh bại mi? Đông Yêu nhìn chằm chằm vào ó Bác Ma, hỏi. Đương nhiên, chỉ dựa vào đám đồ đệ rác rưởi của mi thì làm gì được ta? Ngay cả một ngón tay của ta cũng không đỡ nổi. Nghe câu trả lời từ chính miệng của Bác Ma, trong đầu tất cả mọi người như có tiếng sấm đánh vào. Là người đã đánh bại Bác Ma. Còn Tứ Tiểu Long thì sao? Thoáng chốc, mấy vạn ánh mắt trong sân đều đồng loạt nhìn về phía Tứ Tiểu Long. Ngoài ra, còn có hàng tỷ người dân ở Lạc Việt bắt đầu nghi ngờ chuyện này. Lúc này chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra sự việc có điều thường, đây là sự thật. Tứ Tiểu LDNG hoàn toàn không phải là đối thủ của Bác Mai, nói cách khác, còn không đủ tư cách làm đối thủ. Vậy làm thế nào mà họ giết được Bác Ma? Tứ Tiểu Long lần lượt cúi đầu xuống. Đau đớn của vết thương lúc này không tính là gì cả. Bọn họ hoàn toàn bị bại lộ rồi. Đặc biệt là lòng tự trọng của Tây Tăng đều bị vỡ vụn lúc này, cả Lạc Việt và cả thế giới đều biết rằng họ đang nói dối, họ là những kẻ đào ngũ, và họ còn lừa giết hại đồng bào của mình. Xấu hổ làm sao? Anh ta không chịu nổi chuyện này à? Tây Tăng đột nhiên hét lên và lao về phía Bác Ma. Chết đi! Tây Tăng nhìn như phát điên. Ẩm Bác Ma đánh một chưởng ra, Tây Tăng nôn ra máu, thân thể bay lộn nhào ra ngoài. Năng nền rơi xuống đất, bất động. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên vẻ hài lòng. Rõ ràng cái chết là một sự giải thoát cho anh ta. Bằng cách này, anh ta không phải đối mặt với tất cả những điều đáng xấu hổ sau đó nữa. Chúng tôi, ba người đồng thú cũng rất muốn trực tiếp chết đi như Tây Tăng nhưng họ không có can đảm. Họ quá sợ chết. Tên thứ nhất, còn ba người. Đến đi, không phải muốn giết ta sao? Đến đi. Nếu các người không tới, ta tự mình ra tay vậy. Bác Ma hét về phía ba người đông thú. Ba người họ đều bị hù chết. Theo bản năng lùi lại phía sau, trong miệng liên tục hô. Sợ quát đó là một loại sợ hãi từ tận trong xương. Điều này khiến Ngũ Long Lạc Việt ngạc nhiên. Sao đám đồ đệ của bọn họ lại thành thế này? Sợ gì chứ? Không phải các con chiến thắng gã rồi hay sao? Có thể ra dáng đàn ông không? Giống như Tây Tăng vậy. Dũng cảm đối mặt. Sợ cái gì chứ? Đám người Đông Yêu bất mãn mắng chửi. Dù là không bằng, thì cũng phải đối mặt. Làm sao có thể giống như rùa đen rụt đầu. Hơn nữa, các người đã từng đánh bại Bác Ma mà. Cái này còn sợ. Đúng, không phải các người từng đánh bại Bác Ma sao? Còn sợ cái gì? Vệ binh Viêm Long cũng thúc giục. Sư phụ, là lỗi của chúng con. Chúng con sai rồi. Chúng tôi nói cho mọi người biết sự thật. Cái gì? Bốn người Đông Yêu thật ra đã nghĩ đến khả năng đó trong lòng. Nhưng đây là đồ đệ của họ, bọn họ có chấp niệm. Không muốn tin tất cả những điều này. Bây giờ khi nghe đám đồ đệ bảo muốn nói sự thật. Họ liền luống cuống. Ngay cả vệ binh Viêm Long cũng hoảng sợ. Họ nhìn nhầm người rồi. Thật sao? Chúng tôi sẽ nói tất cả. Mọi thứ là lỗi của chúng tôi. Tiểu quân thần bật khóc nức nở. Tất cả mọi người, lúc này. Lạc Việt lại im lặng lần nữa. Hàng tỷ người, nắm chặt tay, thành nắm đấm. Nói toàn bộ ra đi. Lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long quát lớn. Tôi nói, tôi sẽ nói hết. Đông thú lau mồ hôi lạnh. Thật ra, trong trận chiến ở căn cứ Thiên Sơn, kỹ thuật hợp kích hoàn toàn không có tác dụng với Bác Ma. Gã đã mạnh hơn trước gấp 3 lần. Chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của gã. Sao cơ? Mọi người đều kinh hãi. Bác Ma thực sự mạnh hơn trước gấp 3 lần. Điều này. Vào lúc này, tất cả mọi người sắp sụp đổ. Cảm giác niềm tin bị đánh mất. Khó chịu, thậm chí khó thở. Người anh hùng mà mọi người yêu quý không phải là người đã giết Bác Ma. Chúng tôi sợ chết nên đã bỏ chạy. Nhưng Bác Ma có thể đuổi kịp chúng tôi bất cứ lúc nào. Để kéo dài thời gian chạy trốn, chúng tôi cho đội cảm tử làm lá chắn thịt chặn Bác Ma lại. Cái gì, các người thật đáng giận, đều là đồng bào của các người mài,
Bọn họ là đội cảm tử chứ không phải đội chịu chết. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều vô cùng tức giận. Hàng ngàn người đã được sử dụng làm bia đỡ đạn để cho bọn họ trốn thoát. Quá ghê tởm, nói tiếp đi. Mọi người đều nghiến răng nghiến lợi. Không phải chúng ta đánh bại Bắc Ma, mà là người khác. Chúng ta đã chứng kiến một nửa trận chiến. Đó là ai? Mọi người lo lắng nhìn về phía bọn họ. Chúng tôi không biết người đó là ai, nhưng anh ta rất mạnh. Cuối cùng cả hai cùng chết và rơi xuống cát lún. Khi đó, vừa hay mấy vạn đại quân đã tới. Lúc này, chúng tôi chỉ có thể nói là mình đã giết chết Bắc Ma. Chúng ta không dám thừa nhận mình là lính đào ngũ, thậm chí còn lừa, chết hơn nghìn người trong đội cảm tử. Để mọi người tin rằng chúng tôi đã loại bỏ được Bắc Ma, chúng tôi đã giết tất cả những ai đã chứng kiến trận chiến đó. Một vị lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long lập tức hỏi, vậy là các người đã giết hết thù nhân rồi sao? Đúng vậy. Sau đó, các người đổ cho hơn 30 người trong đội cảm tử thành lính đào ngũ. Muốn giết bọn họ. Đúng là như vậy, một trong số họ đã bị chúng ta giết chết. Các người ép những người khác trong đội cảm tử chứng minh là các người đã giết Bắc Ma. Đúng vậy, đúng là như thế. Lúc này, bọn họ đều thừa nhận hết cả. Phích. Sau khi biết sự thật, Ngũ Long Lạc Việt ngã ngồi trên đất. Đối với tất cả mọi người, đây là một đả kích nặng nề. Vị anh hùng vĩ đại trong tâm tưởng của họ hóa ra lại là một người như vậy. Dối trái, mọi người đều bị lừa. Tử Tiểu Long đã dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt toàn bộ Lạc Việt. Vệ binh Viêm Long trước giờ chưa từng nhìn lầm người, hóa ra lại sai thật. Vẫn là một sai lầm lớn nhất trong lịch sử. Bởi vì muốn phong vương cho Tứ Tiểu Long. Một khi phong vương, lại bị vạch trần, Lạc Việt sẽ trở thành trò cười. Danh tiếng của cái gọi là cường quốc sẽ bị xóa sổi, đây là điều đáng sợ nhất. Ngũ Long Lạc Việt phát hiện ra rằng người mà họ không hiểu nổi chính đồ đệ của mình. Mọi người cuối cùng đều hiểu một chân lý đơn giản, sự thật không nhất định nằm trong số đông. Lúc này, mọi người đều vô cùng khó chịu. Ha ha ha, đúng là cười chết ta. Bắc Ma cười lớn, nói. Lạc Việt chính là một câu chuyện cười, ai có thể ngăn cản ta chứ? Nói đến đây, ta cũng muốn cảm ơn người đó, chính là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp phải. Từ trận chiến đó, ta mới có thể ngộ ra. Không những ta không chết, thực lực còn tăng lên rất nhiều. So với năm đó, bây giờ ta còn mạnh hơn gấp 5 lần. Bắc Ma hưng phấn cười lớn. Mọi người hít vào một hơi lạnh. Một Bắc Ma bình thường đã ép khiến cho người ta không thể nổi. Bắc Ma, mạnh hơn gấp 5 lần, đúng là không cách nào tưởng tượng nổi. Ngăn chặn Bắc Ma. Không có ai cả, ban đầu, mọi người đều đặt hy vọng vào Tứ Tiểu Long. Không ngờ lại có kết quả như vậy. Tứ Tiểu Long còn không bằng một ngón tay của Bắc Ma. Sắc mặt của vệ binh Viêm Long vô cùng ảm đạm. Trò cười lớn nhất từ trước đến nay. Chưa nói đến việc xuất hiện sai lầm trầm trọng, bây giờ còn để Kinh Thành và Lạc Việt rơi vào tình thế nguy hiểm. Bắc Ma vẫn chưa chết, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Gấp tận 5 lần, các người không phải muốn giết ta sao? Lên đi, Bắc Ma nhìn chằm chằm vào ba người còn lại trong Tứ Tiểu Long. Ba người họ dùng mình sợ hãi. Còn có, không phải các người từng đánh bại ta sao? Đến đi, Bắc Ma lại nhìn bốn người đông yêu. Cả bốn người cũng im lặng. Bốn người họ khi sinh ra để được định sẵn là bị nghiền nát bởi Bắc Ma. Căn bản không xứng đứng ngang hàng với Bắc Ma. Các quan chức cấp cao của vệ binh Viêm Long nhìn lướt qua toàn trường. Cho dù là có mấy vạn người, nhưng không có một người nào có khả năng đối phó được Bắc Ma. Vệ binh Viêm Long, các người sẽ dùng ai để đối phó với ta? Bắc Ma cười điên cuồng. Tôi, lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long không nói nên lời. Thật sự đi đến một bước này sao? Không có cách nào để Điệt Bắc Mai sẽ phải bị Bắc Ma ép cúi đầu. Không đời nào, đây không phải là phong cách của Lạc Việt. Điều này làm tổn hại đến danh tiếng của Lạc Việt. Bắc Ma chế nhạo, nói, thế này đi, cho các người một sự lựa chọn. Chỉ cần các người tuyên bố với thế giới, Lạc Việt cúi đầu trước ta, ta sẽ rời khỏi Lạc Việt, không giết bất cứ ai. Yêu cầu đơn giản này, có thể cứu sống hàng chục nghìn, thậm chí vô số người có mặt tại đây. Thật dễ dàng phải không? Các người đều có quyết định rồi đi. Sỉ nhục. Sự sỉ nhục sâu sắc. Mặt ai cũng nóng bỏng lên. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc như vậy.
Lạc Việt bị thua thiệt chỉ bởi một người. Đối phương thậm chí còn đưa ra một điều kiện để Lạc Việt phải cúi đầu trước gã ta, trách chúng ta, tất cả chúng ta đều đáng trách. Trong lòng ai cũng hối hận muốn chết. Nếu mọi người không bị Tứ Tiểu Long lừa gạt, có lẽ đã không xảy ra tình huống này. Mi từ bỏ suy nghĩ đó đi. Đất nước vĩ đại của chúng ta sao có thể cúi đầu trước một con quỷ như Min? Ta không tin không ai có thể làm gì Mi, các anh em, giết. Hàng vạn cao thủ trấn giữ quanh hồ tướng quân đều hét lên. Mọi người nhao nhao tiến về phía Bắc Ma. Bắc Ma chỉ cười khinh bỉ. Một trận chiến nghiền nát đã bắt đầu. Bắc Ma thần dũng vô địch, không ngừng có người ngã xuống dưới chân gã, cũng không giết người. Chỉ đả thương người, gã thích nhìn đám người tay chân luống cuống, ánh mắt tuyệt vọng khi thua cuộc. Có hàng vạn cao thủ, nhưng ở trước mặt Bắc Ma, bọn họ không khác gì người thường. Tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi. Gã tổn thương vô số người. Chẳng mấy chốc những người bị thương đã chất thành đồi. Mọi người đều không thể ngăn cản thế tấn công của Bắc Ma. Chạy thôi. Ba người trong Tứ Tiểu Lọng nhìn thấy Bắc Ma đến, sợ đến mức lộn nhào rời đi. Làm gì còn có dáng vẻ của anh hùng. Hàng vạn người, người đứng ngày càng ít. Vệ binh Viêm Long bắt đầu lo lắng. Làm sao bây giờ? Nếu điều này tiếp tục, kinh thành sẽ trở thành một lò luyện ngục trần gian mất. Mặt mũi của vệ binh Viêm Long ném đi đâu? Còn cách nào không? Mau nghĩ đi. Đúng rồi, Nhất Phủ Kiên Vương Diệp Lâm Quân. Tôi là một người bình thường thôi. Đúng vậy, tại sao lại quên anh ta chứ? Trước kia Diệp Lâm Quân đã nói là Bắc Ma bị anh ta giết chết. Anh ta còn nói cho Tứ Tiểu Long cướp công, quả nhiên không sai gì so với sự thật. Chúng ta đã xử sai anh ta rồi. Trên dưới vệ binh Viêm Long đều đỏ bừng mặt. Một người trong số họ hỏi, có thể nào Diệp Lâm Quân đã thực sự đánh bại Bắc Ma không? Nếu không phải người trong cuộc thì sao có thể nói nhiều như thế? Lúc này, mọi người mới nhớ lại những gì Diệp Lâm Quân đã nói trước đó. Anh kiên trì như vậy. Hơn phân nửa là đúng rồi. Đúng rồi, hơn 30 người của đội cảm tử nói Hoàng Mộ Phong chống lại Bắc Ma, còn Hoàng Mộ Phong chính là Diệp Lâm Quân giả dạng. Lúc này có người mang đến tin tức. Tốt, vậy thì quá tốt rồi. Lập tức truyền lệnh của vệ binh Viêm Long, lệnh cho Nhất Phủ Kiên Vương Diệp Lâm Quân đến đây đối phó với Bắc Ma. Rõ trong phòng tạm giam. Diệp Lâm Quân vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Các lính canh bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Bởi vì mọi người vừa mới nghe về sự xuất hiện trở lại của Bắc Ma. Mọi người đồng loạt nhìn DHP. Nghĩ đến việc vừa rồi Diệp Lâm Quân đã đề cập đến vấn đề này đúng không? Anh cũng nói rằng anh muốn đi ngăn cản. Kết quả lại bị chặn lại và bị nhốt vào phòng giam giữ một lần nữa. Nhất Phủ Kiên Vương đúng là nói chuẩn. Bắc Ma còn sống, hiện tại đã ở kinh thành. Diệp Lâm Quân không mở mắt ra nói, ở đây chẳng có ai là Nhất Phủ Kiên Vương cả. Cách đây không lâu, tôi đã là một người bình thường. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đó không lâu, đúng là vệ binh Viêm Long thực sự hủy bỏ thân phận Nhất Phủ Kiên Vương của Diệp Lâm Quân. Bây giờ anh là một người bình thường. Cũng đang bị giữ trong phòng giam để tự suy ngẫm. Diệp, đừng nói nữa, tôi đang suy nghĩ lại, đừng quấy rầy tôi. Diệp Lâm Quân lạnh lùng từ chối. Việc này, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn. Nhưng không trách được anh. Trách bọn họ quá đáng thôi. Cộc cộc cộc. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vài người mà vệ bình, Viêm, Long đã ra lệnh vội vã đến phòng tạm giảm. Nhất Phủ Kiên Vương nhận lệnh. Lệnh này là của vệ binh Viêm Long, khẩn cấp. Lạc Việt ra lệnh cho anh lập tức xuất phát và đến hồ tướng quân để giết Bắc Mai. Một vài người đã chuyển mệnh lệnh cấp cao nhất truyền đến tai Diệp Lâm Quân. Bầu không khí liền lặng ngắt như tờ. Diệp Lâm Quân vẫn ngồi trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần, không hề nhúc nhích mí mắt. Không có bất kỳ phản ứng nào. Đám người đều trợn tròn mắt. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân như thế này, dường như anh hoàn toàn không nghe thấy. Nhất Phủ Kiên Vương, ngài tỉnh đi, đừng ngủ nữa. Chúng ta ở đây gửi lệnh, lệnh khẩn cấp. Bây giờ, Bắc Ma đang ở hồ tướng quân, người của chúng tôi ngăn cản không được, cần ngài đi trừng trị gã. Một số người từ vệ binh Viêm Long cố tình nâng cao âm vực của mình để cho Diệp Lâm Quân có thể nghe thấy họ. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn không đáp lại. Căn bản không nghe họ nói gì cả. Đứng nở ra đó làm gì vậy? Mau mở cửa. Vệ binh Viêm Long hét lên.
Canh ngục bên cạnh lập tức mở cửa phòng giam, mấy người vệ binh Viêm Long lập tức tiến vào phòng giam. Một trong số họ không thể không bước tới, xô đẩy Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tràn đầy khó chịu nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi có việc gì? Nhất Phú Kiên Vương nhân lệnh, lệnh cho anh đến Hồ Tướng Quân giết Bắc Ma. Lệnh này cực kỳ khẩn cấp, không thể viện cớ từ chối. Mấy người lại ngay lập tức ra lệnh. Chỉ là Diệp Lâm Quân ngơ ngác nhìn bọn họ, Nhất Phú Kiên Vương là ai? Tôi là một người bình thường thôi. Diệp Lâm Quân vừa nói ra điều này. Mấy người lập tức sửng sốt, theo bản năng nói, ngài chính là Nhất Phú Kiên Vương mà, ngài đang nói đùa gì vậy? Có thể người bên ngoài không biết. Nhưng tất cả mọi người trong này đều biết rằng Diệp Lâm Quân là Nhất Phú Kiên Vương. Đúng vậy, ngài là Nhất Phú Kiên Vương mà một người khác cũng nói. Diệp Lâm Quân đột nhiên bật cười, tôi, Diệp Lâm Quân trở thành Nhất Phú Kiên Vương từ khi nào vậy? Các người đang đùa tôi sao? Hả, mọi người đều sững sờ, nhưng vẫn không quay đầu lại. Không thể nào, ngài nhất định là Nhất Phú Kiên Vương mà giọng điệu của mọi người đều đầy kiên định. Mới vài giờ trước, các người đã tước thân phận đó của tôi rồi. Bây giờ tôi không chỉ là một người bình thường. Tôi cũng bị nhốt trong phòng giam để suy nghĩ lại lỗi lầm bản thân. Tôi vẫn nói câu nói kia, Diệp Lâm Quân tôi không có sai. Diệp Lâm Quân liếc nhìn mọi người rồi tiếp tục nhắm mắt. Hả, vừa rồi vệ binh Viêm Long bị làm cho đầu váng mắt hoa, lúc này mới kịp phản ứng. Trước đó Diệp Lâm Quân đã bị xóa bỏ danh hiệu Nhất Phú Kiến Vương rồi. Nguyên nhân chủ yếu là do Diệp Lâm Quân nói rằng anh đã diệt trừ Bắc Ma, nhưng không ai tin điều đó. Tất cả mọi người đều bị Tứ Tiểu Long lừa, tất cả họ đều nghĩ rằng Diệp Lâm Quân ở đây để cướp công, thậm chí còn cho rằng do anh giận dỗi nên đã gây ra sơ suất lớn, để liên minh báo thù chạy mất. Cuối cùng, anh bị đưa vào phòng tạm giam, yêu cầu nghỉ lại, đồng thời cũng bị tước bỏ thân phận Nhất Phú Kiên Vương. Không ai ngờ rằng những gì Diệp Lâm Quân nói là sự thật. Anh chính là người đã đánh bại Bắc Ma. Tứ Tiểu Long mới là giả mạo. Bọn họ thậm chí đã lừa giết rất nhiều người. Xin lỗi, đều do sai lầm của vệ binh Viêm Long mới dẫn đến kết quả này. Chúng ta lập tức sẽ khôi phục thân phận Nhất Phú Kiến Vương của anh, dù sao lúc này gấp rút, không còn kịp rồi. Đám người đều cực kỳ nôn nóng. Nhưng Diệp Lâm Quân lại mỉm cười, đường đường là cái danh Nhất Phú Kiên Vương mà tùy tiện vậy sao? Muốn xóa bỏ thì xóa, muốn khôi phục thì có thể khôi phục lại. Hơn nữa, thân phận của các người là gì? Chỉ là đến truyền đạt mệnh lệnh, trong vệ binh Viêm Long, các người có thể đưa ra quyết định này không? Chúng tôi, mấy người đều sững sờ, không khỏi nghẹn lời. Ở trong vệ binh Viêm Long, bọn họ chỉ là cấp thấp nhất, thường có nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh mà thôi, họ không thể đưa ra quyết định về loại chuyện này. Nhưng mà Bắc Ma đã xuất hiện ở kinh thành rồi, không ai có thể ngăn cả gã. Mấy người cực kỳ sốt ruột, phịch một tiếng, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Chúng tôi mới Nhất Phú Kiến Vương đến Hồ Tướng Quân diệt trừ Bắc Ma. Bây giờ hy vọng của toàn bộ kinh thành và thậm chí toàn bộ Lạc Việt đều nằm ở ngài. Các vệ sĩ khác cũng quỳ trên mặt đất, cầu xin Diệp Lâm Quân quay trở lại, không phải Tứ Tiểu Long đã giết gã một lần sao? Cứ để bọn họ đi thôi, tìm một người bình thường như tôi làm gì? Hai vải của tôi rất yếu đuối, không chịu nổi hy vọng của Lạc Việt đâu. Diệp Lâm Quân cười mỉa mai chuyện này. Mọi người đều biết rằng Diệp Lâm Quân đang rất tức giận. Dù sao, ai nhận phải ấm ức lớn như thế đều sẽ tức giận. Cả thế giới không tin anh, cho rằng anh sai. Còn nhốt anh lại bất cứ ai cũng phải sụp đổ. Nhất Phú Kiên Vương, chúng tôi biết ngài tức giận, nhưng là hiện tại tình thế. Nguy cấp, mong ngài có thể buông bỏ cảm xúc cá nhân. Không phải ngài luôn coi Lạc Việt là đầu, vì Lạc Việt mà có thể sẵn sàng làm bất euro ứ việc gì sao? Mấy người cười nịnh nọt nói Diệp Lâm Quân đột nhiên cười buồn, tôi một lòng vì Lạc Việt, nhưng Lạc Việt đối xử với tôi thế nào? Đối mặt với chuyện như vậy, cũng không nguyện ý đi điều tra sao? Diệp Lâm Quân bất lực lắc đầu, để tôi sống trong bóng tối, bảo tôi mệt mỏi một chút, tôi đều có thể chịu được. Nhưng duy chỉ có việc không tin tưởng là tôi không nhẫn nhịn được. Nếu các người đã không tin tôi, vậy thì mời đi tìm người cao siêu khác. Nhìn thấy thái độ của Diệp Lâm Quân như thế này. Mọi người bắt đầu luống cuống. Nếu Diệp Lâm Quân không rời núi, ai có thể ngăn Bắc Ma? Đây, quả thực là sơ suất của chúng tôi.
Chủ yếu là chúng ta bị Tứ Tiểu Long lừa gạt, tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Mới dẫn đến tình huống này. Nhất Phủ Kiên Vương, ngài đừng lo lắng, sau khi chuyện này kết thúc, chúng tôi nhất định sẽ sửa lại án oan cho ngài, thông báo cho toàn thiên hạ biết hết sự thật. Bây giờ, xin ngài hãy quên đi tất cả, tập trung nhằm vào Bắc Mai. Ngài cũng biết thực lực của Bắc Ma mạnh thế nào, bây giờ gã đang hoành hành bên ngoài. Nghe đến đây, Diệp Lâm Quân hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là tôi biết rồi, bởi vì cách đây không lâu tôi đã nói chuyện này. Tôi còn chủ động xin ra ngoài để đối phó với Bắc Ma. Nhưng các người nghĩ rằng tôi đang nói vô nghĩa, không nhận ra sai lầm của mình, còn muốn đoạt công lao. Tiếp tục nhốt tôi trong phòng giam, khi nào nghĩ rõ ràng mới cho tôi trở ra. Có chuyện này sao? Mấy người vệ binh Viêm Long ngạc nhiên nói, nhìn về phía người bảo vệ. Mấy tên bảo vệ gật đầu, hoàn toàn chính xác là có chuyện này. Trước khi Bắc Ma xuất hiện, Nhất Phủ Kiên Vương đã từng đề cập đến vấn đề này. Chỉ là sau khi chúng tôi xin chỉ thị của cấp trên, bọn họ nói chuyện này vớ vẩn, Bắc Ma không có khả năng sống sót. Nói rằng Diệp Lâm Quân chỉ vì đoạt công thôi, nghe được lòn người bảo vệ. Đầu của mấy người họ như muốn nổ tung. Hóa ra còn có chuyện như vậy. Mặc dù Diệp Lâm Quân chịu ấm ức, bị đổ oan, thậm chí còn bị nhốt. Nhưng anh nghĩ về Lạc Việt, khi biết nguy hiểm sắp đến, còn chủ động xin đi giải quyết chỉ là không ai tin anh cải trái tim anh từ lâu đã thủng trăm ngàn lỗ. Lại tổn thương anh một lần nữa. Đúng, chính là như vậy. Vốn đĩ tim tôi hướng về Lạc Việt, muốn bảo vệ Lạc Việt, nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng người ta lấy oán báo ơn. Bảo vệ những người này thật không đáng. Cũng may, bây giờ tôi là một người bình thường, cho nên chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được, không cần nghĩ nhiều như vậy. Diệp Lâm Quân thở dài một hơi. Đừng mài. Nhất Phủ Kiên Vương, nếu bây giờ ngài không xuống núi, không ai có thể đối phó với Bắc Ma cả. Xin ngài hãy suy nghĩ kỹ lại. Diệp Lâm Quân mỉm cười, tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng, mời các người tìm cao thủ khác. Tôi tạm thời sẽ không rời khỏi phòng giam này, tôi muốn tiếp tục nghĩ lại. Nói xong, Diệp Lâm Quân vẫy tay một cái. Một lực lượng đáng sợ đẩy mấy người kia ra xa. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay về, nói tất cả cho vệ binh Viêm Long biết. Cái gì? Diệp Lâm Quân đã sớm biết rằng Bắc Ma sẽ xuất hiện. Anh ta đã từng muốn ra đối phó với Bắc Ma. Sau khi biết điều đó, đám người đều ngạc nhiên. Là lỗi của tôi. Tôi còn tưởng đấy là Diệp Lâm Quân nói bậy. Lúc đó, tôi cũng không ngờ Bắc Ma lại xuất hiện. Một người trong vệ binh Viêm Long xấu hổ nói. Bây giờ đã hoàn toàn tổn thương anh ta rồi, anh ta sẽ không ra nữa. Ai ra, đều tại chúng ta mù mắt. Bây giờ thế đã không thể đỡ nổi Bắc Ma, nếu không ngăn cản được, e rằng kinh thành sẽ trở thành địa ngục. Mọi người liên tục thở dài Diệp Lâm Quân này lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Vì cảm xúc và lợi ích của bản thân, bỏ rơi Lạc Việt vào thời điểm quan trọng. Anh ta có tư cách gì để làm Nhất Phủ Kiên Vương? Lúc này, đột nhiên có người nói. Khi mọi người nhìn lại, hóa ra là đám người đông thú lúc này, bọn họ chính là người nói lời châm chọc. Câm miệng, có chỗ cho các người nói ở đây sao? Mọi người đều quát lớn. Tất cả mọi người đều không có quyền nói những điều như vậy. Đặc biệt là đám người đông thú. Tôi cảm thấy bọn họ nói không có sai. Vào thời điểm khủng hoảng này, tất cả nên quên đi ân oán cá nhân. Diệp Lâm Quân, người này không phải nên độ lượng sao? Ừ, đúng vậy, đặc biệt là ở địa vị cao, hẳn phải nên làm hết sức mình cho Lạc Việt. Ngược lại, do lại vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà giận dỗi. Đúng vậy, anh ta chậm một bước, Lạc Việt sẽ phải gánh chịu bao nhiêu tổn thất. Mấy người đông yêu liền trách cứ. Đúng đấy. Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã làm không đúng. Nhưng vào lúc này rồi còn so đo cái gì? Tiểu quân thần cũng phụ họa theo. Ý của anh ta là bây giờ anh ta chỉ là một người bình thường, không có liên quan gì tới Nhất Phủ Kiên Vương. Ai ra, thật là đau đầu. Đang yên đang lành tự dưng hủy bỏ thân phận Nhất Phủ Kiên Vương của người ta làm gì? Mãi người vào đầu bứt tai, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nói 1.000, 1.000 lời. Tuy rằng chúng ta có chút thiếu sót ở vài phương diện, nhưng cách làm này của Diệp Lâm Quân thật sự là không đúng. Là một chiến binh của Lạc Việt, ngay cả khi anh ta bị hủy đi thân phận Nhất Phủ Kiên Vương. Nhưng nếu có chiến tranh tất phải triệu hồi, chúng tôi đều ra lệnh cho anh ta như thế.
anh ta nên ra trận ngay lập tức mới phải. Đây đâu phải trò đùa. Vì cảm xúc của mình và vứt bỏ Lạc Việt không quan tâm. Đúng, chuyện này Diệp Lâm Quân làm không đúng rồi. Không đúng, tất cả là lỗi của anh ta. Đám người cao giọng nói. Không ai ngờ rằng cuối cùng lại là lỗi của Diệp Lâm Quân. Ngược lại, vệ binh Viêm Long từ đầu đến cuối luôn cảm thấy mình không sai. Quả nhiên chúng tôi không nhìn nhầm, Diệp Lâm Quân khó kham nổi trọng trách lớn. Bây giờ chúng ta không trách tội anh ta vội, chờ diệt trừ Bắc Ma sẽ lại trừng phạt anh ta. Tôi cảm thấy có thể, Ngũ Long Lạc Việt nói. Một số lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long thì thở dài không nói gì. Lẽ nào Diệp Lâm Quân lại như vậy? Vào thời khắc này còn tính toán chỉ ly hai. Tôi sẽ tự mình đi ra lệnh cho anh ta. Một lãnh đạo cấp cao tên Vương Định gầm lên. Trong phòng giam giữ, Diệp Lâm Quân vẫn còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh bị sao vậy Diệp Lâm Quân? Vừa rồi anh không nghe thấy lệnh sao? Sau khi Vương Định tới, anh ta lập tức gầm lên với Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân lắc đầu, không có, tôi chỉ là một người bình thường, anh đừng nghĩ ra lệnh cho tôi. Lạc Việt đang gặp khó khăn, kinh thành gặp nạn, vậy mà anh trơ mắt đứng nhìn. Tính tự giác của anh đâu? Vương Định nhìn chòng chọc vào Diệp Lâm Quân. Tôi cứ vậy nhìn thôi, gã đâu chọc tới tôi. Diệp Lâm Quân cười mỉa mai nói. Hơn nữa, đây là thái độ mời người của các người à? Xin lỗi, tôi một lòng vì Lạc Việt, nhưng tôi không phải là một nô lệ, tùy tiện ai cũng có thể sai tới sai lui. Lòng Diệp Lâm Quân có chút lạnh. Được lắm Diệp Lâm Quân, vậy mà anh có thể nói ra những lời này, chúng tôi ra lệnh mà anh không nghe à? Thật sự cho rằng không có anh thì chúng tôi sẽ không đối phó được với Bắc Ma, đúng không? Thế thì anh cứ chờ đấy. Anh yên tâm, vĩnh viễn sẽ không dùng anh đâu, dù anh có muốn cũng không cho anh đi. Vương Định tức giận bỏ đi. Sau khi trở lại vệ binh Viêm Long, Vương Định giận dữ giống lên, Lạc Việt không có ai sao? Tôi không tin. Ngoại trừ Diệp Lâm Quân, không ai có thể đối phó với Bắc Ma. Không phải có tứ đại môn phiết và các thế lực lớn ẩn chứa sao? Bọn họ lên. Có điều trả lời anh ta đều chỉ là sự im lặng. Tất cả mọi người đều im lặng. Bởi vì thực sự không có ai cả. Không xong rồi, Bắc Ma đã rời khỏi Hồ Tướng Quân, 800.000 người cũng không có ngăn cản được gái. Với thực lực cửa Bắc Ma bây giờ, cho dù có cho nhiều người người hơn cũng không ngăn được gã. Không sai, chỉ càng hy sinh nhiều hơn thôi. Nhất định phải có người cầm được Bắc Ma mới được, nhưng mà đi đâu tìm đây? Mọi người đều xôn xao. Trên mặt ai cũng là vẻ lo lắng. Bây giờ Bắc Ma chỉ đả thương người chứ không giết người, nhưng mà ai biết được tiếp theo gã muốn làm gì? Bây giờ Bắc Ma cực kỳ hưởng thụ cảm giác không ai làm gì được gã. Thật sự là không có ai kiềm chế được gã sao? Vương Định hô lên. Diệp Lâm Quân. Mọi người nhao nhao hô ra một cái tên. Không được, đổi người khác. Tôi không tin không còn yêu. Tôi đề nghị phái ra toàn bộ thập đại cao thủ của vệ binh Viêm Long. Tôi không tin không bắt được gã. Vương Định nghiến răng nói. Lời này khiến cho toàn bộ mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Chắc chắn chứ, khi chưa tới thời điểm bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể dùng thập đại cao thủ. Đúng vậy. Dùng thập đại cao thủ thì phải có sự đồng ý của tất cả lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long. Vệ binh Viêm Long có 10 siêu cấp cường giả. Bọn họ là người mạnh nhất trong 10 lĩnh vực võ thuật cổ của Lạc Việt. Là con át chủ bài lớn nhất của vệ binh Viêm Long. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng. Nói cách khác, vào thời khắc nguy nan nhất mới có thể sử dụng. Trước đó vào lúc Bắc Ma hoành hành ở cảnh Bắc, vẫn chưa phải là thời khắc nguy nan nhất. Bây giờ Bắc Ma đến kinh thành rồi, đây chính là lúc nguy cấp nhất. Một khi sử dụng phải được sự đồng ý của tất cả lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long. Đây cũng được coi là bí mật lớn nhất của vệ binh Viêm Long. Nếu là bí mật thì không thể bị bại lộ. Bởi vì có sự tồn tại của thập đại cao thủ. Vương Định mới có sức nói chuyện với Diệp Lâm Quân như vậy. Không thì anh ta cũng không phải kẻ ngốc. Nếu như Diệp Lâm Quân có thể ra tay giải quyết thì càng tốt hơn. Không thì anh ta còn có thể dùng thập đại cao thủ. Tuyệt đối không thể nuông chiều tạo thành thói quen xấu cho Diệp Lâm Quân. Đã vào lúc này rồi, còn chần chừ, tôi đồng ý phái ra thập đại cao thủ. Vương Định hô, tôi cũng đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng đồng ý.
Tất cả các lãnh đạo cấp cao đều nhanh chóng đồng ý cho thập đại cao thủ ra trận. Cuối cùng, dùng Viêm Long lệnh điều thập đại cao thủ ra. Thập đại cao thủ chiến với Bắc Ma một trận. Trận chiến này đánh đến trời đất đều u ám. Thập đại cao thủ quả nhiên mạnh hơn Tứ Tiểu Long nhiều. Ít nhất có thể đánh có qua có lại với Bắc Ma. Nhưng cuối cùng vẫn kém hơn rất nhiều so với Bắc Ma đã mạnh hơn gấp 5 lần. Cuối cùng toàn bộ thập đại cao thủ thua trận. Bắc Mã càng cười điên cuồng hơn, ha ha, không ngờ tới còn có loại cao thủ này. Nhưng mà Vân không ngăn được ta đâu. Còn có ai không? Trong căn cứ của vệ binh Viêm Long. Lòng người bàng hoàng. Ai cũng đều chảy mồ hôi lạnh. Cái gì, thập đại cao thủ cũng bại. Lần này chúng ta thật sự hết cách rồi, một con át chủ bài cũng không có. Bắc Ma quá mạnh, chúng ta phải chịu thua gã sao? Tất cả đều muốn tuyệt vọng rồi. Diệp Lâm Quân, để Diệp Lâm Quân ra tay Bưu Vương Định nóng nảy hồ. Nhậm Kiêu Phàm cũng phụ họa, đúng, lúc này để Diệp Lâm Quân lên đi. Ra tay cái gì, còn không phải tại các người. Nếu không Diệp Lâm Quân đã sớm ra tay rồi. Lúc đầu Diệp Lâm Quân muốn tự mình ra tay, là do Nhậm Kiêu Phàm anh ngăn cản không choi. Còn cả anh, Vương Định, bảo anh đến mời Diệp Lâm Quân, anh thì hay rồi. Vậy mà nói vĩnh viễn không dùng người tai. Bây giờ tự các người đi mới Diệp Lâm Quân đi, chuyện các người gây ra thì tự mình đi mà thu dọn. Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm liếc nhìn nhau, vẻ xấu hổ đầy mặt. Bảo tôi cúi đầu trước, Diệp Lâm Quân. Không thể nào, tôi không nhìn quen dáng vẻ đó của Diệp Lâm Quân đấy. Cứ như ngoại trừ anh ta, chúng ta không còn cách nào khác vậy. Vẻ mặt Vương Định cực kỳ không tình nguyện. Những người khác nhao nhao nhìn về phía anh ta, vậy với tình huống bây giờ. Ngoại trừ Diệp Lâm Quân, anh còn có thể tìm ra người thứ hai không? Việc này, Vương Định trầm mặc, Nhậm Kiêu Phàm cũng im lặng. Mấy người các ngươi, nhanh đi mời Diệp Lâm Quân ra tay đi. Mời không được, chúng ta sẽ cho các người đi đầu đối phó với Bắc Mai. Lãnh đạo cấp cao vừa dứt lời, mấy người Vương Định liền bị dọa sợ. Bảo bọn họ đi đối phó với Bắc Ma, so với chết còn thảm hơn. Tôi, chúng tôi đi, chúng tôi đi. Đám người lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng đến phòng tạm giam. Nhất Phú Kiên Vương, xin ngài rời núi. Lạc Việt không có ngài không được. Vương Định và Nhậm Kiêu Phong đều dùng vẻ mặt hối lỗi cầu xin. Tôi chỉ là người bình thường, các người đi mới người tài giỏi khác đi. Diệp Lâm Quân trừng mắt, lạnh lùng nói. Không, trước đó là tôi sai rồi, tôi không nên nói những lời kiều. Đúng vậy, còn cả tôi nữa, tôi không nên không tin anh. Vương Định và Nhậm Kiêu Phong cố gắng thừa nhận sai lầm của mình. Chỉ là Diệp Lâm Quân vẫn bất động. Đây chính là thái độ nhận sai của các người sao. Sau đó lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long tức giận quát. Tất cả quỳ xuống cho tôi. Bị trồ cho dù Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm không nguyện ý nhưng vẫn phải quỳ rạp xuống đất. Các người cũng quỳ đi. Đám người nhìn về phía Tứ Tiểu Long. Bịch, bọn họ cũng quỳ rạp trên đất. Đồ đệ phạm sai lầm, lẽ ra chúng tôi nên gánh chịu, chúng tôi cũng quỳ tạ tội. Bốn người đồng yêu cũng quỳ rạp xuống đất. Phàm là người liên quan đều quỳ gối trước mặt Diệp Lâm Quân. Ba người đồng thú hơi nhích về phía Diệp Lâm Quân. Ba người không ngừng dập đầu, trán đều bị xước ra chảy máu. Những người khác cũng dập đầu theo, đồng thời đồng thanh nói, mời Nhất Phú Kiên Vương rời núi. Chúng tôi đã biết sai, bất cứ điều kiện gì ngài đưa ra. Chúng tôi đều đồng ý. Những người khác của vệ binh Viêm Long đều khom người, cúi đầu hô, khẩn cầu ngài rời núi. Lần này vệ binh Viêm Long sai rồi, chúng tôi lấy danh nghĩa vệ binh Viêm Long xin lỗi ngài. Ngài đưa ra bất cứ yêu cầu gì, chúng tôi đều đồng ý. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, vệ binh Viêm Long lên tiếng xin lỗi. Lúc này, bọn họ đã ý thức được sai lầm của bản thân. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lâm Quân. Chờ mong câu trả lời của anh. Một phút sau, Diệp Lâm Quân chậm rãi mở mắt ra. Anh cũng đứng dậy. Rầm. Một giây sau, cửa lớn phòng tạm giam đột nhiên sụp đổ. Diệp Lâm Quân bước ra. Toàn bộ phòng tạm giam đều ầm ầm sụp đổ phía sau. Ánh mắt kinh khủng đáng sợ của Diệp Lâm Quân liếc về phía ba người đông thú, ba người các người đáng chết. Ba người đông thú đều run lẩy bẩy. Đúng, ba bọn họ đáng chết. Những người khác phụ họa theo. Nhất Phú Kiên Vương,
ngài đồng ý ra tay rồi. Những người khác đầy vẻ mong đợi hỏi. Diệp Lâm Quân gật đầu, ừ, tôi sẽ diệt trừ Bắc Mai, tôi cũng sẽ diệt trừ liên minh báo thù. Phù, thoáng chốc, tất cả mọi người đều thở phào. Một hơi, Lạc Việt được cứu rồi. Kinh thành được bảo vệ rồi. Ngay sau đó, âm thanh lạnh lùng của Diệp Lâm Quân lại vang lên, sau khi làm xong hai chuyện này, tôi sẽ không đảm nhiệm thân phận nhất Vũ Kiên Vương nữa. Lùi về sau làm một người bình thường. Cái gì? Lời này khiến cho người ta ngạc nhiên vô cùng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ Diệp Lâm Quân lại đưa ra ý kiến này. Anh lại muốn tự sa thải mình. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Anh muốn nghỉ hưu, đối với Lạc Việt là một đả kích lớn cỡ nào? Là nỗi buồn đau của Lạc Việt. Không thể nào tiếp nhận được, nhưng tất cả đều do bọn họ tạo ra. Nhất Phú Kiên Vương, xin ngài nghĩ lại, ngài có bất kỳ yêu cầu gì, chúng tôi đều đồng ý, ví dụ như trực tiếp công bố với toàn thế giới về thân phận của ngài. Chỉ cần ngài tiếp tục làm Nhất Phú Kiên Vương là được, Lạc Việt cần ngài còn trẻ, vẫn còn chưa tới thời điểm lui về ở ẩn. Tất cả mọi người đều không hy vọng Diệp Lâm Quân rửa tay gác kiếm. Vẻ mặt Diệp Lâm Quân không có biểu tình gì, tôi mệt rồi, tôi đã làm tất cả những gì mình có thể làm. Có điều các người yên tâm, trước khi thối lui, tôi sẽ sắp xếp tốt mọi thứ. Đám người còn muốn nói gì đó. Lại có người nhắc nhở, bây giờ mối họa ngầm Bắc Ma vẫn còn, trước hết xử lý gã đã rồi nói tiếp. Mọi người lúc này mới nhớ ra. Trước tiên phải xử lý Bắc Ma đã. Ừ, tôi đi xử lý Bắc Ma trước, ba người đi với tôi. Diệp Lâm Quân nhìn về phía ba người nhóm đông thú. Cuối cùng, ba người họ theo Diệp Lâm Quân đi đối phó Bắc Ma. Ba người thấp thỏm không thôi. Từ đầu đến cuối đều không nghĩ thông Diệp Lâm Quân là có ý gì. Cậu còn sống. Lúc Bắc Ma nhìn thấy Diệp Lâm Quân, liền bị dọa phát điên. Diệp Lâm Quân cười, đương nhiên tôi còn sống. Với cả tôi chính là người đã cứu ông, không thì ông cũng không tỉnh lại được. Cái gì? Sau khi biết sự thật, Bắc Ma chỉ muốn hộc máu. Thì ra tất cả đều nằm trong khống chế của Diệp Lâm Quân. Vậy thì cậu cũng không phải là đối thủ của ta đâu, ta đã mạnh lên rồi. Bắc Ma cực kỳ tự tin. Tới đi. Diệp Lâm Quân đột nhiên ném ba người đông thú tới. Giết. Bắc Ma vung một quyền ra. Ba người nháy mắt bị đánh thành máu thịt. Trong nháy mắt cái chết cận kề, ba người liền hiểu dụng ý của Diệp Lâm Quân. Bọn họ không thể sống tiếp. Lừa giết đồng bào, lừa gạt Lạc Việt, tuyệt đối không thể sống. Sau đó, Bắc Ma và Diệp Lâm Quân lại chiến một trận. Bắc Ma mạnh lên gấp 5 lần vô cùng tự tin. Nhưng gã nhanh chóng phát hiện, Diệp Lâm Quân cũng mạnh hơn so với trước kia nhiều. Phụt! Cuối cùng Bắc Ma vẫn thua trong tay Diệp Lâm Quân. Thua cậu 2 lần, ta phục, cậu giết ta đi. Bắc Ma quỳ trên đất. Thuần phục hoàn toàn Diệp Lâm Quân. Tôi chưa thể giết ông, tôi còn một vấn đề muốn hỏi. Vù vùi chỉ là Diệp Lâm Quân còn chưa nói xong. Lập tức có mấy cao thủ phóng lên, giết chết Bắc Ma. Vương Định và Nhậm Kiêu Phàm bước lên trước. Ai bảo các người giết ông ta? Diệp Lâm Quân phẫn nộ nhìn chằm chằm bọn họ. Nhất Phú Kiên Vương quả nhiên khủng khiếp, Bắc Ma không phải là đối thủ của anh. Đối với loại người như Bắc Ma, không giết sẽ không trừ được hậu họa về sau. Mấy người nói. Diệp Lâm Quân chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Người chết rồi, còn có thể làm gì? Cuối cùng, Lạc Việt tuôn ra một tin tức trọng đại, Nhất Phú Kiên Vương xuống núi, diệt trừ Bắc Ma. Toàn thế giới chấn kinh. Điều chấn kinh thứ nhất là Nhất Phú Kiên Vương còn sống, không chết ở núi Cửu Long. Thứ hai là Nhất Phú Kiên Vương lại giết chết Bắc Ma. Như này về sau. Ai dám động vào Lạc Việt nữa? Có một vị thần trấn trận. Bảo vệ Lạc Việt trên 100 năm. Đàn áp 100 nước, không ai dám phạm. Nhưng người nào cũng không ngờ tới là Nhất Phú Kiên Vương lại muốn rửa tay gác kiếm. Đây là chuyện khiến vệ binh Viêm Long yêu sầu nhất. Cuối cùng Bắc Ma đã bị giết. Khắp trốn vui mừng, đanh tiếng của Nhất Phú Kiên Vương càng được truyền xa. Cả thế giới lại một lần nữa suy đoán thân phận của Nhất Phú Kiên Vương. Nhưng Lạc Việt biết rằng đã mãi mãi mất đi anh rồi. Bây giờ cả thế giới đều không biết rằng Nhất Phú Kiên Vương lui về ở ẩn, nhưng sau một thời gian nữa cuối cùng cũng sẽ bị lộ.
khi đó chính là lúc tai họa ngầm rình rập Lạc Việt trong căn cứ của vệ binh Viêm Long. Ánh mắt của tất cả các thành viên đều rất phức tạp. Diệp Lâm Quân đang cầm một lá cờ đã được gấp xong. Lá cờ không trơn vẹn, đồng thời nhũ ộm đầy máu, còn có thể ngửi được thoang thoảng mùi máu tanh. Lá cờ này đương nhiên là được Diệp Lâm Quân liều chết mang về từ núi Cửu Long. Bên trên còn có nhẫn Viêm Long. Từ hôm nay, tôi, Diệp Lâm Quân nhường lại chức nhất Phũ Kiên Vương. Diệp Lâm Quân cao giọng nói. Đám người đều thở dài, ngài không suy nghĩ thêm sao? Tôi đã nghĩ rõ ràng. Cuối cùng Diệp Lâm Quân giao lại hai thứ này. Từ nay về sau, anh không còn là nhất Phũ Kiên Vương nữa. Anh chỉ là một người bình thường. Về với bạn bè người thân. Sống an ổn cả đời. Nếu ngài đã quyết, chúng tôi cho phép ngài được nghỉ hưu. Ngài đã làm quá nhiều cho Lạc Việt, chúng tôi sẽ giải quyết liên minh báo thù, sẽ không làm phiền ngài nữa. Vệ binh Viêm Long không thể không biết xấu hổ mà làm phiền Diệp Lâm Quân nữa. Tốt! Diệp Lâm Quân không từ chối mà nhận lời. Cuối cùng, tất cả vệ binh Viêm Long đều đưa mắt nhìn Diệp Lâm Quân rời đi. Một thế hệ huyền thoại đã chính thức ở ẩn. Giang Bắc, trong nhà tổ của nhà họ Lý. Tang lễ của Hoàng Mộ Phong vừa mới tổ chức xong. Sau khi sự thật về Tứ Tiểu Long được sáng tỏ, Hoàng Mộ Phong không còn là kẻ đào ngũ nữa. Thay vào đó, còn có công lao, ban thưởng và danh dự được rơi vào người Hoàng Vạn Sinh. Mọi người cũng không thể làm gì Diệp Lâm Quân. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Lâm Quân trở về, họ chỉ biết cảm thán một câu, may thật đấy. Hơn 900 người đều chết, duy chỉ có hơn 30 người các người sống sót. Một nhà ba người đi LQ được đoàn tụ, đương nhiên là vui mừng vô cùng, rất nhiều người nhìn, không, quen mắt. Nhưng cũng không có cách nào cả. Chỉ đành mặt cho Diệp Lâm Quân đoàn tụ với gia đình. Sau khi Diệp Lâm Quân trở về, lần đầu tiên là tập hợp 4 người Bắc An Vương lại. 5 người đã nói chuyện trong một đêm. Diệp Lâm Quân cũng nói với mọi người về việc mình đã từ chức nhất Phũ Kiên Vương. Tiếp đó, cuộc sống của Diệp Lâm Quân trở lại bình thường. Bình thường anh đi LQ quản lý công ty, sau đó là chăm sóc con cái. Sống một cuộc sống nhỏ hạnh phúc. Lạc Việt cũng trở lại bình thường. Về phần liên minh báo thù thì vẫn chậm chạp chưa bị tiêu diệt. Các thủ lĩnh cấp cao của liên minh báo thù đã chạy trốn ra ngoài, lại còn có đất liền và các hòn đảo. Lại thêm nước chiến ưng phong tước vị, thậm chí là vương vị cho bọn họ. Bằng cách này, Lạc Việt không có lý do gì để tấn công họ. Tạm thời, bọn họ không có uy hiếp gì với Lạc Việt. Lạc Việt cũng chỉ coi như thôi, tìm kiếm cơ hội khác. Thoáng chốc, một năm trôi qua. Lạc Việt bình yên không lo, nghĩ. Không ai dám mảy may khiêu khích Lạc Việt. Ngược lại, có, nhiều lực lượng chủ động lấy lòng. Đây là sức mạnh đáng sợ của nhất Phũ Kiên Vương. Ngay sau đó, Lạc Việt truyền ra một tin tức quan trọng. Cửu Đại Thiên Vương ra đời mỗi vị trong Cửu Đại Thiên Vương đều sở hữu sức mạnh chiến đấu siêu việt, chưa kể còn có được sức mạnh đáng sợ của nhất Phũ Kiên Vương và Bắc Ma. Nhưng mỗi người đều thuộc cấp bậc như 4 người đông yêu trong ngũ long Lạc Việt, bọn họ sẽ bảo vệ Lạc Việt. Cửu Đại Thiên Vương vừa xuất hiện, cả thế giới đều run rẩy. Hàng trăm quốc gia ở nước ngoài ngày càng trở nên sợ hãi hơn. Vốn đã không dám có ý đồ xấu với Lạc Việt rồi. Bây giờ có Cửu Đại Thiên Vương. Ai còn dám động? Trên dưới Lạc Việt đều bắt đầu gieo hò chúc mừng. Sức mạnh của Lạc Việt được củng cố khiến mọi người tự tin hơn. Nhưng điều mà mọi người không biết là Cửu Đại Thiên Vương vậy mà Lai Di Si có liên quan đến một người. Đó chính là Diệp Lâm Quân. Một năm trước, lúc nghỉ hưu, Diệp Lâm Quân nói sẽ làm công tác chuẩn bị đầy đủ rồi mới rời khỏi. Chuẩn bị trong lời nói của anh chính là bồi dưỡng được Cửu Đại Thiên Vương cho Lạc Việt. Một năm sau, anh đã thu thập võ thuật, kỹ thuật đặc biệt, kỹ năng y học và các kỹ năng cổ xưa khác của các thế lực ẩn và thế lực cổ xưa khác nhau. Ví dụ như võ công cổ, y thuật, ám khí của tứ đại môn phiệt đều thu thập sạch. Lại kết hợp với công pháp của mình cùng với các loại thuật chiến đấu, võ công quan nhiều năm trong quân đội Lạc Việt. Thôi diễn ra từng bộ kỹ năng mạnh mẽ cho một nhóm người đến tu luyện những kỹ năng này. Cuối cùng tốn thời gian một năm, bồi dưỡng được Cửu Đại Thiên Vương. Bọn, họ mạnh mẽ vô song, còn có được y thuật cao siêu và kỹ năng đặc thù. Euro ó thể bù đắp được không trống khi Diệp Lâm Quân không có ở đây.
với lại cũng có chỗ tốt. Diệp Lâm Quân và bọn người Bắc An Vương nghiên cứu ra trận pháp cường đại, để cho 9 người sử dụng. Bộ kỹ thuật hợp kích này tuyệt đối có thể đánh bại kẻ địch mạnh gấp 5 lần Bắc Ma. Đề phòng kẻ địch mạnh xâm phạm. 9 người hợp tác vô địch, phân ra thì từng người làm vương một cõi. Toàn Lạc Việt đều ăn mừng vì khoảng khắc này, Diệp Lâm Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói trên danh nghĩa anh đã nghỉ hưu được một năm. Nhưng đến bây giờ mới thực sự được nghỉ hưu đúng nghĩa. Bồi dưỡng xong cửu đại thiên vương, anh mới yên tâm ở ẩn. Nhìn 9 đồ đệ trên màn hình, Diệp Lâm Quân nở nụ cười từ tận đáy lòng. Bây giờ anh có thể yên tâm rồi nhỉ? Lý Tử Nhiệm cười nói. Cô hiểu tình cảm của Diệp Lâm Quân dành cho đất nước. Mặc dù không biết Diệp Lâm Quân đã từng có thân phận nhất Vũ Kiên Vương. Nhưng cô có thể cảm giác được Diệp Lâm Quân vẫn luôn không buông Lạc Việt xuống được. Buông xuống được rồi, sau này chỉ ở bên hai mẹ con em thôi. Diệp Lâm Quân cười nói. Bé Quân nhìn Diệp Lâm Quân, hỏi, ba ơi, ba không làm nhất Vũ Kiên Vương nữa sao? Không làm nữa, thế thì mới có thể được nhìn thấy bé Quân mỗi ngày. Diệp Lâm Quân ôm lấy bé Quân. Tốt quá rồi, ba không phải làm nhất Vũ Kiên Vương nữa. Bé Quân vui vẻ hoan hô. Lý Tử Nhiệm thì lắc đầu bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này sao vẫn cho rằng Diệp Lâm Quân là nhất Vũ Kiên Vương chứ? Môn phiệt Tây Đường hôm nay vô cùng náo nhiệt. Bởi vì, Thục Thiên Vương Hoàng Thanh Phong, một trong cửu đại thiên vương xuất thân từ môn phiệt Tây Đường. Anh ta là người được Diệp Lâm Quân chọn ra trong mấy vạn người. Hôm nay, anh ta trở về. Môn phiệt Tây Đường vì anh ta mà mở một bữa yến tiệc thịnh soạn thiết đãi. Kinh động đến toàn bộ Giang Bắc. Diệp Lâm Quân, làm một người bình thường, cảm giác thế nào? Đúng vậy, không có chiến thần Văn Lang như mày, sẽ càng có nhiều người tới thay mày hơn. Không phải mày chướng mắt môn phiệt Tây Đường sao? Bây giờ môn phiệt Tây Đường đã xuất hiện người mà mày phải ngưỡng mộ rồi, chính là Thục Thiên Vương đấy. Đám người Lý Hồng Thắng đều nhìn Diệp Lâm Quân nói mấy lời châm chọc khiêu khích. Có điều bọn họ cũng không dám nói quá đáng quá. Chủ yếu là e ngại thực lực của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân nhớ kỹ đấy, thời của mày đã qua rồi. Thực lực của mày cũng không mạnh như thế, sau này biết cụp đuôi mà đối nhân xử thế đi. Đám người dùng ánh mắt bề trên mà đánh giá anh. Từ này về sau, sự tồn tại của Diệp Lâm Quân chỉ ở cấp bậc cực thấp. Thậm chí không có ai còn muốn đi khiêu khích anh. Đối mặt với sự chế giễu của đám người, Diệp Lâm Quân hoàn toàn không quan tâm. Nếu là trước kia, anh sẽ nói một câu, cửu đại thiên vương có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là đồ đệ của tôi. Nhưng hôm nay, anh chỉ là một người bình thường. Không cần đi xoắn suýt những thứ này. Sự chú ý của đám người nhanh chóng không còn đặt lên thân Diệp Lâm Quân nữa. Bởi vì Thục Thiên Vương đã về. Môn phiệt Tây Đường trải thảm đỏ 10 dặm nghênh đón. Đây là niềm kiêu ngạo của gia tộc bọn họ. Thục Thiên Vương cao lớn chậm rãi bước xuống. Nhưng một khắc sau, Thục Thiên Vương lại đi thẳng tới chỗ Diệp Lâm Quân. Đám người cùng nhau sửng sốt. Thục Thiên Vương định làm gì vậy? Đúng rồi, Thục Thiên Vương làm em trai của Hoàng Mộ Phong. Hoàng Mộ Phong cũng vì Diệp Lâm Quân mà chết. Sợ là Thục Thiên Vương hận Diệp Lâm Quân. Mọi người đều nhất trí cho rằng như vậy. Lý Tử Nhiệm theo bản năng kéo góc áo của Diệp Lâm Quân. Lỡ như Thục Thiên Vương truy cứu trách nhiệm thì nên làm sao? Thục Thiên Vương đi tới trước mặt Diệp Lâm Quân, vừa định lên tiếng. Diệp Lâm Quân đã cất lời trước, bây giờ tôi chỉ là người bình thường. Thục Thiên Vương lập tức hiểu được. À, nhưng mà tôi sẽ luôn nhớ kỹ anh cả đời này. Thục Thiên Vương có ý là sẽ nhớ ân tình của Diệp Lâm Quân, một ngày làm thây, cả đời làm cha. Nhưng khi những người khác nghe thấy thì lại đối thành nghĩa khác, Thục Thiên Vương sẽ luôn ghi hận với Diệp Lâm Quân. Hoàng Mộ Phong vì Diệp Lâm Quân mà chết, anh ta sẽ nhớ một đời. Nếu không phải thân phận đặc biệt của Thục Thiên Vương, sợ là đã giết chết Diệp Lâm Quân rồi. Đám người Lý Hồng Thắng cảm thấy có chút đáng tiếc. Sau đó, Thục Thiên Vương nhìn về phía bé Quân. Lý Tử Nhiệm vội vàng bảo bé Quân chào Thục Thiên Vương. Thục Thiên Vương cười, xoa nhẹ gương mặt của bé Quân, gọi anh là được rồi. Anh ta là đồ đệ của Diệp Lâm Quân, ngang hàng với bé Quân. Thân phận chênh lệch, bên cạnh có người nhắc nhở. Dù thế nào, Thục Thiên Vương cũng là trưởng bối của bé Quân. Có điều, mọi người không để ý lắm.
mọi người vẫn tiếp tục hoan nghênh Thục Thiên Vương về làm chủ. 8 thiên vương còn lại cũng được nhận đãi ngộ như vậy ở các nơi khác. Bây giờ bọn họ rời núi, liền muốn tạo thế lực. Thanh thế càng lớn, lực uy hiếp đối với nước ngoài càng lớn. Thực lực của cửu đại thiên vương xứng với danh xưng. Dù sao mỗi vị đều do Diệp Lâm Quân tuyển chọn trong ngàn vạn người tham gia trại huấn luyện địa ngục mới tạo ra. Đã một năm trôi qua, Lạc Việt như mặt trời ban trưa. Đàn áp hải ngoại không ngẩng đầu lên nổi. Nhất là các quốc gia xung quanh, khó chịu muốn chết. Lúc này, ở một hải đảo nào đó tại phương Tây, có rất nhiều máy bay đang đậu. Hoàng tử Vincent được rất nhiều người hộ tống, đi vào một căn biệt thự. Trong biệt thự có đám người Hắc Long và Hắc Phụng Hoàng. Hoàng tử Vincent nện một tờ báo vào mặt Hắc Long. Hao tổn một cái giá đắt như vậy, nhưng Nhất Phũ Kiên Vương vẫn chưa chết. Đánh đổi nhiều như vậy, Bắc Ma lại chết. Các người có thành công nổi chuyện nào không? Hoàng tử Vincent cực kỳ phẫn nộ. Anh ta hao tốn tài lực, vật lực, nhân lực đến thỏa mãn mọi thứ đám người Hắc Long yêu cầu. Còn ban thưởng cho ông ta một vùng đất thuộc địa cùng vài chục hải đảo. Kết quả lại nhận được thế này. Anh ta có thể không tức giận sao? Tôi nuôi mấy con chó còn biết sủa to, còn các người thì sao? Hoàng tử Vincent phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn họ. Hoàng tử Vincent, chuyện này đúng là chúng tôi xêu là chúng tôi không làm được. Hắc Long cúi đầu nhận tội. Bây giờ thế của Lạc Việt đã không đỡ nổi. Có Nhất Phũ Kiên Vương chấn giữ thì thôi, lại còn đẻ ra cửu đại thiên vương. Cứ theo đà này, bất kỳ người nào cũng không có cách nào đánh nổi. Hoàng tử Vincent giận dữ hét lên. Xin ngài bớt đi ẩn mấy người Hắc Long vội vàng nói. Tự các người nghĩ cách đi, dù sao tôi cũng muốn nhìn thấy khí phách như lửa cuộn này của Lạc Việt bị dập tắt. Thậm chí là nguyên khí bị đại thương. Nếu không, tôi sẽ thu hồi tất cả đất đai và hải đảo, còn đưa các người về Lạc Việt hết. Hoàng tử Vincent nhìn chăm chăm bọn họ nói. Hoàng tử Vincent muốn đối phó Lạc Việt, muốn phá khí thế như mặt trời ban trưa của Lạc Việt. Anh ta chỉ có thể ép liên minh báo thù đi làm những việc này. Được rồi, chúng tôi làm. Mấy người Hắc Long hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia tàn nhãn. Lần này, tôi chỉ cho các người 5 ngày, làm không được thì cút đi. Hoàng tử Vincent thở phì phò muốn rời khỏi. Khoan đã. Nghe vậy, Hoàng tử Vincent liền dừng bước chân. Hoàng tử Vincent, ngài tạm thời ở lại nơi này, xem chúng tôi làm sao trả thù Lạc Việt. Với cả có ngài đến đốc chiến, hiệu suất làm việc của chúng tôi sẽ cao hơn. Hắc Long cười nói. Những người khác đều kinh ngạc nhìn ông ta. Không ai hiểu vì sao ông ta muốn Hoàng tử Vincent ở lại nơi này. Điều này tương đương với việc có người giám sát giờ giờ phút phút. Ừ, được, vậy làm thế đi. Hoàng tử Vincent đồng ý. Trên hòn đảo nhỏ, Hắc Phụng Hoàng và những người khác kéo Hắc Long sang một bên. Thủ lĩnh để Hoàng tử Vincent ở đây, chẳng phải chúng ta sẽ bị anh ta khống chế sao? Hắc Phụng Hoàng nói ra lo lắng của mình. Cho tới nay, Hoàng tử Vincent đều muốn khống chế bọn họ. Bọn họ chỉ vẻn vẹn muốn hợp tác với Hoàng tử Vincent mà thôi. Bây giờ cho Hoàng tử Vincent ở lại, chẳng phải cho anh ta cơ hội sao? Hắc Long nở một nụ cười lạnh, tôi có kế hoạch của mình. Mấy người Hắc Phụng Hoàng nghe xong đều hít vào một hơi lạnh. Vậy, như vậy eo thể chứ? Bọn họ thất kinh, thậm chí là sợ hãi. Hắc Long thở dài một hơi. Trước mắt chúng ta chỉ còn một cách đấy. Vậy thì được, phải làm thì chúng ta tàn nhãn một chút. Trong đôi mắt của Hắc Phụng Hoàng và những người khác nổi lên từng tia lạnh. Diệp Lâm Quân vẫn trải qua cuộc sống của một người bình thường như cũ. Hai ngày này sắp xếp chuyện nhà trẻ cho bé Quân. Có điều đến đêm anh vẫn cảm thán một tiếng, sẽ không yên bình thế này, càng yên bình càng nói rõ nguy hiểm đang ở gần. Diệp Lâm Quân đã nhìn ra thế cục trước mắt. Anh vuốt huyệt thái dương, lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi, đã không còn liên quan gì tới mình nữa, mình còn để ý những thứ này làm gì? Hả, sao cậu lại tới đây? Diệp Lâm Quân bước ra bên ngoài, hừ lạnh một tiếng. Thì ra người tới là Hoàng Thanh Phong. Thầy, lão tổi. Đường Thanh Phong chào hỏi Diệp Lâm Quân và Hoàng Hải Bắc. Thầy, bây giờ con vừa mới nhậm chức, có hơi hoang mang, con cảm giác không đảm nhiệm được. 8 người còn lại đoán chừng cũng vậy, rất khó tiếp nhận công việc của thầy.
Hoàng Hải Phong quỳ một chân trên mặt đất nói. Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi là người bình thường, có bất kỳ chuyện gì cũng không cần đến làm phiền tôi. Diệp Lâm Quân quay người rời đi. Đúng lúc Hoàng Thanh Vong thất vọng, lại truyền tới âm thanh của Diệp Lâm Quân, đề cao cảnh giác, ngăn chặn hết mọi khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vâng. Hoàng Thanh Phong gật đầu. Có điều câu nói này anh ta không để trong lòng. Bây giờ còn ai dám xâm phạm Lạc Việt nữa? Còn có nguy hiểm nữa sao? Không thể nào. Anh ta chủ yếu hoang mang về những việc nên làm tiếp theo. Hôm sau, bọn người Hắc Mong tự mình lái một chiếc máy bay đến Châu Đông Phương. Hoàng tử Vincent cũng ở trong đó. Lạc Việt vẫn đắm chìm trong hạnh phúc khi cửu đại thiên vương được sáng lập ra, căn bản không biết nguy hiểm đang lặng lẽ rình rập. Cảnh nam của thành phố Hải Phong, Lạc Việt. Cuối cùng, liên minh báo thù đứng tại nơi này. Mời Hoàng tử Vincent. Hắc Long dẫn đường phía trước. Hoàng tử Vincent đi theo đám người. Ông muốn đưa tôi đến Lạc Việt làm gì? Bây giờ có thể nói được chưa? Hoàng tử Vincent hỏi. Anh ta không biết cụ thể Hắc Long muốn làm gì, chỉ nghe ông ta nói đến Lạc Việt có thể nhìn thấp một trận chiến điên cuồng. Anh ta cực kỳ chờ mong. Rốt cuộc liên minh báo thù sẽ trả thù Lạc Việt thế nào? Hoàng tử Vincent, chúng tôi bắt đầu đây. Hắc Long cười nói. Bắt đầu đi, tôi thật muốn xem điên cuồng cỡ nào. Hoàng tử Vincent vội vàng nói. Nhưng một giây sau, Hoàng tử Vincent chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Một luồng hơi lạnh từ chân lên đến đỉnh đầu. Anh ta theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy dám người Hắc Long nhìn mình. Nhất là Hắc Long, nụ cười trên mặt ông ta càng lộ ra vẻ khát máu. Đại não Hoàng tử Vincent lúc này nhanh chóng vận động, nháy mắt hiện ra điên cuồng trong miệng đám Hắc Long là gì. Giết Hắc Long ra lệnh một tiếng. Cao thủ của liên minh báo thù nhao nhao xuất động. Hự! Trong tình huống không chút phòng bị nào, mấy tên vệ sĩ của Hoàng tử Vincent toàn bộ bị giết. Hắc Long nhìn về phía mấy thành viên trong liên minh báo thù. Các người nguyện ý hy sinh không? Nguyên ý ồ. Nói xong, mấy tên trong liên minh báo thù dùng vũ khí hung hăng đâm về phía mình. Dưới đấy không chỉ có vệ sĩ của Hoàng tử Vincent ngã xuống, mà còn có thành viên của liên minh báo thù. Trong đó còn có hai tên cấp cao đeo mặt nạ đen. Như thế này thì chỉ nghĩ là người khác giết Hoàng tử Vincent chứ không ai trách liên minh báo thù cả. Đến mày, Hoàng tử Vincenti cả ngày mày chỉ biết hô to gọi nhỏ, ông đây chịu đủ rồi. Hắc Long một đao chém về phía Hoàng tử Vincent. Hoàng tử Vincent ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền ngã trong vũng máu. Ha ha ha, ông đây muốn giết mày lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Hắc Long cười to. Cho tới nay, Hoàng tử Vincent chỉ luôn coi bọn họ như người hầu, nô lệ. Bọn họ chịu đựng đủ rồi. Thủ lĩnh, đây quả là một mũi tên trúng hai con nhạn. Không chỉ giết được Hoàng tử Vincent, mà còn giá họa được cho Lạc Việt. Hắc Phụng Hoàng cười to nói. Hoàng tử Vincent chết ở Lạc Việt, vấn đề này coi như nghiêm trọng. Cho nên rất nhiều người sẽ tạo ra phiền phức, những người khác cũng cười nói. Hắc Long nhìn thoáng qua phía sau, nói, chúng ta đi thôi. Mấy người Hắc Long rời khỏi đó không lâu, một đôi người ngựa nhanh chóng phóng tới. Cầm đầu là Thục Thiên Vương. Cửu Đại Thiên Vương, mỗi người phụ trách một khu vực. Hoàng Thanh Phong chịu trách nhiệm khu vực này. Lúc máy bay của Liên minh báo thù tiến vào đây, đã chú ý tới. Anh cho người nghiêm ngặt giám sát nhất cử nhất động. Tra được địa điểm máy bay hạ cánh xong thì lập tức dẫn người chạy tới. Hả, tình huống này rốt cuộc là sao? Khi thấy cảnh tượng đánh nhau cùng với thi thể nằm ngổn ngang, đám người Hoàng Thanh Phong liền trợn tròn mắt. Cũng lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng. Tra thân phận của những người này. Hoàng Thanh Phong cau mày. Những người này đều là người của liên minh báo thù, người này là Hoàng tử Vincent của nước Chiến Ưng. Thân phận của từng người nhanh chóng được tra ra. Không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng Thanh Phong ý thức được nguy cơ, theo bản năng nhìn về bốn phía xem xét. Thật sự không biết có thiết bị âm thầm chụp. Lại từng cảnh, tạo nên cảnh tượng Hoàng Thanh Phong dẫn người tới giết Hoàng tử Vincent. Địa điểm là trong Lạc Việt, chứng cứ vô cùng xác thực, hết đường chối cãi. Toàn cầu nhanh chóng truyền ra tin tức hot, Hoàng tử Vincent của nước Chiến Ưng chết ở Lạc Việt. Tin tức này chứng cứ đầy đủ. Từng cảnh của hiện trường đều được chụp lại.
Huống chỉ hoàng tử Vincent đúng là chết ở Lạc Việt, rất dễ kiểm chứng. Việc này tra ra một sự thật, hoàng tử Vincent chết ở Lạc Việt, là bí người của Lạc Việt giết chết. Tin này vừa ra, cả thế giới chấn kinh. Nền tảng lập quốc của nước Chiến Ưng chính là nước lớn, mặc dù hoàng tử Vincent không có thực quyền, nhưng anh ta xuất thân hoàng gia. Danh tiếng của anh ta cả thế giới đều biết. Anh ta chết đủ để gây nên một trận sóng gió. Lúc này cả thế giới đều biết tin hoàng tử Vincent bị giết. Các khu vực châu Đông Phương xuất hiện từng cuộc biểu tình. Mấy chục nghìn người, mấy trăm nghìn người bắt đầu biểu tình. Châu Bắc Phương, châu Nam Phương, thậm chí cả châu Đông Phương cũng nhanh chóng có biểu tình ở một số khu vực. Hàng vạn người đi ra đầu phố, giơ cờ, kéo biểu ngữ. Họ muốn đòi công bằng cho hoàng tử Vincent. Bọn họ trực tiếp chất vấn Lạc Việt, vì sao muốn giết hoàng tử Vincent. Còn muốn Lạc Việt cho một câu trả lời chắc chắn, giao ra hung thủ. Sự việc ngày càng nghiêm trọng. Toàn thế giới đều đang thảo phạt Lạc Việt. Tất cả bất bình vì cái chết của hoàng tử Vincent. Các quốc gia và các tổ chức lớn cũng chỉ trích Lạc Việt, yêu cầu một lời giải thích. Tình hình trở thành kẻ địch ở khắp nơi của Lạc Việt. Cho dù Lạc Việt mạnh, có Nhất Phú Kiên Vương và Cửu Đại Thiên Vương bảo vệ. Nhưng lần này, hoàng tử Vincent chết châm lên ngọn lửa giận trong lòng mọi người. Dù sao đều là chiếm lý một phương. Mấy giờ trôi qua, Lạc Việt vẫn trầm mặc như trước. Không có bất kỳ lời giải thích nào. Giang Bắc, vẻ mặt Thục Thiên Vương trở nên âm trầm. Trên vách tường trước mặt là đấu tay thật sâu. Là do anh ta đánh ra. Lúc xảy ra chuyện, anh ta nhớ tới Diệp Lâm Quân từng đặn đò. Chỉ là quá muộn, là do anh ta quá tự tin. Rõ ràng sớm phát hiện máy bay của Liên minh báo thù lại để mặc cho nó tiến vào Lạc Việt. Ủ thành hậu quả như bây giờ. Anh ta vốn nên ngăn cản hết thảy. Chỉ là không có đề cao cảnh giác. Thục Thiên Vương, anh vừa nhậm chức có mấy ngày mà khu vực của anh đã xuất hiện vấn đề rồi, chuyện này là sao? Hoàng Thanh Phong im lặng không nói. Đối với chuyện này anh bó tay chịu chết. Bảo anh đi đánh trận giết người thì được, nhưng loại mưu kế này thì không chơi lại. Thật ra lúc Diệp Lâm Quân bồi dưỡng Cửu Đại Thiên Vương, đã cố ý dẫn đường ở phương diện này. Anh muốn 9 người có thể xử lý chuyện, chứ không phải 9 kẻ chỉ biết dùng vũ lực. Hiển nhiên 9 người không ý thức được điểm này. Lúc này, quốc vương Vincent đời thứ 2 của Chiến Ưng, cũng chính là ba của hoàng tử Vincent đang nổi trận lôi đình. Hoàng tử Vincent là con trai duy nhất của ông ta. Ông ta tuyên bố sẽ dốc toàn lực báo thù cho con trai. Lúc này, ông ta đang trên đường tới Lạc Việt. Muốn trực tiếp báo thù cho con trai mình ở đây. Đối mặt với loại tình huống này, Lạc Việt chỉ có thể cử một đội chuyên gia đàm phán đến để cùng Vincent nhị thi thảo luận về giải pháp hoàn hảo nhất. Trong thời gian ngắn, không thể tìm ra kẻ đã giết hoàng tử Vincent. Trước mắt chỉ có thể ổn định cục diện. Địa điểm đàm phán giữa hai bên được chọn ở Hải Phòng. Vincent nhị thế vì an toàn cho nên cao thủ bên người nhiều như mây. Sợ mình sẽ dâm lên vết xe đổi. Đương nhiên, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung vào điều này, dù có gan lớn đến đâu cũng không dám giết người. Thục Thiên Vương là người phụ trách nhiệm vụ an ninh này. Trước khi đi, anh ta còn cố ý hỏi ý kiến của Diệp Lâm Quân. Thầy, con lại đến tìm thầy. Lần này con gặp phải phiền toái, không biết phải giải quyết thế nào. Thục Thiên Vương quỳ gối ở cổng cầu khẩn. Đây là sai lầm của anh ta. Anh ta muốn bù đắp, anh ta muốn cứu vớt. Muốn mọi người nhìn thấy năng lực của mình. Tôi đã sớm nói không màng thế sự nữa. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Lâm Quân phát ra từ bên trong. Thầy, bây giờ con thật sự rất hoang mang. Cầu xin thầy chỉ điểm một hai. Thầy không ra, con sẽ quỳ không đi. Thục Thiên Vương vẫn quỳ trên đất. Cút! Đừng ép ta ra tay. Tiếng giống giận dữ của Diệp Lâm Quân truyền ra từ bên trong. Thục Thiên Vương bị dọa, sợ tới mức lập tức đứng dậy. Đúng lúc này Lý Tử Nhiệm đi vào. Đến gần nhìn, thấy là Thục Thiên Vương thì giật nảy mình. Cậu! Lý Tử Nhiệm lắp bắp, kinh hãi nhìn Thục Thiên Vương. Cô nghĩ rằng Thục Thiên Vương đến đây để gây phiền phức với Diệp Lâm Quân. Từ nay mau đừng làm phiền tôi nữa. Giọng nói tức giận của Diệp Lâm Quân lại phát ra từ bên trong. Thục Thiên Vương cắn môi, nhìn Lý Tử Nhiệm với vẻ mặt phức tạp rồi rời đi. Hạo Quân, anh điên rồi sao? Thế mà lại đuổi cậu ta đổi.
Lý Tử Nhiệm không thể tin nổi nhìn DHP. Suy cho cùng, Diệp Lâm Quân cũng chỉ là một người bình thường. Còn kia lại là một trong cửu đại thiên vương. Không sao, nếu lại làm phiền anh sẽ đánh cậu tai. Diệp Lâm Quân cười lạnh nói. Lý Tử Nhiệm lắc đầu bất lực. Tính cách của Diệp Lâm Quân vẫn không thay đổi. Có mấy chiếc du thuyền ở vùng biển biên giới phương Đông Hải Phòng. Trong du thuyền lớn nhất, Vincent Nhị Thế và đám người của Liên minh báo thù đang ở đó. Hoàng tử, ngài không được chết vô ích, chúng ta nhất định sẽ đòi một câu trả lời hợp lý. Mấy người Hắc Long ở bên cạnh lại châm ngòi thổi gió. Đúng, tất cả những người tham dự đều phải chết, đặc biệt là Thục Thiên Vương Hoàng Thanh Phong, gia tộc của anh ta sắp phải chết rồi. Cơn thịnh nộ khủng khiếp bùng lên từ trên người Vincent Nhị Thế. Người khác nói có thể là chuyện cười. Nhưng người này thế lực khổng lồ, giàu có sung túc, thụ hạ có vô số kỳ nhân dị sĩ. Chỉ cần ông ta giơ cánh tay lên, có thể sử dụng rất nhiều thế lực cao thủ trên toàn thế giới. Trước sức ép mạnh mẽ của ông ta, Lạc Việt phải nhượng bộ. Chưa kể con trai ông ta đã chết rồi. Lạc Việt đối lý. Cuộc đàm phán ngày mai chúng ta phải báo thù và giành được nhiều lợi ích hơn. Đề nghị của tôi là bắt Lạc Việt giao Nhất Phú Kiên Vương ra, một mạng đổi một mạng. Chỉ có cái chết của anh ta mới xứng với Hoàng tử Vincent. Hắc Long đề nghị. Những người khác nhao nhao lắc đầu, khó đấy. Chưa nói đến việc Lạc Việt sẽ không giao lại Nhất Phú Kiên Vương ra. Cho dù giao có giao ra, nếu anh ta không chịu, chúng ta cũng khó giết. Đúng vậy, đó là sự thật. Nhưng nếu cố gắng hết sức, vẫn có thể làm cho Lạc Việt suy yếu một chút. Mấy người Hắc Long nói. Đêm đó, đoàn đàm phán đến dưới sự hộ tống của Thục Thiên Vương. Sau khi hai bên gặp nhau, họ tách ra sau một cuộc trao đổi ngắn. Khi Thục Thiên Vương chuẩn bị đi, Hắc Long lại gọi anh ta lại. Ông là người phương nào? Thục Thiên Vương cảnh giác nhìn Hắc Long. Người có thể cứu cậu. Hắc Long nói. Cứu tôi. Thục Thiên Vương sửng sốt. Không sai, bây giờ cả thế giới đều biết rằng cậu giết chết Hoàng tử Vincent. TD, hai cậu không có lý do gì để phản bác. Vincent Nhị Thế sẽ không bỏ qua cho cậu, nước Chiến Ưng cũng không bỏ qua cho cậu. Và không phải chỉ mình cậu đau khổ, mà gia đình cậu và thậm chí cả gia tộc cậu sẽ phải chịu đau khổ. Nghe đến đây, hô hấp của Thục Thiên Vương trở nên dồn dập. Đúng vậy, cậu là một trong cửu đại thiên vương. Nhưng lúc này, Lạc Việt có muốn cũng không thể bảo vệ được cho cậu. Với tính cách của Vincent Nhị Thế, tất cả mọi người đều phải chôn cùng con trai ông ta. Cậu rất mạnh. Có thể ngăn trở, nhưng bí mật thì sao? Còn hàng nghìn sát thủ thì sao? Người thân, bạn bè của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Thậm chí sẽ gây ra một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia. Cậu sẽ là ngòi nổ, và cậu sẽ trở thành tội nhân muôn đời. Cậu sẽ vĩnh viễn bị sỉ nhục. Hắc Long bèn phân tích mạnh yếu, Thục Thiên Vương muốn bác bỏ, nhưng những gì Hắc Long nói đều đúng. Cả người anh giận đến run lên, rõ ràng anh ta có một thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không thể sử dụng nó trước những âm mưu và thủ đoạn. Loại cảm giác này cực kỳ buồn bực. Đúng rồi, vừa nói ông nói có thể giúp tôi. Thục Thiên Vương hỏi. Không sĩ, tôi là người duy nhất có thể giúp cậu. Nhưng tôi có một điều kiện. Hắc Long mỉm cười. Chờ đã, tại sao tôi phải tin rằng ông có thể giúp tôi? Ông cũng không phải là Vincent Nhị Thế. Ông có thể đưa ra quyết định nào? Thục Thiên Vương cảnh giác, nhìn ông ta. Nhưng bây giờ cậu có lựa chọn nào khác không? Hắc Long đột nhiên mỉm cười. Tôi Thục Thiên Vương lại im lặng. Cậu không muốn hỏi tôi là ai sao? Tôi là thủ lĩnh của Liên minh báo thù. Nghe vậy, cả người Thục Thiên Vương liền run lên. Đây là một người có mức độ nguy hiểm chỉ đứng sau Bắc Ma. Và tôi là người đã giết Hoàng tử Vincent. Khi Hắc Long nói ra câu này, Thục Thiên Vương như phát điên. Hóa ra người gì bấy anh ta là Hắc Long. Đừng kích động, cho dù giết tôi cũng không có ích lợi gì. Tôi đây muốn đối phó với Lạc Việt, không quan hệ nhiều lắm tới môn phía Tây Đường. Hắc Long mỉm cười. Ông thật sự cho rằng tôi không dám giết ông ảm? Thục Thiên Vương đằng đằng sát khí nói. Có phải cậu có một thanh mai trúc mã, tên là Vương như bây giờ đang? Sau khi Hắc Long nói một loạt tin tức lớn, Thục Thiên Vương như chết lặng. Anh ta tin những gì Hắc Long vừa nói. Anh ta có thể ngăn ánh sáng, nhưng không thể ngăn bóng tối. Hơn nữa, đây là sự tức giận của Vincent Nhị Thế và nước Chiến Ưng.
môn phiệt Tây Đường không thể ngăn cản được. Nếu cậu muốn cứu người mình thích và gia đình cha mẹ mình, chỉ cần trả lời một câu hỏi của tôi. Hắc Long nói. Vấn đề là gì? Thục Thiên Vương bắt đầu nới lỏng. Nói cho tôi biết thân phận thật sự của Nhất Phũ Kiên Vương. Thật dễ dàng phải không? Tôi không yêu cầu cậu làm cái gì khác. Hắc Long cười hỏi. Nếu không diệt trừ được Nhất Phũ Kiên Vương, ông ta không cách nào yên tâm. Bây giờ việc muốn làm chính là hiểu rõ Nhất Phũ Kiên Vương trước hết, phải biết anh ta là ai chuyện này. Thục Thiên Vương có hơi do dự. Vấn đề này thực sự rất đơn giản. Nhưng cũng khó nói ra miệng. Tôi chỉ muốn biết anh ta là ai. Anh ta rất mạnh mấp, tôi cũng không thể làm gì anh ta được. Một câu hỏi đơn giản vậy thôi, nhưng nó có thể cứu được người yêu và cả gia đình cậu. Như vậy là rất có hời rồi. Thục Thiên Vương suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Hắc Long hỏi, vậy ông cam đoan thế nào? Hắc Long mỉm cười. Lấy điện thoại ra và mở video. Trong video là người thanh mai trúc mã của Thục Thiên Vương. Thục Thiên Vương nắm chặt tay thành đấm. Hóa ra kẻ thù đáng sợ hơn anh ta tưởng. Hiểu và kiểm soát mọi thứ về anh ta. Bây giờ, còn cần tôi cam đoan sao? Trả lời câu hỏi của tôi, người lập tức được thả ra. Hắc Long mỉm cười, Thục Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi. Sau nửa ngày, chỉ có thể trả lời, tôi nói. Nhất Phú Kiên Vương là Diệp Lâm Quân. Nghe câu trả lời này. Hắc Long run lên. Câu trả lời này ngoài ý liệu nhưng cũng nằm trong dự liệu. Hiện tại, Nhất Phú Kiên Vương chỉ có Diệp Lâm Quân là phù hợp nhất. Ngoài ý liệu là vì Diệp Lâm Quân không mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, Hắc Long thả thanh mai trúc mã của Thục Thiên Vương ra. Và hứa sẽ không nhắm vào anh ta nữa trong cuộc họp đàm phán vào ngày mai. Tuy nhiên, thân phận Nhất Phũ Kiên Vương đã bị bại lộ trong du thuyền. Hắc Long và mấy người Hắc Phụng Hoàng cùng nhau nghiên cứu. Không thể nào, tuy rằng Diệp Lâm Quân 2-3 năm trước rất mạnh, nhưng anh ta không mạnh tới mức đấy. Mà khoảng cách này quá lớn, hiện tại ngay cả Bắc Ma cũng không phải là đối thủ của anh ta. Anh ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Không, tôi nhất định phải biết. Hắc Long và những người khác bắt đầu phân tích các sự kiện của Diệp Lâm Quân trong những năm gần đây, đặc biệt, thăm dò từng trận chiến đấu, sau đó mới nghiên cứu, phân tích. Ha ha ha, tôi biết bí mật lớn nhất của Diệp Lâm Quân rồi. Sau khi phân tích cả đêm, Hắc Long đột nhiên bật cười. Từ nay về sau, Nhất Phũ Kiên Vương không còn là mối uy hiếp nữa. Cái gì? Vincent nhị thế hỏi. Có một câu nói cổ ở Lạc Việt rằng không phá thì không xây được. Diệp Lâm Quân chắc chắn tu luyện một loại công pháp không phá thì không xây khủng khiếp. Trong vài trận chiến, đáng lẽ Diệp Lâm Quân hoặc là bị phế hoặc là chết. Cuối cùng, anh ta không những không chết mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ anh ta mạnh đến mức ngay cả Bắc Ma cũng bị anh ta giết chết. Ngoài ra anh ta cũng từng vác thân tàn vào tù, nhưng lại được bí mật chuyển đi. Tôi nghĩ chính công pháp này đã tạo nên thành tựu cho anh ta. Hắc Phụng Hoàng và những người khác cũng nhao nhao gật đầu, đúng vậy. Võ học cổ đại của Lạc Việt thật sự có loại công, pháp kinh thiên động địa này. Hắc Long cười lạnh, thân thế của Diệp Lâm Quân rất đơn giản, không liên quan gì đến thế lực tiềm ẩn. Khả năng duy nhất là gặp được bất ngờ trong tù, cũng chính là môn công pháp nghịch thiên này. Vincent nghe mà cũng hiểu ra đại khái, nếu như không giết chết anh ta một lần duy nhất, anh ta sẽ trở nên mạnh hơn. Không sai. Chính là như vậy. Trong cuộc đàm phán này, chúng ta có thể ra tay ở phương diện đó. Đã không thể giết được Nhất Phũ Kiên Vương của Lạc Việt, vậy thì chúng ta hãy tạp ra càng nhiều Nhất Phũ Kiên Vương hơn. Hắc Long mỉm cười. Vincent nhị thế ngay lập tức hiểu ra, có nghĩa là Lạc Việt phải giao ra môn công pháp này. Đúng vậy. Đầu tiên, thông qua môn công pháp này để hiểu rõ anh ta, từ đó đánh bại anh ta. Thứ hai, bồi dưỡng thêm nhiều cao thủ thông qua môn công pháp này. Dù ở phương diện nào thì đó cũng là một đòn đau đối với Lạc Việt. Hắc Long trả lời. Vincent nhị thế chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ, quên đi nỗi đau mất con. Được rồi, cứ làm đi. Nếu như có được môn công pháp này này, vậy thì nó đáng giá hơn nhiều. Toàn bộ nước Chiến Ưng sẽ cảm ơn ông ta. Nhưng mà, Hoàng Thanh Phong và môn phiệt Tây Đường không thể bị giết. Hắc Long nói, tại sao, họ là những người đã giết con trai tai? Vincent nhị thế tỏ vẻ khó hiểu.
Đương nhiên là Hắc Long có những lo nghĩ của mình. Cũng không phải là hết lòng tuân thủ lời hứa với Hoàng Thanh Phong. Đó là bởi vì ông ta có kế hoạch tiếp theo. Hiện tại Lạc Việt, bao gồm cả Diệp Lâm Quân, vẫn chưa biết rằng danh tính của mình đã bị lộ. Chỉ cần không nhằm với Hoàng Thanh Phong, Diệp Lâm Quân sẽ không biết. Lợi dụng kế hở này, Hắc Long muốn nhắm vào Diệp Lâm Quân. Sau khi Vincent nhị thế lắng nghe, ông ta liền đồng ý. 10 giờ sáng, cuộc đàm phán sẽ bắt đầu. Ngay sau đó, đi trực tiếp vào chủ đề. Con trai của ta đã chết, các người nhất định phải giải thích. Nếu không, ta sẽ để tất cả người của Lạc Việt phải chôn cất cùng. Vincent nhị thế hung hăng vênh váo. Xin ngài nói ra các yêu cầu và điều kiện, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng chúng. Đoàn đàm phán đều đang lau mồ hôi lạnh. Đầu tiên, Lạc Việt phải giao 10 người đến để đền mạng. Điều kiện này có thể thương lượng, căn bản không có vấn đề gì. Còn có yêu cầu gì về người không? Nhóm đàm phán hỏi. Thục Thiên Vương đứng bên cạnh lau mồ hôi lạnh. Chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ biết rằng liệu Hắc Long có nói dối anh ta hay không. Không có, miễn là 10 người đền mạng cho con trai ta là được. Vincent nhị thế nói. Thục Thiên Vương được thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh ta sẽ giấu kín chuyện này, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra việc thân phận của Diệp Lâm Quân đã bị bại lộ. Bằng cách này, Diệp Lâm Quân sẽ không bao giờ biết được. Điều kiện thứ hai, ta muốn Nhất Phũ Kiên Vương phải chết. Vincent nhị thế lạnh lùng nói. Đây là do ông ta cố ý. Bọn họ cũng hiểu rằng Lạc Việt chắc chắn là không thể chấp nhận được. Điều kiện này không được, đổi cái khác. Tổ đàm phán cũng trực tiếp từ chối. Được rồi, vậy rất đơn giản. Bảo Nhất Phũ Kiên Vương giao công pháp của anh ta ra. Đây là ranh giới cuối cùng của ta, nếu không thì ta sẽ không chết không từ. Hả? Yêu cầu này khiến mọi người trong đoàn đàm phán ngạc nhiên. Tại sao Vincent nhị thế lại đột nhiên yêu cầu công pháp của Nhất Phũ Kiên Vương? Có gì kỳ lạ không? Chính họ cũng không biết, ngay cả Thục Thiên Vương cũng phải sửng sốt. Đây là muốn làm gì? Chúng tôi cần thảo luận về điều này, và xin ý kiến những người có liên quan. Nhóm đàm phán không thể quyết định vấn đề này. Vậy được rồi, trực tiếp khai chiến đi, ta sẽ dùng hết toàn lực đánh lại Lạc Việt. Trò chơi may rủi của ta đến rồi, Vincent nhị thể gầm lên. Ngài bình tĩnh trước đãi chúng ta đồng ý hai điều kiện. Vì để ổn định Vincent nhị thể, đoàn đàm phán vội vàng đồng ý. Theo quan điểm của họ, không phải chỉ là một môn công pháp hay sao? Không phải là đồ quan trọng gì. Họ có thể đưa ra quyết định. Ta chỉ cho các người 3 giờ. Nếu các người không làm được trong 3 giờ, ta liền rời đi. Vincent nhị thế đe dọa. Sau khi đoàn đàm phán rời đi, họ lập tức liên lạc với vệ binh Viêm Long. Lúc này, Hắc Long và những người khác đã sớm không thấy bóng dáng đâu, không biết đi làm gì tồi. Cái gì, muốn công pháp của Nhất Phũ Kiên Vương? Vệ binh Viêm Long sửng sốt khi biết tin. Có thể là công pháp của Nhất Phũ Kiên Vương có gì đó đặc biệt. Đây là một vấn đề mà vệ binh Viêm Long chưa bao giờ suy nghĩ tới. Họ chỉ biết rằng Diệp Lâm Quân rất mạnh mẽ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tại sao Diệp Lâm Quân lại mạnh mẽ đến vậy. Bây giờ nghĩ ra rằng kẻ thù đã ý thức sức mạnh công pháp khủng khiếp của Diệp Lâm Quân. Nên làm gì bây giờ? Vincent nhị thế chỉ cho 3 tiếng. Mau bảo Diệp Lâm Quân giao công pháp của anh ta ra. Trước ổn định Vincent nhị thế đã, cũng kiểm tra xem công pháp của Diệp Lâm Quân là gì. Giang Bắc. Diệp Lâm Quân vừa đưa bé Quân đến trường. Anh trỏ về biệt thự. Các thành viên của đội đàm phán đang đợi anh. Vì chột dạ cho nên Thục Thiên Vương đương nhiên không dám đến. Các người đang làm gì đấy? Diệp Lâm Quân trừng mắt nhìn mọi người. Người đứng đầu đoàn, đàm phán nói với vẻ mặt trịnh trọng, Diệp Lâm Quân tới tiếp lệnh. Đây là Viêm Long lệnh cấp cao nhất, yêu cầu ngài giao ra công pháp của mình. Thôi cái trò này đi, tôi đã sớm nói rồi, tôi chỉ là người thường thôi. Diệp Lâm Quân nói. Không được, Lạc Việt hiện đang gặp nguy hiểm. Hoàng tử William chết bất đắc kỳ tử ở Lạc Việt. Đối phương điểm tên ngài yêu cầu giao ra công pháp, nếu không Lạc Việt sẽ gặp tai họa. Hả, chờ đã, đối phương yêu cầu tôi giao ra công pháp. Diệp Lâm Quân bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Không sai, cũng yêu cầu giao 10 người ra để đền mạng. 10 người này lại không có yêu cầu gì, bên kia dường như chỉ quan tâm đến công pháp của ngài.
người kia nghi ngờ nói. Thực tế thì mọi người đều rất nghi hoặc. Loại công pháp nào có thể khiến Vincent nhị thế buông xuống hận thù? Không hay rồi, thân phận của tôi đã bị lộ, tính cả những bí mật của tôi cũng bị lộ theo. Họ chắc hẳn đã biết công pháp của tôi là gì nên mới yêu cầu. Não bộ của Diệp Lâm Quân hoạt động rất nhanh, lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh không ngờ rằng, là một người bình thường, mà vẫn có thể bị kéo vào. Vẫn là nhân vật trung tâm. Làm sao cũng không ngờ được. Vậy ngài giao ra ngay đi, chỉ có như vậy hai bên mới chung sống hòa bình được với nhau. Hơn nữa, còn có Viêm Long lệnh cấp cao nhất ra lệnh cho ngài, ngài nhanh chóng giao ra đi. Thời gian không còn nhiều. Đoàn đàm phán thúc giục. Diệp Lâm Quân mỉm cười, Lạc Việt trở nên nhút nhát như vậy từ khi nào vậy? Lúc này thì nghe người khác rồi. Người khác bắt chúng ta làm gì thì chúng ta làm đó à? Cốt khí của người Lạc Việt ở đâu? Chúng ta còn sợ những ngoại tộc này sao? Trước những câu hỏi liên tục của Diệp Lâm Quân, tất cả mọi người trong đoàn đàm phán đều chết lặng. Đúng vậy. Lạc Việt của ngày hôm nay giống như mặt trời ban trưa, không yếu đuối trước bất kỳ ai. Có Nhất Phũ Kiên Vương chấn giữ. Lại có thêm Cửu Đại Thiên Vương được thành lập. Còn phải sợ ai? Sao phải làm theo yêu cầu của người khác? Nhưng không phải chuyện chỉ có như vậy. Sợ là ngài không biết rằng Hoàng tử Vincent đã chết ở Lạc Việt. Có bằng chứng cho thấy người của chúng ta đã giết chết anh ta. Cả thế giới đang chống lại chúng ta, những cuộc biểu tình ở khắp mọi nơi. Bây giờ chúng ta không chiếm ưu thế một phương, cho nên chúng ta phải làm theo những gì họ nói. Một người của nhóm đàm phán giải thích. Diệp Lâm Quân lại rất vui. Thật sự là người của chúng ta giết anh ta sao? Diệp Lâm Quân hỏi. Tất cả mọi người đều im lặng. Đã không phải người của chúng ta giết anh ta, vậy thì đi thăm dò đi. Hãy tìm ra kẻ sát nhân thực sự, rồi cho cả thế giới biết, trả lại sự trong sạch cho Lạc Việt của chúng ta. Nhưng các người lại đang làm gì vậy? Thỏa hiệp một cách mù quáng. Điều này tương đương với việc chấp thuận rằng mọi thứ đều do chúng tôi làm. Vậy thì sau đó cả thế giới đều biết là như thế này. Các người cứ mặc cho người ta xâu xé như vậy. Người ta nói tới yêu cầu gì là đồng ý ngay. Diệp Lâm Quân nhịn một bụng tức, gào thét lên. Không chỉ đối với bọn họ. Đó cũng là sự bất mãn đối với đồ đệ Hoàng Thanh Phong của mình. Mặc dù học được một thân bản lĩnh, nhưng anh ta lại không có chút năng lực xử lý chuyện gì. Không phải, chúng ta cũng đã tra xét, nhưng không tra được. Mấy thành viên của đoàn đàm phán tỏ vẻ bất lực. Vậy là các người liền bị người ta chèn ép. Người ta nôi thương lượng là thương lượng. Sợ người ta làm cái gì? Ông ta muốn trả thù. Ông ta muốn chiến đấu. Vậy thì chiến đấu thôi. Ai sợ ai? Có ai mà Lạc Việt chúng ta phải sợ không? Mẹ nó, các người cứng lên một chút được không? Yên tâm to gan nói với toàn thế giới rằng chúng ta đã không làm điều này. Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. Bảo Vincent nhị thế về nhà và chờ đợi đi. Nếu không Lạc Việt sẽ đuổi ông ta đi. Diệp Lâm Quân thực sự rất tức giận. Anh mới chỉ là một người bình thường trong một năm. Làm sao cốt khí và lòng chính trực cũng không còn. Đường đường là Lạc Việt thế nào lại cúi đầu trước người khác. Xấu hổ làm sao. Đây không phải là lúc để ngài phàn nàn. Mau giao công pháp ra đi. Vincent nhị thế chỉ cho 3 tiếng thôi. Nếu không có bất cứ tổn hại gì. Chúng tôi không đảm đương nổi, ngài cũng không đảm đương nổi đâu. Đoàn đàm phán tiếp tục thúc giục. Diệp Lâm Quân nhìn chằm chằm bọn họ rồi cười mỉa mai, cho nên vì để ổn định Vincent nhị thế mà muốn tôi giao công pháp ra. Tôi sẽ nhịn, nhưng còn muốn giao ra 10 đồng bào vô tội để đền mạng thì sao? Sắc mặt của người trong đoàn đàm phán tối sầm lại, bọn người lầm bầm, đây cũng là hết cách rồi, phải có người hy sinh. Cho nên các người chỉ có thể trơ mắt chọn ra 10 đồng bào đi chịu chết. Mấy người lập tức nói, đừng lo lắng, chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho gia đình bọn họ. Đã có người phải hy sinh, tại sao các người không đi? Các người cũng có thể hy sinh vì Lạc Việt mài. Diệp Lâm Quân hỏi, tất cả mọi người đều trầm mặc, bảo bọn họ hy sinh cho cuộc sống để đi đền mạng. Sao mà được? Bây giờ không phải là lúc để tranh cãi. Ngài Vân nên giao công pháp ra đi, thời gian đã không còn kịp rồi. Diệp Lâm Quân đột nhiên tức giận. Cút, cút nhanh lên. Tôi không thể nào giao cho công pháp. 10 đồng bào kia, các người cũng đừng hòng đưa đi làm vật hy sinh.
Diệp Lâm Quân vung tay lên. Một luồng lực hùng hậu trực tiếp thổi bay mấy người của đoàn đàm phán ra ngoài. Còn dám tới nữa, tôi không ngại đánh cho các người thành tàn phết. Đám người trong đội đàm phán chạy tán loạn vì sợ hãi. Không được rồi, Diệp Lâm Quân không nguyện ý giao ra công pháp, hơn nữa không nguyện ý giao người đi đền mạng. Lần này phiền phức lớn rồi. Một khi Vincent nhị thế nổi giận, đó sẽ là một thảm họa. Diệp Lâm Quân là một người bình thường rồi, còn giữ công pháp để làm gì? Đúng đấy, quá ích kỷ. Đội đàm phán liền báo cáo thái độ của Diệp Lâm Quân với vệ binh Viêm Long. Vệ binh Viêm Long cũng bó tay chịu chết với chuyện này. Họ biết thái độ và tính khí của Diệp Lâm Quân. Quá nóng vội. Sẽ phản tác dụng. Cuối cùng, đoàn đàm phán chỉ có thể nói tất cả mọi việc với Vincent Nhị Thế. Yêu cầu Vincent Nhị Thế thay đổi các điều khoản. Điều kiện này kiên quyết không thay đổi. Nếu không, ta sẽ khiến cho Tô Ân Bộ người dân Lạc Việt chôn cất cùng con trai của ta. Biện pháp các người tự nghĩ đi. Hoặc là đầu của Nhất Phú Kiên Vương hoặc là công pháp của anh ta. Ta đã tập hợp hàng chục nghìn lính đánh thuê và hàng nghìn sát thủ, có thể hành động bất cứ lúc nào. Dưới sự bức ép của Vincent Nhị Thế, đoàn đàm phán chỉ có thể đến gặp Diệp Lâm Quân lần nữa cùng với Thục Thiên Vương. Trong lòng Hoàng Thanh Phong cảm thấy rất có lỗi. Nhưng nếu mọi thứ tiếp tục kéo dài, ngược lại sẽ bị bại lộ. Tốt hơn hết là nên thuyết phục Diệp Lâm Quân sớm giao ra công pháp. Cậu tới đây làm gì? Không phải tôi đã nói với cậu, tới một lần đánh một lần sao? Diệp Lâm Quân nhìn thấy Hoàng Thanh Phong là lại phiền lòng. Thầy xin hãy chờ đã, nghe con nói. Thầy giao công pháp ra đi đi, mọi người giải quyết trong hòa bình không phải tốt hơn sao? Hoàng Thanh Phong nói, công pháp không có khả năng giao dai. Thái độ của Diệp Lâm Quân rất kiên quyết. Không phải, thầy, không nhất thiết phải là công pháp mạnh nhất. Thầy có thể tùy tiện giao. Ra một bộ công pháp, ổn định bọn họ lại trước. Sau đó chúng ta sẽ tìm ra kẻ sát nhân thực sự là ai. Hoàng Thanh Phong nói, cút, cút nhanh, đừng ép tôi phải ra tay. Thầy, hãy suy nghĩ kỹ lại đi, thầy chỉ tiện tay một chút là có thể cứu được bao nhiêu người và có thể giảm bớt bao nhiêu tổn thất. Hoàng Thanh Phong cố gắng thuyết phục. Diệp Lâm Quân trực tiếp dùng một bàn tay đánh bay anh ta ra ngoài. Những người khác cũng bị dọa đến tè ra quần, nhao nhao chạy đi. Có điểm bất thường. Tính cách của Hoàng Thanh Phong không phải như thế này. Làm sao lại có thể bảo mình giao ra công pháp? Sau khi đám người đó rời đi, Diệp Lâm Quân dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Không xong rồi. Chính Hoàng Thanh Phong đã làm lộ ra thân phận của mình. Diệp Lâm Quân ngay lập tức phản ứng kịp. Diệp Lâm Quân có thể đoán ra được đại khái. Tất cả đây là kế hoạch của thủ lĩnh liên minh báo thù, Hắc Long mưu đồ của gã này quá sâu. Dựa vào năng lực của ông ta, uy hiếp Hoàng Thanh Phong chỉ là chuyện dễ như ăn bánh. Cái tên này thậm chí còn phân tích ra được mình có một bộ công pháp lợi hại. Không thích hợp. Nếu đã biết danh tính của mình, tại sao lại cố chấp vào công pháp? Mà không phải là chuyện khác. Tiêu rồi. Lông mày của Diệp Lâm Quân nhảy dựng lên. Trong lòng anh trở nên thấp thỏm. Bây giờ liên minh báo thù đã biết thân phận của anh, điều đó tương đương với việc nắm được điểm yếu của anh. Không có lý do gì để không hành động. Công pháp có thể là một chiêu bài. Không, gã muốn nhắm vào mình. Như vậy cách tốt nhất để bắt đầu là... Diệp Lâm Quân nghĩ đến một khả, năng đáng sợ anh giật mình, cả người toát mồ hôi lạnh. Xin đừng, xin đừng. Giây tiếp theo, điện thoại di động của anh đổ chuông. Cơ thể Diệp Lâm Quân căng cứng, đôi mắt hẳn tơ máu. Anh ngay lập tức kết nối. Bên kia truyền lên tiếng ồn ào. Ngay sau đó, giọng của bé Quân vang lên. Ba, ba, đến cứu Quân đi, con muốn cha, con muốn mẹ, hu hu hu. Tút tút tút, tiếng kêu cứu của bé Quân vang lên từ đầu dây bên kia. Chẳng bao lâu, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng máy bận. Diệp Lâm Quân như bị sét đánh, đầu óc trở nên trống rỗng. Lê Quân Diệp Lâm Quân gầm lên. Bọn chúng quả nhiên xuống tay với bé Quân. Anh đã sắp xếp cao thủ ở bên cạnh bé Quân nhưng liên minh báo thủ muốn nhắm vào. Trừ khi mình tự trông coi, nếu không sẽ không có ích gì. Đối với bọn chúng, việc bắt một người là quá dễ dàng. Vừa hay Diệp Lâm Quân lại bị Hoàng Thanh Phong và đội đàm phán làm phân tâm. Bọn chúng liền dễ dàng bắt được bé Quân.
Diệp Lâm Quân lập tức liên lạc với cao thủ được sắp xếp bên cạnh Bé Quân. Kết quả là không ai trong số những người này biết rằng Bé Quân đã bị bắt đi. Có thể thấy được sức mạnh của bên kia như thế nào. Thần không biết quỷ không hay đưa người đi. Cùng lúc đó, Lý Tử Nhiệm cũng nhận được tin Bé Quân bị bắt. Cô suýt thì ngất đi. Lý Tử Nhiệm vội vã trở về nhà tổ nhà họ Lý và báo tin cho mọi người. Người đầu tiên cô nghĩ đến là môn phiệt Tây Đường, mà không phải là Diệp Lâm Quân. Dù sao bây giờ Diệp Lâm Quân cũng là một người bình thường, thân đơn lực mỏng. Kém xa so với môn phiệt Tây Đường thần thông quảng đại. Bọn họ sẽ có biện pháp hơn cái gì? Bé Quân bị bắt, từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều rất tức giận. Bà cụ và những người khác rất phẫn nộ. Mặc dù mọi người đều không ưa Diệp Lâm Quân, nhưng lại rất yêu thích Bé Quân. Mọi người đều lo lắng khi hay tin Bé Quân bị bắt. Dưới sự che chở như vậy, mà vẫn có thể bắt được Bé Quân, xem ra bên kia có thực lực rất lớn. Gần như toàn bộ Giang Bắc đều có tay mắt và cao thủ của môn phiệt Tây Đường. Bé Quân và Lý Tử Nhiệm cũng có cao thủ do bà cụ sắp đặt. Vậy mà lại không phát hiện ra chút nào. Đủ để khiến cho bà cụ và những người khác chấn kinh. Thật sự là không khéo. Vừa hai mấy người anh hai trở về môn phía Tây Đường. Bây giờ hãy nghe lệnh của tôi, triệu tập toàn bộ lực lượng để cứu Bé Quân. Bà cụ ngay lập tức sắp xếp người đến cứu Bé Quân. Trong nháy mắt, toàn bộ người trong nhà họ Lý đều náo loạn lên. Ngay cả toàn bộ môn phía Tây Đường cũng đều nhận được thông báo và hành động. Không cần, tôi sẽ tự mình làm đi cứu Bé Quân. Không cần làm phiền người khác. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Đó là Diệp Lâm Quân. Vì Hắc Long đã biết mọi thứ, thì một cái môn phiệt Tây Đường là hoàn toàn vô dụng. Ngược lại, sẽ đánh rắn động cỏ. Còn không bằng một mình anh đi. Ngay sau đó, hơn trăm ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía anh. Chỉ bằng anh. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lâm Quân bằng con mắt ngạc nhiên và khinh thường. Diệp Lâm Quân. Chúng tôi biết cậu có tài, nếu không cậu sẽ không là chiến thần Văn Lang. Nhưng bây giờ cao thủ ẩn thế xuất hiện, thời đại của cậu đã qua lâu rồi. Dù cậu có giỏi đến đâu, chẳng lẽ có thể lợi hại hơn môn phiệt Tây Đường sao? Cậu mau cút sang một bên để chúng tôi đi tìm Bé Quân. Không ai tin rằng Diệp Lâm Quân mạnh hơn cả môn phiệt Tây Đường. Hơn nữa môn phiệt Tây Đường còn có một người trọng cửu đại thiên, Vương. Ngay cả Lý Tử Nhiệm cũng không tin. Theo cô, để bà cụ ra mặt sẽ nắm được phần chắc hơn là Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân mím môi, các người không phải là đối thủ của ông ta. Toàn bộ môn phiệt Tây Đường cộng lại cũng không phải. Lời này khiến người ta ngạc nhiên gần chết. Diệp Lâm Quân vừa dứt lời. Lập tức đắc tội với tất cả những người có mặt ở đây. Toàn bộ môn phiệt Tây Đường đều không được. Vậy thì ai đi? Chính anh đi à? Diệp Lâm Quân, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu dám khinh thường toàn bộ môn phiệt Tây Đường à? Không ai đồng ý cả. Các người không cần để ý tới, bọn chúng muốn nhằm vào tôi thôi. Diệp Lâm Quân nói. Còn nhằm vào cậu, còn bảo chúng tôi không cần để ý tới. Cậu lợi hại như vậy thì vì sao lại để Bé Quân bị bắt đi? Tôi, đối mặt với chất vấn, Diệp Lâm Quân liền bị nghẹn lời. Bé Quân bị bắt là lỗi của anh. Anh không ý thức được rằng cho dù là một người bình thường, anh vẫn có thể bị vướng vào. Các cuộc tranh chấp. Dưỡng Hạo Quân, bớt tranh cất đi, Euro huyện cứu Bé Quân cứ giao cho bà nội và mọi người. Lý Tử Nhiệm hét lên. Tránh qua một bên, cũng không nhìn xem sức lực mình có là bêu lần này Bé Quân bị bắt, chắc chắn là nhằm vào môn phiệt Tây Đường. Mà khẳng định là liên quan đến Thục Thiên Vương, Diệp Lâm Quân, cậu đừng có tự rát vàng lên mặt mình nữa. Cuối cùng. Diệp Lâm Quân bị đuổi khỏi nhà tổ của nhà họ Lý. Diệp Lâm Quân cũng không coi là gì. Cùng lắm thì xuất hiện thêm một vài rắc rối. Về phần Bé Quân, anh sẽ cứu. Anh sẽ giết bất cứ ai bắt cóc Bé Quân. Một tên cũng không để lại liên minh báo thù. Sai lầm lớn nhất mà các người mắc phải trong đời là bắt cóc con gái của tội oán khi ngập trời tỏa ra từ người của Diệp Lâm Quân. Toàn bộ trời đất trở nên sơ xác tiêu điều. Ở những khu vực xung quanh, nhiệt độ giảm mạnh. Mọi người không khỏi dùng mình. Tây, kích hoạt lại trấn thiên điện, giúp tôi tìm ra vị trí của Bé Quân, vận dụng toàn bộ lực lượng. Mặc dù Diệp Lâm Quân đã từ bỏ vị trí nhất phũ kiên vương. Nhưng trấn thiên điện vẫn luôn nằm trong tay anh.
Dù sao ngay cả vệ binh Viêm Long cũng không biết đến chân thiên điện. Chỉ có vị kia biết. Sau khi Diệp Lâm Quân rời đi, môn phiệt Tây Đường bắt đầu tìm người, viện binh, điên cồng tìm kiếm tung tích của bé quân lúc này, Thục Thiên Vương vừa hay đi vào nhà tổ nhà họ Lý. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh ta cất tiếng hỏi. Lập tức nghe được tin nói bé quân bị bắt cóc. Đầu óc anh như muốn nổ tung. Là Hắc Long, chắc chắn là Hắc Long. Sau khi Hắc Long biết được thân phận của thầy, không có lý do gì không hành động. Bây giờ xem ra mới là ý định thực sự. Các cuộc đàm phán đều là giả. Vì anh ta mà bé quân mới bị bắt. Nếu thầy biết, Hoàng Thanh Phong giật mình, cả người toát đầy mồ hôi lạnh khi nghĩ đến điều này. Thục Thiên Vương, làm ơn cứu con gái tôi được không? Sau khi nhìn thấy Hoàng Thanh Phong, Lý Tử Nhiệm nhanh chóng đến để nhỏ giúp đỡ. Đúng vậy, Thanh Phong, toàn bộ nhờ vào cậu. Người bắt cóc bé quân thật sự có chút thực lực. Lê Nguyên, đừng lo lắng, có Thanh Phong ra tay, bé quân nhất định không sao. Nhìn thấy Hoàng Thanh Phong trở lại, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Cho dù là địa vị hay thực lực, Hoàng Thanh Phong đều rất mạnh. Được rồi, tôi sẽ đi cứu bé Cư Ân. Hoàng Thanh Phong đồng ý. Về tình về lý, anh ta đều phải đi cứu bé quân. Chỉ bằng cách này, anh ta mới có thể bù đắp những sai lầm lớn của mình. Cảm ơn ngài, tôi dập đầu tạ ơn ngài. Nếu không có người khác đỡ lấy, Lý Tử Nhiệm đều muốn dập đầu luôn rồi. Con bị bắt cóc, người làm mẹ đương nhiên lo lắng. Hoàng Thanh Phong đồng ý ra tay cứu bé quân, Lý Tử Nhiệm mừng như điên. Vị này ra tay sẽ yên tâm hơn Diệp Lâm Quân nhiều. Chắc chắn bé quân sẽ được cứu. HL6 nanogram, mẹ hó ổng hại tôi. Ông dám bắt bé quân. Hoàng Thanh Phong đằng đằng sát khí đi tìm Hắc Long. Một bên khác, Trấn Thiên Điện bằng tốc độ nhanh nhất tìm đến vị trí của bé quân. Vì, Trấn Thiên Điện trước đây cũng không phong bế, vẫn luôn hoạt động. Chỉ là đám người Bắc An Vương không nói cho Diệp Lâm Quân biết mà thôi, các người không có phong bế. Các người vẫn luôn cho nó hoạt động. Sau khi biết chuyện, Diệp Lâm Quân liền giật nảy mình. Nhưng vào lúc này, anh không có thời gian để quan tâm mấy chuyện này. Điều quan trọng là phải cứu bé quân năm trong một căn cứ bến cảng nào đó ở Hải Phòng. Các lãnh đạo cấp cao của Liên minh báo thù đều ở đó. Tải app chuyên Hola về đọc tiếp nhiều nhé cả nhà. Bé quân nằm ở giữa. Đứa trẻ đã không còn sức để vùng vẫy khóc. Cô bé chỉ tuyệt vọng, mờ mịt nhìn chung quanh. Lần này là cơ hội tốt nhất để chúng ta diệt trừ Nhất Phũ Kiên Vương. Nếu bỏ lỡ, chúng ta đều phải chết. Hiểu chưa? Hắc Long nói với đám người hiểu rõ, chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Những người khác nhao nhao gật đầu. Nhóc con đừng căng thẳng, ba của mày sắp chết rồi. Tao sẽ cho mày tận mắt nhìn thấy hình ảnh ba mày chết trước mặt mày. Hắc Long nhìn bé quân, cười lớn. Có tin tức gì bên phía Diệp Lâm Quân không? Hắc Long hỏi. Tạm thời chưa có. Hắc Phụng Hoàng lắc đầu. Nhưng Thục Thiên Vương đã ra tay, anh ta hẳn là muốn tìm ông. Hắc Long cười nói, hiện tại mới phản ứng. Đã quá muộn rồi, nhưng chỉ có Diệp Lâm Quân mới khiến tôi có hứng thú. Tên kia không xứng, đúng vậy. Tôi thật muốn xem Diệp Lâm Quân có thể tìm được người trong bao lâu. Chuẩn bị tinh thần đi. Chờ anh ta tới. Hắc Long mỉm cười. Trong kế hoạch của ông ta, Diệp Lâm Quân có thể tìm thấy nơi này. Nhưng ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Khoảng thời gian này đủ để ông ta triển khai mọi thứ và giết chết Diệp Lâm Quân. Bây giờ ông ta đã bố trí thiên la địa võng, chờ Diệp Lâm Quân tới. Hàng chục tấn thuốc nổ đã được chôn xung quanh căn cứ này. Đến lúc đó, Hắc Long sẽ san bằng nơi này thành bình địa. Kể cả cấp dưới của ông ta cũng sẽ chết ở đây. Không chỉ có vậy, ông ta cũng chuẩn bị rất nhiều vũ khí sinh học và hóa học. Một khi nó phát nổ, khí độc hoặc các loại vũ khí khác sẽ phun ra một cách điên cuồng. Tuyệt đối không cho Diệp Lâm Quân có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Dù sao Hắc Long đã biết rằng Diệp Lâm Quân có một bộ công pháp lợi hại, nổ không chết thì sẽ chỉ khiến cho anh ta mạnh hơn. Vì lý do này, Hắc Long đã sắp xếp mọi việc không còn một kẽ hở. Nhanh lên, thu xếp nhanh đi. Diệp Lâm Quân sắp đến rồi. Hắc Long thúc giục. Tự mình đốc thúc công việc, nhưng điều ông ta không ngờ tới là sự tồn tại của Trấn Thiên Điện. Ngay từ đầu Trấn Thiên Điện đã theo dõi sát sao bọn họ.
Điều mà họ không ngờ là Diệp Lâm Quân không chỉ biết rằng bọn họ đang ở đây, thậm chí anh còn đang ẩn nấp trong này. Lúc này, Diệp Lâm Quân đang bí mật theo dõi ông ta. Vincent nhị thế vẫn còn đang kìm chân Lạc Việt, tranh thủ nhiều thời gian cho chúng ta. Hắc Phụng Hoàng cười nói. Hắc Long gật đầu, chúng ta sẽ dùng con gái của anh ta để ép buộc Diệp Lâm Quân giao ra công pháp, sau đó giết chết anh ta. Ai lại không muốn có được loại công pháp nghịch thiên này? Mọi người đều nhao nhao gật đầu. Diệp Lâm Quân thực sự quá mạnh, chúng ta chỉ có thể giết anh ta bằng cách này. Hắc Phụng Hoàng cảm thán nói. Sau khi biết thân phận của Diệp Lâm Quân, mọi người mới hiểu được. Hóa ra liên minh báo thù đã bị bại dưới tay Diệp Lâm Quân. Tất cả mọi kế hoạch của họ cuối cùng cũng thất bại vì Diệp Lâm Quân. Người này quá mạnh. Mạnh mẽ như một vị thần, không cách nào làm gì được anh ta. Ngay cả bác ma cũng không thể. Ngay cả thần cũng có nhược điểm, huống chỉ anh ta chỉ là một con người. Nhìn xem hiện tại điểm yếu của anh ta đang ở trong tay chúng ta rồi. Vì con, anh ta nhất định sẽ nghe lời chúng ta. Hắc Long nói, vô thức nhìn về phía bé Quân. Hả, đứa nhỏ đâu, đi đâu rồi? Đột nhiên, ông ta phát hiện ra rằng bé Quân đã không còn ở đó nữa. Nghe vậy những người khác cũng nhìn sang. Làm gì còn bóng dáng bé Quân nữa? Người ở đâu, người đi đâu rồi? Mọi người bắt đầu luống cuống. Đám vệ sĩ cũng bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Có chuyện gì vậy, làm sao một người có thể biến mất trong không khí được chứ? Hắc Long giật mình, cả người toát mồ hôi lạnh. Những người khác thậm chí còn sợ hãi hơn. Làm sao một đứa trẻ lại có thể biến mất trước mặt của hàng trăm người chứ? Điều này phản khoa học. Tìm, mau tìm cho tôi. Hắc Long giận dữ hét lên. Mọi người cùng tìm một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bé Quân đâu. Cô bé không còn ở đây nữa rồi. Làm sao vậy, làm sao một người sống sờ sờ như vậy lại có thể biến mất trong không khí được? Hắc Long gầm lên. Trong bầu không khí này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tất nhiên một N8 người không thể đột nhiên biến mất trong không khí được rồi. Chỉ có thể là con bé đã được cứu. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hả? Ai đang nói chuyện vậy? Đám người tìm kiếm xung quanh. Lúc này, Diệp Lâm Quân đã ôm bé Quân ra ngoài. Liên minh báo thù đúng không? Chúng ta đã gặp mặt một cách chính thức rồi. Hôm nay các người đều phải chết. Diệp Lâm Quân nhìn lướt qua từng người ở đây với ánh mắt lạnh lùng như băng, khiến cho bọn họ không kìm chế được mà rùng mình. Mọi người nhìn thấy Diệp Lâm Quân thì rất kinh ngạc, biểu hiện trên gương mặt họ cứ như là bị điên. Sao anh ta vào đây được? Từ bao giờ mà người đã rơi vào trong tay anh ta rồi? Rất nhiều câu hỏi đang tràn ngập trong đầu của mọi người khiến cho bọn họ hoảng hốt, lo lắng. Lời giải thích duy nhất đó là Diệp Lâm Quân đã vượt khỏi phạm vi của nhân loại. Đối với người bình thường mà nói thì anh chính là một vị thần. Sự bí ẩn và sức mạnh của anh vượt qua khỏi sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Hắc Long nuốt một ngụm nước bọt, anh ta vốn cho rằng mình sắp xếp rất cẩn thận và chặt chẽ, không thể nào xảy ra sơ suất. Kế hoạch là dùng đứa bé để kìm chế Diệp Lâm Quân, sau đó ép anh ta đưa công pháp ra rồi giết chết anh ta. Thế nhưng cái bẫy này mới được sắp xếp một nửa thì Diệp Lâm Quân đã xuất hiện. Điều này hoàn toàn nằm ngoài những gì Hắc Long đã dự đoán. Là việc mà anh ta không thể nào nghĩ ra được. Hoàng tử Vincent cũng là đo các người giết đúng không? Kế sách của các người hay đây, tất cả mọi người đều bị các người quay mòng mòng. Diệp Lâm Quân cười cười rồi nói. Hắc Long thì đã không còn dám hó hé câu nào. Tất cả mọi người đều đang toát cả mồ hôi lạnh. Hắc Phượng Hoàng thì chân run lẩy bẩy không thể kìm chế được. Hắc Long đúng không, để cho tôi xem bộ mặt thật của anh đi. Diệp Lâm Quân nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói. Rút lui, tất cả mọi người mau rút lui, sau đó cho chỗ này nổ tung đi. Hắc Long vội vàng hô lên. Muốn rút lui à, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Diệp Lâm Quân hô lên một tiếng. Anh ôm lấy bé Quân rồi xuất hiện trước mặt Hắc Long trong nháy mắt. Chỉ trong nháy mắt. Bảy tên cao thủ đeo mặt nạ đen lập tức ngăn lại trước mặt Diệp Lâm Quân. Bọn họ đều là những cao thủ mạnh nhất của liên minh báo thù. Nhưng tất cả đều bị Diệp Lâm Quân đánh bay chỉ trong nháy mắt. Ngăn anh ta lại, tất cả mọi người mau ngăn anh ta lại. Hắc Long vừa chạy trước vừa hô hào. Bảo vệ thủ lĩnh rút lui.
Các thành viên của liên minh báo thù cứ như bị điên vậy. Thề sống thề chết muốn ngăn cản Diệp Lâm Quân. Điều này khiến cho anh rất bất ngờ. Tại sao bọn họ lại nghe lời thế nhỉ? Giúp Hắc Long thì chẳng khác nào là mình chịu chết. Thà mình chết cũng phải để cho Hắc Long còn sống ư. Euro có thể thấy được tín nhiệm của bọn họ mạnh đến cỡ nào. Cũng để thấy liên minh báo thù mạnh tới đâu. Không ai có thể đánh với Diệp Lâm Quân quá hai chiêu. Nhưng có quá nhiều người. Nhất là cao thủ của liên minh báo thù cũng không hề ít. Điều này đã mang tới cho Hắc Long rất nhiều thời gian để chạy trốn. Hắc Phượng Hơ Hàng dẫn rất nhiều người ngăn trước mặt Diệp Lâm Quân. Anh tiêu diệt từng người một. Cuối cùng Hắc Phượng Hoàng cầm một cái điều khiển từ xa rồi hướng về phía Diệp Lâm Quân mà nhấn. Cô ta hô lên, cùng nhau xuống địa ngục đi. Đùng. Sau khi cô ta đè nút xuống thì ánh lửa bắt đầu bùng lên ngút trời. Mấy chục tấn thuốc nổ này nổ cùng một lúc san bằng cả vùng đất này biến thành đất bằng trong nháy mắt. Ánh lửa bốc lên trên đại dương hóa thành một vùng biển lửa. Nhưng ở phút cuối cùng Diệp Lâm Quân vẫn ôm bé Quân thoát khỏi đây. Anh nhìn bé Quân đang ngủ say mà nở một nụ cười tự ái. Con bé không sao là được rồi. Nhưng Hắc Long à, mày trốn không thoát đâu. Trong đôi mắt đen láy của Diệp Lâm Quân tràn đầy sát ý. Đúng lúc này đây thì Hoàng Thanh Phong chạy với. Thầy ơi, thầy không có sao chứ? Hoàng Thanh Phong hỏi với vẻ chột dạ. Đưa bé Quân về trước đi, miễn cho mấy người Lê Nguyên sốt ruột, tội đi đuổi theo bọn họ. Diệp Lâm Quân nói xong rồi đưa bé Quân cho Hoàng Thanh Phong, sau đó lập tức đuổi theo đám người của liên minh báo thù, Hoàng Thanh Phong cũng không dám chậm chạp. Anh ta ôm bé Quân trở về Giang Bắc ngay lập tức. Trong nhà tổ của họ Lý, mấy người Lý Tử Nhiệm đang ngồi đợi. Lý Tử Nhiệm vừa nhìn thấy Hoàng Thanh Phong đi vào thì kích động tới nỗi quỳ xuống trước mặt Hoàng Thanh Phong mà nói, cảm ơn cậu đã cứu con của tôi. Ngay cả mấy người Chí Oánh và Lý Hồng Thái cũng quỳ xuống trước mặt Thục Thiên Vương mà cảm ơn. Bé Quân là viên ngọc quý trong lòng bọn họ, ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ rót. Cô bé đã được cứu về thì hỏi sao mấy người bọn họ không kích động chứ? Mẹ ơi! Bé Quân bắt đầu khóc lên. Lý Tử Nhiệm ôm bé Quân vào ngực rồi an ủi Đỗ Dành, mẹ đây, bé Quân đừng sợ. Mọi người lại đây dập đầu, biểu thị sự cảm tạ đối với Thục Thiên Vương đi. Lý Hồng Thái và những người khác lại dập đầu với Thục Thiên Vương mấy cái. Cảm ơn cậu Thanh Phong, nếu không có cậu thì tôi cũng không biết nên làm sao bây giờ, bà cụ nói những lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Không hổ danh là một trong cửu đại thiên vương, vừa ra tay là đã cứu được người về rồi. Quá mạnh, mới chỉ có hai tiếng trôi qua. Đây là sự kiêu ngạo của môn phiệt Tây Đường, cũng là sự kiêu ngạo của Lạc Việt, đám người môn phiệt Tây phục nhau nhau khen ngợi Thục Thiên Vương. Hoàng Thanh Phong đứng đó mà sững sờ cả người. Cái gì thế, mọi người khen mình làm gì? Còn có mấy người kia, trong đó có vợ thầy dập đầu cảm ơn mình ư? Đâu phải là mình làm đâu, rõ ràng là do thầy cứu bé Quân ra mà. Chẳng hề liên quan tới mình một chút nào cả. Hơn nữa chắc chắn thầy biết là mình làm lộ ra ngoài. Anh ta đang đứng trước nguy cơ bị thầy la mảng. Hoàng Thanh Phong nhìn đám người kia rồi cắn răng mà nói, thật ra không phải tôi. Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ? Ba đâu rồi? Đúng lúc này đột nhiên bé Quân lại lên tiếng. Thông qua sự nhắc nhở của bé Quân thì bây giờ mọi người mới nhớ tới Diệp Lâm Quân. Hừ, Diệp Lâm Quân đúng là buồn cười thật đấy, còn bảo tự mình đi cứu bé Quân. Bé Quân đã được cứu về rồi, vậy anh ta đâu? Hừ, đúng là buồn cười thật đấy. Mỏ miệng ra là nói môn phiệt Tây Đường không đáng tin, nhất định phải dựa vào chính anh ta. Vậy rồi dò sao, còn không phải là môn phiệt Tây Thục cứu người à? Bởi vì bé Quân được Hoàng Thanh Phong ôm về cho nên mọi người đều nhất trí rằng anh ta là người cứu được bé Quân. Về phân Diệp Lâm Quân thì trở thành trò cười. Sắc mặt của Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh trở nên rất khó coi. Diệp Lâm Quân có cứu được bé Quân hay không cũng chẳng sao cả, điều quan trọng ở đây là anh còn tới môn phiệt Tây Đường mà phát ngôn bừa bãi. Lần này thì làm ra chuyện cười lớn rồi. Không phải, là ba cứ cần đó. Ba đâu rồi, ba ở đâu rồi ạ? Lũ này bé Quân đột, nhịn hô lên. Thục Thiên Vương nghe mà sốt ruột trong lòng. Con bé này chắc bị dọa sợ rồi chứ gì. Cái gì mà ba cứu được bé chứ, rõ ràng là Thục Thiên Vương cứu bé mày. Đúng rồi, lúc trẻ con bị sợ thì sẽ nhớ tới ba mẹ,
sau đó trong tiềm thức sẽ cảm thấy là ba mẹ cứu mình. Lê Nguyên, mau bế bé Quân đi nghỉ ngơi đi, rồi lại sắp xếp mấy bác sĩ để khám xem. Không một ai tin vào lời cô bé nói. Nhất là khi bọn họ thấy Hoàng Thanh Phong ôm cô bé về thì lại càng thêm không tin tưởng. Thật ra, Thục Thiên Vương còn muốn nói điều gì đó, bà cụ lại nói là Thanh Phong đều là người một nhà cả, không cần nói nhiều làm gì. Cậu còn có chuyện gì cần làm à, vậy thì nhanh đi đi. Một nhà chúng tôi cảm tạ ngài một lần nữa. Nếu như không có ngài thì chúng tôi không biết nên làm như thế nào nữa. Mấy người Lý Hồng Thái lại cúi người với Thục Thiên Vương lần nữa. Chị Oánh lại càng nói thêm, tôi đại diện cho ba của đứa bé để cảm tạ ngài. Đến lúc đó sẽ khiến cho cậu ấy đi tới trước mặt ngài nói cảm ơn. Tôi. Cơ thể của Thục Thiên Vương run rẩy, anh ta lắp bắp mãi mà chẳng nói ra được câu nào. Ba của đứa trẻ tới trước mặt để cảm tạ. Sao anh ta dám nhận lời cảm ơn đấy chứ? Hai chân của Thục Thiên Vương như muốn nhũn ra, sắc mặt của anh ta trở nên trắng bệch. Anh ta vẫn đang nghĩ lại nên làm như thế nào. Với chuyện Diệp Lâm Quân truy hỏi. Chỉ là đám người môn phiệt Tây Đường đều đang tâng bốc anh ta. Càng làm như thế thì Hoàng Thanh Phong lại càng thêm sợ hãi. Một bên khác, Diệp Lâm Quân đang dùng tốc độ nhanh nhất của mình để truy đuổi Hắc Long. Khoảng cách của hai bên ngày càng gần. Cuối cùng Hắc Long trốn vào một sơn trang gần đó. Diệp Lâm Quân cũng đi vào theo, anh nói, lần này để tôi xem anh chạy đâu cho thoát. Nơi này không phải chỗ mà cậu nên tới, mau rời khỏi đây đi. Một giọng nói vang lên, sau đó có bốn người xuất hiện trước mặt Diệp Lâm Quân. Bọn họ mặc trường bào màu trắng, không thấy rõ mặt mũi. Giao người ra đây rồi tôi sẽ đi. Diệp Lâm Quân nhìn chằm chằm vào mấy người đó rồi nói. Cút đi. Bốn người đó trực tiếp ra tay. Oanh. Vừa tiếp chiêu thì sắc mặt của Diệp Lâm Quân đã thay đổi. Kinh khủng thật. Vậy mà bốn người này lại có được thực lực. Tương đương như Bắc Ma. Nhất là bốn người phối hợp rất ăn ý, biết cách hỗ trợ lẫn nhau. Bọn họ bắt tay với nhau thì vô cùng kinh khủng. Vậy mà có thể ngăn cản được Diệp Lâm Quân trong phút chốc. Phát! Diệp Lâm Quân cũng sốt ruột rồi nên dùng sát chiêu để chèn ép bốn người này. Bọn họ thấy thế thì vội vàng thí triển chiêu pháp hợp kích. Đánh có qua có về với Diệp Lâm Quân. Giết! Diệp Lâm Quân nổi giận, anh đấm một quyền ra. Trời đất rung động. Bốn người bay thẳng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Rầm rầm rầm. Đột nhiên sơn trang nổ tung. Bốn người biến mất không thấy đâu nữa. Lúc Diệp Lâm Quân tiếp tục đuổi theo thì đã chẳng còn một ai. Hắc Long đã chạy từ lâu rồi. Lần này đã mất dấu thật rồi. Lại còn có cao thủ tới bảo vệ Hắc Long, xem ra đường lui của anh ta cũng không ít đâu. Diệp Lâm Quân nhận ra được mình vẫn đánh giá thấp Hắc Long rồi. Vậy mà át chủ bài của anh ta lại có loại cao thủ như thế này để bảo vệ rút lui. Trong liên minh báo thù thì thân phận của Hắc Long là bí ẩn nhất. Dù là đến bây giờ thì Trấn Thiên Điện cũng chưa tra được thân phận của anh ta là cái gì. Nhưng mà anh cũng không sống được đâu. Đột nhiên Diệp Lâm Quân nở một nụ cười thần bí. Một bên khác, Đỗ Yên đàm phán đang tiếp tục đàm phán với Vincent Nhị Thế. Vincent Nhị Thế vừa mới nhận được tin từ Hắc Long. Bắt buộc phải lấy được công pháp của Diệp Lâm Quân. Vincent Nhị Thế bắt đầu uy hiếp, yêu cầu Diệp Lâm Quân phải giao công pháp ra. Đoàn đàm phán rất bất đắc dĩ, bọn họ đành phải để vệ binh Viêm Long tiếp tục tạo áp lực cho Diệp Lâm Quân. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn chẳng thèm để ý tới. Hắc Long vội vã thoát ra ngoài rồi tập hợp với Vincent Nhị Thế. Vincent Nhị Thế bắt đầu hỏi thăm kế sách của anh ta. Để tôi nghĩ xem nên làm thế nào. Bây giờ Hắc Long cũng chẳng còn cách nào nữa rồi. Chủ yếu là anh như ta đã dùng hết tất cả các chiêu rồi. Đúng ngay lúc này, đột nhiên trên dark web xuất hiện một tin tức nặng ký. Sự thật về cái chết của Hoàng tử Vincent. Có cả ảnh chụp, video và ghi âm. Trong video và ảnh là toàn bộ quá trình liên minh báo thù sát hại Hoàng tử Vincent. Sau đó còn có ghi âm đoạn đối thoại của Hắc Long và Thục Thiên Vương. Anh ta thừa nhận rằng mình đã giết Hoàng tử Vincent. Tóm lại bây giờ toàn bộ quá trình của câu chuyện đó đã bày ra ngay trước mặt thế giới. Những chứng cứ này đều do Trấn Thiên Điện tìm được. Lúc trước Diệp Lâm Quân để bọn họ giữ cho kỹ nên bọn họ cũng không tung ra. Không ngờ rằng lần này xảy ra chuyện thì đúng lúc bằng chứng phát huy được tác dụng.
Tin tức này vừa được tung ra ngoài thì cả thế giới đều sục sôi cả lên. Hóa ra là có người hãm hại Lạc Việt. Thục Thiên Vương vui đến nỗi phát khóc. Nếu không thì anh ta có lý cũng chẳng biết nói như thế nào. Đoàn đàm phán cũng rất vui mừng. Sau khi biết được sự thật thì bọn họ cần gì ngồi đây chịu tức nữa. Toàn bộ Lạc Việt đều vô cùng kích động. Cách giải quyết tốt nhất chính là tìm ra sự thật của việc này.